Đó là U Lan, cô ta cũng đến tàng kinh các, hắn quay đầu lại thì trông thấy U Lan cầm một quyển sách lật xem, cũng liên quan đến huyết mạch, mỗi lần trăng tròn cô ta lại phát tác, có lẽ đang tìm cách chữa trị. Cũng khá là trùng hợp. Triệu Bân cười, lại nhẹ nhàng đi ra cửa. Đúng lúc Huyền Sơn lão đạo mở mắt, chính xác là duỗi người, xong việc bèn ôm bầu rượu rót thẳng vào miệng. Trưởng lão, ta có thể lên lầu 2 xem thử một chút không? Triệu Bân cười nói. Ngươi vẫn chưa có tư cách đó đâu, Huyền Sơn lão đạo lau rượu dính lên khóe miệng, vào Thiên Tông ít nhất 3 năm mới có thể lên lầu 2, hoặc là ngươi có thể đánh vào 10 thứ hạng đầu trong tỷ thí Tân Tông. Triệu Bân cười gượng, nói thế thì còn phải chờ thêm nửa tháng. Lão Nhạc à, chào buổi sáng ha. Đang nói thì có một người mang theo bầu rượu bước vào. Đó là một thanh niên áo vải, ăn mặc cực kỳ lôi thôi, cái kiểu ngả ngớn không gì có thể kiềm chế được đó đập vào mắt. Điểm này thì khá giống với Lâm Tà, xét về vẻ ngoài thì còn tuấn tú điển trai hơn Lâm Tà khá nhiều. Vấn đề là hắn ta lại trẻ tóc thành hai mái, trông cứ như mấy tên phản quốc. Nhưng mà, hắn ta không hề đơn giản, rõ ràng là một cảnh giới huyền dương tầng thứ 5, không biết tu luyện công pháp gì, quanh người có thứ khí huyền dị quẩn quanh. Triệu Bân nhìn vài lần vẫn không biết nó xuất phát từ đâu. Tô Vũ, cũng khá lâu rồi không thấy người đến đây, Huyền Sơn lão đạo ngáp một cái. Ra ngoài thăm thú, suýt chút nữa bị người ta đánh chết, Tô Vũ nói xong bèn đi thẳng sang bên kia, đi được vài bước lại vòng ngược trở về, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới, ngươi. Là cái tên đi cửa sau vào đây đấy hả? Là ta, Triệu Bân tự sờ chóp mũi. Ba chữ đi cửa sau đó. Mới có nửa ngày mà hắn đã nghe đâu đó mấy trăm lần. Tất cả những người trông thấy hắn đều lôi ra nói một lần. Có vẻ đi cửa sau đã thành cái nhãn được dán cho hắn, đi đâu cũng không thể bỏ được. Nghe nói ngươi vừa mới khiêu chiến với Sở Vô Xương ở Đình Ngọc Tâm đúng không? Tô Vũ cười nói. Khiêu chiến Sở Vô Xương. Huyền Sơn lão đạo cũng nhướng mày, ngủ cả buổi trời nên ông ta không biết chuyện ở Đình Ngọc Tâm. Bây giờ biết rồi lại bất giác liếc nhìn Triệu Bân, thằng danh này, tu vi không cao mấy mà đầu óc cũng không được bình thường ha. Còn chọn cho mình đối thủ mạnh nhất cơ. Triệu Bân lại cười tự giễu. Xem đi, một khi chuyện đó được lan truyền thì chẳng khác gì mọc cánh, e là bây giờ đã bay khắp Thiên Tông, và hắn cũng đã thành người nổi tiếng, đệ tử đi cửa sau, đã thế còn không biết trời cao đất rộng. Ta vẫn chưa được thấy Tử Ngọc bao giờ, cho ta xem thử đi. Tô Vũ xoa tay, cười ha ha. Triệu Bân không từ chối, hắn lấy Tử Ngọc ra, nó vẫn còn ngọn lửa đỏ rực. Đây là ngọc của nữ soái hả? Tô Vũ cầm lấy theo bản năng, lật qua lật lại nhìn một lúc lâu. Nhìn một lát, hắn ta còn giơ lên mũi ngửi ngửi. Thơm thật. Tên đó cười hơi đáng khinh, nó vẫn còn vương mùi hương nữ tính của nữ soái. Thơm hả? Huyền Sơn lão đạo giành lấy. Ông ta cũng ngửi ngửi như con chó Nhật, ngửi tới ngửi lui, thiếu điều đưa lên liếm. Ông ta cười, còn đáng khinh hơn cả Tô Vũ. Ngẫm lại cũng đúng, nữ soái là người thế nào cơ chứ, chẳng những là thống soái của quân Xích Diễm mà còn là một trong những phó trưởng giáo Thiên Tông, quan trọng là rất xinh đẹp, hào hoa phong nhã, là đối tượng yêu thầm của thế hệ Trúc Huyền. Trông Tô Vũ mơ màng như thế. Chắc nữ soái cũng là tình nhân trong mộng của thế hệ chữ Thanh. Hai người này hài hước thật. Triệu Bân không nói gì, ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Một khối Tử Ngọc Xích Diễm, một già một trẻ đều đứng đó tưởng tượng rồi mơ màng. Tử Ngọc của ngươi có bán không vậy? Tô Vũ cười hơ hớ nói. Sở Vô Xương không ý kiến gì thì ta cũng không ngại bán cho ngươi, Triệu Bân nhún vai. Tô Vũ ho khan. Lập tức bó chân bó tay không làm gì được. Tín vật của nữ soái mà bị mang ra mua bán như đồ chợ, Sở Vô Xương biết được chắc chắn sẽ đánh hắn ta thành đầu heo, ai dính dáng đến tên đi cửa sau này cũng sẽ bị đánh không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tô Vũ đi rồi, hắn ta đi cầu thang lên tầng 2, có thể thấy hắn ta là đệ tử lâu năm. Triệu Bân cũng đã cất Tử Ngọc, phải mất rất nhiều sức mới lấy lại được. Có thể ôm Tử Ngọc ngủ mỗi ngày. Thật tốt, Huyền Sơn lão đạo chậc lưỡi, cực kỳ hâm mộ. Ta là chính nhân quân tử. Triệu Bân giấu Tử Ngọc đi, nhấc chân ra khỏi tàng thư các,
trước khi đi còn liếc sang cầu thang lên tầng 2, thầm nghĩ nửa tháng sau nhất định phải lên đó xem thử, rốt cuộc là bảo bối thế nào. Ra khỏi tàng kinh các, Triệu Bân không về đỉnh Tử Trúc mà đi thẳng đến một tòa lầu cách đó không xa. Lầu các này trông không to bằng tàng kinh các, nhưng bảng hiệu lại cực kỳ chói mắt, cửa hiệu lâu đời. Đúng vậy, chính là cửa hiệu lâu đời. Trông thì cũng không biết là làm gì, nhưng người trong Thiên Tông lại biết đó là một hiệu buôn, nói bình dân hơn một chút là cửa hàng tạp hóa, dường như bên trong có bán tất cả mọi thứ, không gian khá là trang nhã, từ cửa vào ra đi ba mặt khác đều trồng đầy cây lớn, lúc nắng gắt thì ra hóng mát cũng không tệ. Ông chủ của cửa hiệu lâu đời cũng là trưởng lão Thiên Tông, Triệu Bân cũng quen nốt. Hôm qua dưới chân núi có gặp một lần, đó là một lão già gầy, tên Trần Huyền Lão. Tên đi cửa sau đến đấy à? Triệu Bân vào đến thì thấy Trần Huyền Lão đang gảy bàn tính, đừng thấy mắt ông ta nhỏ mà nhầm, tinh như gì ấy, ai dám trộm đồ trong này đều không thể thoát nổi mắt ông ta, sau đó không thể thiếu một trận đòn. Trưởng lão, tên ta là Cơ Ngân, Triệu Bân nói. Mở miệng ra là đi cửa sau, đâu phải lão tử không có tên. Hôm nay ngươi là người nổi tiếng nhất rồi đấy, Trần Huyền Lão liên tục chậc lưỡi, lúc nghe chuyện ở đình Ngọc Tâm ông ta còn không thể tin nổi, thử nghĩ xem tên cảnh giới chân linh này ra đường chưa uống thuốc hả? Triệu Bân không nghĩ thế, nhanh chóng đi vào. Tu luyện hao tốn tài nguyên của cải, đánh giặc cũng con mẹ nó tốn tiền, nếu là nước nhỏ thì cũng không phải họ không muốn đánh, mà là không đánh nổi, cũng chỉ có những nước lớn như Đại Hạ với Đại Nguyên mới có đủ thực lực hùng hậu. Đúc rất nhiều xe nỏ chiến. Bởi vì cái thứ này có sức sát thương rất bá đạo trên chiến trường, bắn nát một ngọn núi trong nháy mắt, cao thủ tộc xác chết chính là một ví dụ. Muốn lấy bao nhiêu, Trần Huyền Lão xách bầu rượu ra. Lấy nhiều hơn có rẻ hơn chút nào không? Tất nhiên rồi, trên 100 cân thì cho ngươi giá 400 lượng một cân. Thành giao. Triệu Bân lấy ra một cọc ngân phiếu, khoảng chừng 5 vạn lượng. Trần Huyền Lão chố hết cả mắt ra. Tiểu võ tu này cũng lắm tiền phết. Chờ. Trần Huyền Lão lấy ngân phiếu rồi vọt vào trong. Triệu Bân bèn tự giác vung tay lên, trên kệ nhanh chóng mất chục bình thuốc, này thì nhìn ta như tên trộm, không trộm chút đồ của ông thì có lỗi với trưởng lão quá, ta có chiếc nhẫn ma, ông cứ thoải mái lục, may là ta vẫn còn liêm sỉ, nếu không ta lấy cho bằng hết. Hiệu suất làm việc của Trần Huyền Lão cũng khá là cao. Khi ông ta quay ra thì mang theo một cái bao tải, hơn 100 cân phi châm. Có muốn đếm không? Trần Huyền Lão cười nói. Không cần, Triệu Bân vung tay, bỏ cái bao vào bùa chữ vật. Trên kệ ta thiếu chút đồ thì phải, Trần Huyền Lão sờ cằm, nhìn lên kệ rồi lại nhìn Triệu Bân, rõ ràng trên đó chất đầy bình thuốc, tới khi nhìn lại thì có vẻ thiếu mất 10 bình, có phải là bị ai trộm đi rồi không? Nào, ông lục đi. Triệu Bân bắt đầu cởi áo. Ta đâu có nói là ngươi, Trần Huyền Lão bĩu môi, cũng có thể là ta nhớ nhầm. Ông không nên đổ oan cho người tốt, từ nhỏ ta đã không trộm đồ ai rồi, Triệu Bân nói đầy chính nghĩa, rõ là đang nói dối nhưng mặt không đỏ, cũng chẳng thở gấp. Hắn đã quá nhuần nhuyễn với một số hành động nào đó. Trần Huyền Lão không cho là như vậy, đi tới kiểm kê đồ. Trưởng Lão, ông có thu mua bảo bối không? Triệu Bân chọc chọc Trần Huyền Lão. Bảo bối gì? Trần Huyền Lão vừa xem kệ hàng vừa tùy ý hỏi. Triệu Bân liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai xung quanh bèn lấy ra một cuộn tranh, chậm rãi mở ra, đập vào mắt chính là một số hình ảnh. Khiến con người ta phun máu mũi. Xuân Cung Đồ, rõ ràng là Xuân Cung Đồ. Thấy thế, đôi mắt Trần Huyền Lão chợt sáng rỡ lên, hai mũi bất chi bất giác nóng lên. Cứ có cảm giác dòng nhiệt nóng đó đang chảy xuống, Thiên Tông gọi dòng nhiệt đó là máu mũi. Có lấy không? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi, khép Xuân Cung Đồ lại. Hắn có rất nhiều mặt hàng này, ông bạn dâu chữ Bát đã tặng hắn một đống lớn trước khi đi mà. Trong số những chiến lợi phẩm đoạt được trên đường cũng có rất nhiều, bọn họ đều là nhà siêu tầm cả. Thu, Trần Huyền Lão lau máu mũi đi, bán thế nào? Triệu Bân không đáp mà chỉ giơ năm ngón tay. 500. Nghĩ cái gì thế, đây là hàng quý hiếm đấy. 5000. Không đắt nhỉ. Triệu Bân cuộn bức tranh lại, cười hơ hớ. Người đã già nhưng mắt còn sáng,
dù sao cũng phải có chút thú vui tao nhã, chẳng hạn như Trần Huyền lão, ông ta là người lanh lẹ, đêm dài tĩnh lặng cũng chẳng biết phải làm gì, có bức tranh này, thú vị hơn. Người có bao nhiêu, Trần Huyền lão cười đáng khinh. Hôm nay chỉ mang theo một cuốn thôi, trưởng lão muốn thêm thì mai ta đưa tới. Người nghịch ngợm thế này, sư phụ người có biết không? Trần Huyền lão thổn thức, đã lau mắt nhìn lại Triệu Bân một lần nữa. Đừng thấy cái tên này trông cũng ra gì và này nọ mà lầm, thật ra. Không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì, nghe lời hắn nói thì vẫn còn rất nhiều bức như thế, nếu để sư muội Vân Yên nghe được thì không biết sẽ thế nào. Ta thiếu tiền. Triệu Bân thốt ra chân lý của đời người. Bạc là thứ tốt, ta cũng thiếu. Trần Huyền lão nói xong bèn đưa ngược lại cho Triệu Bân ngân phiếu 5.000 lượng. Lão già này cũng không thèm quan tâm đến giá cả gì. Xong việc lập tức lấy cuộn tranh đi mất. Có tiền hay không cũng chẳng sao cả, lão phủ thích sưu tầm là chủ yếu. Một số giao dịch được tiến hành trong lén lút và nhanh gọn như thế, một đệ tử vào đây để mua đồ chẳng biết mô tê gì, thấy một già một trẻ đằng kia đang châu đầu vào nhau chẳng biết đang làm gì. Được rồi. Triệu Bân vui vẻ, nhanh chóng cất ngân phiếu đi. May là dâu chữ bát không có ở đây, nếu có chắc chắn sẽ dựng thẳng ngón tay trái với Triệu Bân, người đúng là châu bò. Lão tử ở bên ngoài bán 100 lượng một cuốn, người vào đây trực tiếp đẩy giá lên 50 lần. Nếu biết Thiên Tông dễ mua dễ bán thế này thì lão ta đã chẳng lang bạt bên ngoài rồi. Nếu đến Thiên Tông sớm thì chắc lão ta đã con mẹ nó làm giàu được rồi. Trưởng lão đừng tiễn, mai ta lại tới. Ừ, trẻ nhỏ dễ dậy. Triệu Bân ra khỏi cửa hiệu lâu đời, Trần Huyền lão vẫn đưa hắn ra ngoài. Cảnh tượng đó rất giống quân nhân xuất ngũ, muốn thực hiện nghi thức tiễn đưa trong vui vẻ, đi rất xa rồi vẫn không quên vẫy tay, sợ lần này tạm biệt rồi không còn gặp lại nhau nữa. Chủ yếu là vì mấy cuộn tranh, đừng có biến mất tăm mất dạng, người tới hay không cũng được, đưa cuộn tranh tới cho ta là được. Phải bớt chút thời gian lên núi Địa Long một chuyến. Triệu Bân vẫn thì thào suốt dọc đường, chắc hẳn dâu chữ bát vẫn còn rất nhiều cuộn tranh. Bên ngoài khó bán thì vào đây còn dễ dùng hơn cả bạc, Thiên Tông cấm nên không ai dám bán cả, nhưng hắn là ngoại lệ, lén lút kinh doanh thôi, có chiếc nhẫn ma để chứa đồ thì chẳng ai có thể tìm ra được. Người bán và người mua cũng không nói ra ngoài, có trời mới biết ở đây đang giao dịch. Đó cũng là một cách để làm giàu. Tu luyện hao tốn tài nguyên, không có tiền sẽ chẳng làm gì được. À, là tên đi cửa sau đây mà. Đang đi thì chợt nghe thấy một câu vang lên, cái giọng nói chẳng thể khen là hay cho được. Còn chưa dứt lời đã thấy ba người đang đi tới, người bên trái chính là Nghiêm Khang thiếu chủ tộc Huyết Ưng, bên phải cũng là người quen cũ, là Vũ Văn Hạo thiếu chủ thành Xích Dương. Còn người ở giữa là một thanh niên áo tím, gương mặt lạ lẫm. Có lẽ đã vào Thiên Tông từ sớm, tu vi không quá thấp, Huyền Dương tầng thứ hai, đang cầm cây quạt phe phẩy rất đều. Sao Tử Ngọc ra đây, người có thể yên ổn rời đi. Thanh niên áo tím thản nhiên nói, có thể thấy hắn ta đã nghe chuyện Đình Ngọc Tâm. Lần này hắn ta đến tất nhiên là vì Tử Ngọc. Nói trắng ra là đang muốn nịnh nọt Sở Vô Xương. Ầm. Thiên Tông đang yên đang lành đột nhiên nổ vang. A! À, thiết la hét thảm thiết sau đó còn vang dội hơn bao giờ hết. Có lẽ là trên núi quá yên tĩnh, thậm chí cả tiếng gào giống và kêu la thảm thiết cũng vang dội hơn hẳn. Tiếng nổ ở đâu thế? Giọng nói hoảng hốt vang lên, người đang khoanh chân trong rừng tu luyện, đệ tử đang hẹn hò yêu đương, trưởng lão đang nghiên cứu bảo bối cũng nhướng mày, cùng nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Nghe tiếng thì có vẻ là bùa nổ. Tiếng kêu la rất thảm thiết, có người bị nổ ư. Rất nhiều người vuốt cằm suy nghĩ, rất nhiều đệ tử đã chạy qua. Từ rất xa đã thấy khói thuốc súng bay đầy trời, chờ nó tản đi rồi thì thấy một bóng người lảo đảo, đó là Vũ Văn Hạo quần áo tả tơi, tóc rối bù, chính xác là bị lá bùa nổ trúng. Nhìn sang Nghiêm Khang thì còn nhếch nhác hơn cả hắn ta, có lẽ bị nổ bay quá cao nên khi rơi xuống lại bị mắc trên cây. Đau nhè răng trợn mắt, đang ôm nhánh cây ho ra máu kìa. Thảm nhất chính là tên áo tím kia, bị nổ thảm thương lắm. Bấy giờ, hắn ta vẫn còn tạo thành hình chữ đại. Dính trên vách đá đó.
Sau này Triệu Bân mới biết tên đó là Ngụy Đằng, nghe tới là thấy dạ dày không được khỏe rồi. Nói tóm lại là ba tên đến gây chuyện chính là người xấu hổ nhất. Hùng hổ chạy đến, khắc khẩu cái là định đánh nhau, sau đó bị nổ bay đầy trời. Họ, bị ai nổ thế? Nhìn ba người, các đệ tử đến xem đều cong môi cười. Cơ Ngân nổ, ta nhìn thấy. Cơ Ngân là ai? Là tên đi cửa sau đấy. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, bàn đến đi cửa sau, người đến hóng hớt lại nhướng mày lên thật cao. Mấy ngày nay cái tên Cơ Ngân kia là người nổi tiếng nhất, cầm từ ngọc của nữ soái thoải mái vào thiên tông, còn chém gió thành bão ở đình Ngọc Tâm, tuyên bố khiêu chuyến sở vô xương. Làn sóng này lặn xuống thì cơn sóng khác lại nổi lên. Mới được bao lâu đâu, đã có một đợt sóng gió nổi lên rồi. Cơ Ngân, người muốn chết mà. Rất lâu sau đó mới thấy Vũ Văn Hạo đứng vững. Rất lâu sau đó mới thấy Nghiêm Khang nhảy từ trên cây xuống. Rất lâu sau đó mới thấy thanh niên áo tím đáp xuống đất. Ba người hét lên thảm thiết, âm thanh vang vọng cả ngọn núi. Tiếng gào thét và những lời nói đó rất dễ hiểu, rõ là đang muốn nói với tất cả mọi người rằng, không phải là bọn ta đánh không lại hắn, là do thằng khốn đó quá độc ác, chạy tới dùng bùa nổ để nổ bọn họ. Hắt xì. Khi lên đỉnh Trúc Phong thì Triệu Bân hắt hơi một cái. Thiên Tông là một nơi rất tốt, núi nhiều mà người cũng nhiều, luôn có những kẻ không thể ngồi yên để mắt tới hắn. Bấy giờ, hắn không ra tay quá nặng, chỉ dùng mỗi lá bùa nổ. Dù sao đây cũng là Thiên Tông, tùy tiện đánh nhau, tùy tiện giết hại đệ tử tông môn là xúc phạm môn quy, nếu bị người ta nắm thóp thì sẽ bị đẩy vào giới luật đường, bị xử phạt là điều hiển nhiên. Thế nên hắn dứt khoát không làm gì. Trong tình huống này, một lá bùa nổ chính là cách trực tiếp nhất. Nếu hắn ra tay tàn nhẫn hơn thì ba kẻ không có mắt kia đã sớm bị nổ thành cát bụi. Tất nhiên đó cũng là để che giấu bản thân mình, hắn đã tính toán cả rồi, trước tỷ thí Tân Tông, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng đến sức mạnh, có thể dùng bùa chú các loại, chẳng hạn như bùa nổ này, cũng khá là hữu dụng. Trên đỉnh Tử Trúc, Mục Thanh Hàn đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây to. Vân Yên thì cực kỳ nhàn nhã, ngồi trong đình nghỉ mát lặng lẽ lật sách cổ xem. Thấy Triệu Bân lên, Mục Thanh Hàn lập tức mở mắt. Tiểu Đồ Nhi, lại đây. Vân Yên khẽ lật trang sách, giọng trong veo như tiếng chuông. Sư phụ gọi thì làm sao Triệu Bân dám cãi, hắn bước chậm vào đình nghỉ mát. Đến lúc này Vân Yên mới đặt quyển sách xuống, cười nói, cảm giác chém gió thành bão có vui không? Cô ta đã nghe chuyện đình Ngọc Tâm rồi. Cả người làm sư phụ như cô ta cũng giật mình sửng sốt, tiểu đồ đệ nhà mình đúng là người nổi tiếng, một câu nổi khắp thiên tông, đến tận bây giờ cô ta vẫn không biết sốt cuộc Triệu Bân lấy đâu ra cái gan đó. Con đánh nhau, cũng giỏi lắm, Triệu Bân ho khan. Giỏi đến mức nào, Vân Yên bị chọc cười, nhìn Triệu Bân với ánh mắt thú vị. Con! Cơ Ngân, người cút ra đây! Triệu Bân còn chưa nói hết lời đã nghe thấy một tiếng hét to. Tiếng quát lớn có sóng âm rất mạnh, khiến rừng Tử Trúc phải sột soạt lay động. Còn chưa dứt lời đã thấy sáu bóng người đi lên. Tất nhiên ba người trong đó chính là ba tên gây chuyện, Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Ngụy Đằng. Đến tận lúc này vẫn không thể đi đường bình thường được. Còn ba người kia thì có thể thấy là sư phụ của bọn họ, một đạo sĩ áo tím, một tên trung niên áo bạc, một lão già râu bạc trắng, đều là trưởng lão thế hệ Trúc Huyền. Đều là địa tàng tầng cao nhất. Triệu Bân đều gặp hết rồi. Hôm qua có mặt ba người họ trong số những người đá hắn như quả bóng dưới chân núi. Ba vị sư huynh, sao lại tức tối thế? Vân Yên cười khẽ, nhấc chân ra khỏi đình nghỉ mát, còn tiện thể liếc nhìn bọn Nghiêm Khang. Ba tiểu bối này dẫm chúng mìn hả? Cả cô ta còn thế nữa là Mục Thanh Hàn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Cơ Ngân nhà ngươi cũng độc ác quá, ném bùa nổ đồ đệ nhà ta, tên trung niên áo màu bạc nói to. Nghe thế, Vân Yên khẽ nhướng mày, thì ra là kiệt tác của đồ đệ nhà mình. Cơ Ngân, ngươi nói xem chuyện thế nào, Vân Yên cười. Sư phụ làm chứng cho, là ba người họ chạy tới cướp tử ngọc của con, còn muốn đánh con, Triệu Bân vội vàng nói, ba Huyền Dương, tất nhiên là đồ nhi không đánh lại,
bị ép bất đắc dĩ. Mới dùng tới bùa nổ. Ba vị sư đệ, có phải thế không? Vân Yên cười nhìn ba người bọn Nghiêm Khang. Ngậm máu phun người, rõ ràng là mượn xem thử, Nghiêm Khang nói đầy khí thế hào hùng, có lẽ là dùng quá nhiều sức, cũng có thể do bị nổ mạnh quá nên đã phun thêm một ngụm máu tươi, hơn nữa, đó chỉ là so tài. Ba tên cảnh giới huyền dương chạy tới so tài với cảnh giới chân linh, ba người các ngươi không biết ngượng à, Mục Thanh Hàn quát lên, câu từ khá là xúc tích, nếu không được dạy dỗ ra giáo đàng hoàng thì cô ta đã chửi ầm lên từ lâu rồi. Ngươi! Đánh đầu nhi của ta bị thương thảm như vậy, sư muội Vân Yên, ngươi phải cho lão già này một câu công bằng, đạo sĩ áo tím. Không biết sư huynh muốn đòi lại công bằng gì, Vân Yên cười nói. Đưa tới giới luật đường. Độc ác như thế, phải dạy dỗ lại cho ra trò. Lão già râu bạc và tên trung niên áo màu bạc cũng quát lên, có vẻ tức tối lắm. Buồn cười thật đấy, Vân Yên bình thản nói, giọng đã lạnh đi phần nào, nếu sư muội không nghe lầm thì là đồ nhi của các người ra tay trước, giờ thì sao, cơ ngân nhà ta phải đứng yên cho chúng đánh hả? Ba tên huyền dương đánh một chân linh, bị nổ là đáng đời, còn mặt dày mày dạn đến tìm ta dạy đời ư. Ngươi! Nếu ba vị sư huynh không phục thì có thể đến giới luật đường để tố cáo, sư muội nhất định sẽ theo cùng, Vân Yên hờ hững nói, sau đó phất tay áo bỏ đi, còn để lại một câu, Hàn Nhi, tiễn khách. Hay, hay lắm. Ba trưởng lão lửa giận ngút trời, nhanh chóng xoay người. Ba tên đồ đệ vội vàng chạy theo, trước khi đi vẫn không quên đe dọa, danh con, ngươi chờ đó cho ta. Ta lại sợ các ngươi quá cơ. Triệu Bân thầm cười lạnh. Ta làm gì ghê gớm lắm hả? Cũng may là đang ở Thiên Tông, có nhiều người nhìn nên hắn không tiện ra tay. Nếu đang ở bên ngoài, hắn cũng không ngại đóng gói cả ba lại, gửi bưu kiện xuống cầu Nại Hà. Ngươi, không bị thương chứ? Mục Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Bân, trông thì lạnh lùng đấy nhưng thật ra đang quan tâm hắn. Triệu Bân nhún vai, ta có thể nhảy nhót tới mai. Chọc phải bọn họ rồi e là sau này phiền toái sẽ kéo tới không ngừng, Mục Thanh Hàn nói, tỉ thí Tân Tông sắp bắt đầu, cứ ngồi yên thì hơn, ngươi đi vào bằng cửa sau nên tới đâu cũng là cái bia cho mọi người nhắm tới. Đã hiểu, Triệu Bân cười cười. Hay lắm cơ ngân, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Đạo sĩ áo tím, trung niên áo bạc cùng với lão già râu bạc xuống đỉnh Tử Trúc, hùng hùng hổ hổ, sau lưng họ là Nghiêm Khang. Vũ Văn Hạo và Ngụy Đằng, tất cả đều bị mắng mỏ suốt một đường. Ba tên cảnh giới huyền dương mà bị tên cảnh giới chân linh nổ bay lên trời, làm cái gì thế không biết, đúng là mất hết mặt mũi sư phụ. Bị sư phụ mắng cho một trận, ba người lại nghiến răng nghiến lợi. Nhất là Nghiêm Khang, đây là lần thứ ba hắn ta chịu nhục thế này, lần đầu tiên là lúc mua bản đồ kho báu, lần thứ hai là ở phủ thành chủ thành Minh Nguyệt, lần này thì thảm hại hơn, bị nổ đầu ong ong lên cả. Thật ra đây đã là lần thứ ba hắn nếm mùi đau khổ trong tay Triệu Bân rồi. Lần thứ nhất và lần thứ hai đều là lúc hắn ta tạo nét ở hội đấu giá trong thành Vong Cổ, bị gài bẫy hộc máu ngất xỉu, ngoài thành Vong Cổ, đánh tay đôi với Triệu Bân lại bị đánh cho không xuống giường nổi. Nếu để Nghiêm Khang biết cơ ngân chính là Triệu Bân thì không biết hắn ta sẽ có suy nghĩ gì. Trở về núi, ba người lại tập trung một chỗ, bị nổ thảm thương như thế. Làm sao mà nuốt trôi cục tức đó được? Giải quyết nó, nhất định phải giải quyết nó, Nghiêm Khang lạnh lùng nói. Chờ tới khi vết thương khỏi rồi thì chúng ta sẽ lên võ đài khiêu chiến hắn, Vũ Văn Hạo mắng. Làm thế được đấy, tia sáng lạnh buốt trong mắt Ngụy Đằng lóe lên. Hành động nhắm vào Triệu Bân được ba kẻ gây chuyện quyết định trong sung sướng như thế. Còn diễn võ đài là nơi Thiên Tông dành riêng cho các đệ tử để so tài võ thuật và giải quyết ân oán riêng. Từ khi Thiên Tông thành lập, số lượng đệ tử thiếu mất chân tay không tới 1.000 thì cũng đạt tới 800 vì lên diễn võ đài đánh nhau. Cùng lúc đó, trên đỉnh Tử Trúc đã bắt đầu dùng bữa. Cảnh tượng rất ấm áp. Chẳng qua, sư phụ và sư tỷ xinh đẹp trông có vẻ chẳng muốn ăn cho lắm, họ ngồi nhìn Triệu Bân ăn. Người gì mà ăn cơm cũng không dùng bát. Ăn luôn bằng cái bồn, hơn nữa ăn món nào trông cũng ngon miệng phết. Chủ yếu là sức ăn cũng rất lớn, một mình tên này mà ăn hết hơn nửa nồi cơm lớn. Sao ngươi ăn được ghê thế? Mục Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi. Lúc nhỏ nhà ta rất nghèo,
chẳng mấy khi được ăn no. Gia chủ Triệu gia đáp lời khiến Vân Yên phải bật cười. Hóa ra ngươi có thể ăn được như thế đều là do lúc nhỏ không có ăn nên giờ chạy đến đỉnh tử trúc của ta ăn bù à? Ngươi lấy bùa nổ ở đâu mà nhiều thế, cuối cùng Vân Yên cũng cầm đũa lên. Con mua từ một cửa hiệu cũ, Triệu Bân vừa và cơm vừa đáp. Mua bao nhiêu? Một sấp giày. Ngươi có nhiều tiền thế à? Mục Thanh Hàn chen vào một câu, bùa nổ là thứ rất đắt tiền. Để dành đó, Triệu Bân bật cười. Dám lớn lối khiêu chiến Sở Vô Xương như vậy, ngươi đừng nói với vi sư là muốn dùng bùa nổ để đánh bại cô ta ở cuộc tỷ thí Tân Tông nhé, Vân Yên hờ hững nói, tướng ăn cũng rất nho nhã. Đồ Nhi nghĩ cách này rất đáng tin, Triệu Bân chỉ cúi đầu và cơm. Hắn nói vậy lại chọc cười Vân Yên. Tỷ thí Tân Tông cấm dùng bùa nổ, Mục Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Bân, dù cho có thể dùng thì với bùa nổ ở cấp độ đó, ngươi có dùng hết toàn bộ thì cũng không làm được gì Sở Vô Xương. Không làm được gì sao, Triệu Bân nhướng mày. Không phải chứ, một sấp không đủ thì thêm một sấp nữa cũng được mà. Thủy mạc thiên hoa của cô ta là vạn pháp bất xâm, Mục Thanh Hàn nói, hoàn toàn không thể phá phòng ngự của cô ta, bùa nổ của ngươi vô dụng đối với cô ta. Lợi hại vậy sao, Triệu Bân lẩm bẩm. Vạn pháp bất xâm à, hắn không tin, bí thuật không dùng được thì dùng nắm đấm. Hôm diễn ra tỷ thí Tân Tông. Người tốt nhất đừng đến, Mục Thanh Hàn nói, tu vi mới tới cảnh giới chân linh, vòng đầu tiên chắc cũng chẳng qua nổi, chọn đại một người trong đám đệ tử mới cũng có thể đánh bại ngươi. Con đánh nhau giỏi lắm đó. Nào, ăn nhiều vào, bớt nói khoác lại. Tên nhóc này thú vị thật, Vân Yên chỉ cười không nói, mặc dù tu vi hơi thấp nhưng tên nhóc này vẫn rất lanh lợi thông minh, từng cho nổ ba cảnh giới huyền dương thế, chắc chắn sẽ không chịu thiệt ở bên ngoài. Nhớ đến chuyện hôm nay, cô ta cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất cơ ngân nhà mình sẽ không làm mất mặt đỉnh tử trúc. Ăn cơm xong, cô ta ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Bân và Mục Thanh Hàn cũng ngồi thiền cùng mình. Đã là sư phụ thì cô ta hoàn thành tốt trách nhiệm của một sư phụ. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp cho việc truyền thụ tâm đắc, còn chính thức truyền thụ võ đạo thì để sau tỷ thí Tân Tông hãng nói. Đây cũng là quy tắc từ xưa đến nay. Trong vòng nửa tháng, hai đồ nhi có thể tùy ý sắp xếp. Mục Thanh Hàn tĩnh tâm lắng nghe, không bỏ sót một câu nào. Nhìn sang Triệu Bân, mặc dù hắn nghe rất nghiêm túc nhưng trong lòng cũng bị phân tâm. Hắn vừa nghe Vân Yên giảng giải vừa âm thầm lĩnh ngộ bí thuật, bước phong thần hay diễn thiên võ quyết cũng được, dù sao cũng không nhàn rỗi. Tầm ba canh giờ sau, Vân Yên mới đứng dậy. Mục Thanh Hàn yên tĩnh ngồi rất lâu, có lẽ lĩnh ngộ khá nhiều. Triệu Bân không quấy rầy, trốn về phòng, khóa cửa lại. Xong rồi hắn còn kéo rèm cửa sổ, nhìn thế nào cũng giống như đang phòng trộm. Nói chính xác thì đang đề phòng sư phụ. Mộng Du trong thời gian dài vì công pháp không phải là thói quen tốt. Mộng Du không đáng sợ, hắn chỉ sợ Vân Yên lại trưởng mình một phát trong lúc bị Mộng Du. Đóng chặt cửa sổ rồi hắn mới lấy sơ đồ kết cấu cường nỏ ra. Đêm nay hắn muốn thử chế tạo một cái cường nỏ, xe nỏ có cường nỏ không phải chiến mâu bình thường, nó được tạo nên từ rất nhiều phụ kiện nhỏ, cơ quan trong đó cũng cần phối hợp nhiều linh kiện khác. Hắn lấy một miếng sắt, dùng sấm sét bọc lấy, luyện ra tinh túy. Sau đó tiện tay dùng sấm sét để mài từng chút. Hắn có võ hồn, chân nguyên dồi dào, thêm cả luyện khí thuật, mọi thứ đều đâu ra đấy. Dưới ánh trăng. Từng món linh kiện nhỏ được tạo ra, bất kể là kích cỡ hay hình dáng, thậm chí từng đường rãnh nhỏ, chúng đều được rèn rất tinh xảo. Đến nửa đêm, hắn mới thu sấm sét lại. Hắn đã làm được hơn 100 món linh kiện dùng để tạo ra cường nỏ. Uống một hớp rượu, Triệu Bân lại tiếp tục bận rộn, lắp ráp các linh kiện thành một chiến mâu, đúng hơn là một chiếc cường nỏ loại cường nỏ kết hợp với xe nỏ. Sau đó hắn mới lắp từng cây kim tẩm độc vào trong. Đây là một cơ quan trong nỏ, nhìn từ bên ngoài rất khó để nhìn ra mánh khóe bên trong. Sau khi lắp hết toàn bộ một cân kim độc vào, hắn mới dán bùa nổ khắp nơi trên cường nỏ. Mấy lá bùa nổ này sẽ không tiêu tốn chân nguyên của hắn. Bởi vì, trong nỏ có một khối nguyên thạch, nó chứa đựng chân nguyên thúc đẩy bùa nổ bùng nổ. Nguyên thạch đó là chân nguyên dạng rắn, có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào.
nếu không muốn tốn tiền mua cũng có thể tự mình ngưng kết thành, chỉ là tốn thời gian và chân nguyên thôi. Lúc này một cường nỏ mới xem như hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài nó chẳng khác gì cây giáo chiến bình thường cả. Nhưng thật ra có rất nhiều chi tiết nhỏ phức tạp trong nỏ, chẳng hạn như cơ quan bên trong, kim châm tẩm độc hay là nguyên thạch chân nguyên dạng rắn, bất kể chỗ nào cũng đều làm rất tinh xảo. Không thể không nói, chúng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng đây là chiếc cường nỏ đầu tiên, tất nhiên là sẽ tốn thời gian. Sau đó sẽ không phiền phức như thế nữa, hắn có thể tạo ra rất nhiều phân thân, mỗi phân thân tập trung vào việc làm linh kiện, còn bản tôn của hắn chỉ phụ trách lắp vào là xong. Người nhiều thì dễ làm hơn, tu vi được cải thiện, hắn có thể tạo ra càng nhiều phân thân, như thế nhân lực cũng đủ. Trong đêm, Triệu Bân cất cường nỏ đi, lẻn ra khỏi lầu các. Lần đầu tiên chế tạo cường nỏ nên hắn phải thử uy lực của nó thế nào nhưng không thể thử ở Thiên Tông được. Nửa đêm nửa hôm tạo ra động tĩnh lớn như thế chắc chắn sẽ bị người ta mắng chết, phải ra ngoài Thiên Tông, tìm một nơi không có người để thử nghiệm. Vừa bước ra khỏi gác xếp thì hắn nhìn thấy một bóng người đang đi dạo trong rừng trúc. Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Vân Yên sao? Nhìn đi, trong đêm khuya thanh vắng, sư phụ của hắn không chịu yên phận, bị Mộng Du lại chạy ra ngoài, hắn khóa trái cửa sổ đúng là điều rất cần thiết. Đến chỗ cô ta đi lòng vòng cũng chẳng sao, hắn chỉ sợ Vân Yên phát điên trong trạng thái Mộng Du. Triệu Bân không đến quấy nhiễu, lén lút ra khỏi đỉnh Tử Trúc, cũng lẻn ra Thiên Tông. Bên ngoài Thiên Tông có rất nhiều rừng cây. Hắn tìm một ngọn núi nhỏ, lấy xe nỏ ra. Hai xe nỏ này là do tướng quân Huyền Giáp làm ra khi biên quan báo nguy. Hắn từng tháo rời các bộ phận ra nhiều lần để nghiên cứu, bây giờ lại lắp vào để thử nghiệm uy lực của cường nỏ. Sau đó hắn rút cường nỏ ra lắp vào. Hắn điều chỉnh phương hướng, ngắm vào đỉnh núi nhỏ phía đối diện. Khoảng cách như vậy vừa với tầm bắn của cường nỏ. Bùm! Một tiếng bùm vang lên, cường nỏ mạnh mẽ bắn ra, tốc độ nhanh như chớp. Sau đó lại một tiếng ầm, đỉnh núi nhỏ đang đứng thẳng tắp đó bị cường nỏ bắn trúng, lập tức sụp xuống, đất đá văng tứ tung. Khá lắm! Ánh mắt Triệu Bân lóe lên tia sáng, lực sát thương của cường nỏ chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Nhưng nếu so với cường nỏ dùng trên chiến trường thì uy lực của cái hắn tạo ra còn kém xa. Nguyên nhân là do cấp bậc bùa nổ quá thấp, nếu cấp bậc cao hơn thì ngọn núi nhỏ đó có thể bị nổ một nửa. Dù nói thế nào thì cuộc thử nghiệm đầu tiên vẫn rất thành công. Nếu được thì sau này hắn sẽ chế tạo ra số lượng lớn, còn việc rèn xe nỏ thì sẽ cải tiến dần. Xe nỏ thể so với cường nỏ, càng khó càng phức tạp hơn cường nỏ nhiều, chỉ linh kiện nhỏ thôi cũng phải hơn hàng ngàn món, hơn nữa vật liệu cần dùng như sắt cũng yêu cầu rất khắt khe. Nếu cắt giảm bớt vật liệu thì uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Về thôi, Triệu Bân khẽ cười, sau đó cất xe nỏ vào chiếc nhẫn ma thuật. Khoảnh khắc xoay người lại dường như có một luồng sáng làm hắn chói mắt. Gì thế? Triệu Bân vô thức đưa mắt nhìn đỉnh núi nhỏ vừa bị nổ đó. Ánh sáng lúc nãy đó phát ra từ bên đó. Không nghĩ nhiều, Triệu Bân nhảy xuống khỏi đỉnh núi nhỏ rồi chạy thẳng đến ngọn núi đối diện. Lúc hắn đến đỉnh núi kia, mặt đất toàn là đá vụn và có thêm mấy cây kim độc cắm dưới đất, ngay cả cỏ cây xung quanh cũng trở nên lộn xộn, đa số đều bị kim độc ảnh hưởng. Triệu Bân không quan tâm đến những thứ này, hắn đã tìm thấy nơi phát ra ánh sáng, là một hang động trên đỉnh núi. Vì đỉnh núi bị nổ nên mới lộ ra hang động này, trong đó phóng ra ánh sáng siêu vẹo, là đường dẫn xuống bên dưới. Bảo bối! Nghĩ thế! Triệu Bân tung một tấm bùa ra để che lấp ánh sáng kia. Hắn làm thế để đề phòng lỡ có người đi ngang qua đây nhìn thấy nguồn sáng cũng sẽ chạy đến xem. Che ánh sáng lại xong hắn mới biến ra phân thân cử đi dọc theo hang động. Còn bản chính Triệu Vân thì ở lại canh giữ cửa hang động. Hắn không hề ngốc, biết cử thân phân đi xuống dò đường, nếu có nguy hiểm thì cũng không ảnh hưởng thì đến hắn. Đại ca, là một viên tinh thạch. Không lâu sau, trong hang động vang lên tiếng nói chuyện của phân thân. Lấy ra đây, Triệu Bân nói. Không nhấc lên được, phân thân cười gượng. Không nhấc lên được. Nói rồi Triệu Bân để hai phân thân lại giữ cửa, sau đó cũng nhảy xuống. Hang động uốn khúc, chắc không phải là nhân tạo mà là tự nhiên hình thành.
hắn đi xuống dưới, khi ước lượng khoảng cách và độ cao thì có vẻ con đường trong hang động này dựng thẳng qua đâm xuyên qua thân núi, đã cách mặt đất khá gần nhưng vẫn ở trong lòng núi. Lúc hắn tìm được phân thân đang ngửa đầu lên nhìn. Quả thật là một viên tinh thạch màu tím phát sáng cắm trong vách đá, lớn bằng một vò rượu, hình dáng không đồng đều, thi thoảng phát ra hào quang, khi hào quang lóe lên thì có thể khiến mặt nổ đom đóm. Đại ca, đây là cái gì? Phân thân hỏi. Triệu Bân không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm đánh giá tinh thạch. Nói thật hắn cũng chưa từng thấy thứ nào như này, cũng không biết là gì. Nhưng nhìn hình dạng có lẽ là một bảo bối, đem ra ngoài bán có lẽ rất được tiền. Hắn ngước mắt nhìn lên trên theo con đường trong hang động. Nếu đoán không lầm thì có lẽ viên tinh thạch này rơi từ trên trời xuống, vừa lúc nện sâu vào ngọn núi này. Qua năm thay tháng đổi, dãy núi được kiến thiết lại, tinh thạch cũng bị chôn trong lòng núi. Nếu không phải hắn vô tình cho nổ đỉnh núi này thì viên tinh thạch này cũng sẽ không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài. Như thế có vấn đề. Tinh thạch lớn và chói mắt như thế mà không ai phát hiện ra khi nó rơi xuống sao. Hơn nữa vị trí còn gần Thiên Tông đến thế. Suy đi nghĩ lại, hắn đưa ra kết luận là khi tinh thạch rơi xuống, trên thế giới vẫn chưa xuất hiện Thiên Tông đại hạ, thậm chí con người chưa xuất hiện, theo năm tháng vô tận không ai biết đến nó. Đại ca, cứng quá. Phân thân cầm một cây gậy lên gõ vào đó. Triệu Bân không nói lời thừa thãi, hắn lấy kiếm Long Uyên ra, bổ vào vách tường, cạy viên tinh thạch ra. Nó không chỉ cứng mà còn rất nặng, chắc phải đến mấy vạn cân. Lúc rơi xuống đất, tiếng ầm ầm vang lên khiến cả ngọn núi nhỏ đều rung chuyển. Rốt cuộc là vật gì nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm, đi vòng quanh tinh thạch, thi thoảng còn sờ vào nó có cảm giác vừa ấm vừa lạnh. Hắn liếc nhìn ý thức, có lẽ Tú Nhi sẽ biết. Tuy nhiên Nguyệt Thần không hề đáp lời hắn. Không nhìn nữa, Triệu Bân lại cầm Long Uyên lên, thanh kiếm được bọc bởi sấm sét, thêm cả khí huyền hoàng, cắt một mảnh nhỏ từ tinh thạch trên vách hang xuống, nó to bằng nắm tay trẻ con, những thứ còn lại đều cho vào nhẫn ma. Còn hắn thì ngồi xếp bằng, cầm viên tinh thạch nhỏ màu tím nhìn đi nhìn lại. Phân thân cũng ở đó, đang ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt tròn xoay nhìn chằm chằm, đây chắc chắn là bảo bối. Chỉ là tinh thạch bình thường thôi sao, Triệu Bân lẩm bẩm, thầm nghĩ sẽ tìm người hỏi mới đáng tin cậy nhất, hay là đến tàng kinh các tìm mấy quyển sách cổ, không chừng trong đó sẽ có ghi chép gì đó. Triệu Bân cất tinh thạch, tìm kiếm trong hang động một lần nữa nhưng cũng không có gì khác. Sau đó, hắn mới leo ra khỏi hang. Bây giờ, từ bên hướng đông đã có những tia nắng màu vàng cam chiếu sang. Một ngày mới lại đến, cả Thiên Tông tràn đầy khí thế. Nhìn từ xa, khói bốc lên mịt mờ, sương mịt mù. Còn đại hạ Thiên Tông giống như tiên cảnh nơi nhân gian ẩn hiện trong sâu thẳm mây mù. Hắn, chính là người vào bằng quan hệ à? Đúng thế, tên là Cơ Ngân, đệ tử của đỉnh tử Trúc Sư Thúc Vân Yên, nghe nói ở hội nghị đình Ngọc Tâm, hắn ta còn lớn lối tuyên bố muốn khiêu chiến Sở Vô Xương, không biết trời cao đất dày, lấy dũng khí ở đâu ra. Hôm qua, hắn ta còn cho nổ ba người cảnh giới huyền dương. Đó chẳng qua là hắn chơi chiêu thôi, muốn cho hắn một trận đã đời ghê, chỉ cần chọn một người là có thể đánh như tử tên đó rồi. Ta thích nghe những lời thế này, đánh hắn ta, một cái tát là đủ. Trên đường Triệu Bân trở về, hắn đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý. Những lời nói đó có vẻ đều liên quan đến hắn, cái gì mà đi cửa sau, khoác lác, đệ tử thuốc nổ, đi đến đâu cũng nghe thấy những lời này. Ngoài ra còn có những lời châm chọc khiêu khích. Ai bảo hắn đi cửa sau vào chứ? So với những người phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới được gia nhập môn thì như thế quá dễ dàng. Nói trắng ra là vì không bằng lòng, dựa vào cái gì mà ngươi đi vào từ cửa sau. Khi Triệu Bân trở về đỉnh Tử Trúc, Mục Thanh Hàn đang bận rộn bên bếp lò, Vân Yên cũng ở đó, cô ta đang ngồi ở đỉnh nghỉ mát xoa xoa ấn đường, có lẽ đêm qua ngủ không ngon hoặc có lẽ là do mộng du quá lâu. Xin chào, sư tỷ. Triệu Bân xắn tay áo, rửa tay, đi thẳng đến chỗ bao gạo. Vo gạo là một việc cần kỹ thuật, múc bao nhiêu cũng cần tay nghề, nấu cho mình hắn thì mười mấy cân gạo đã đủ. Cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo hắn ăn nhiều chứ. Ngày nào cũng phải luyện thể, mà luyện thể thì cần được bổ sung năng lượng.
Chút nữa nhớ trả tiền ăn, Mục Thanh Hàn đột nhiên nói. Trả chứ, ta trả hai phần, Triệu Bân nhếch miệng cười. Mục Thanh Hàn nheo mắt lại, ngươi có trả hai phần thì cũng không đủ, ngươi ăn nhiều thế cơ mà. Bữa sáng nhanh chóng được nấu xong. Triệu Bân lại xới đầy một bồn cơm, lại cạch một tiếng đặt lên bàn. Cố nhịn một chút, đừng để người của Đỉnh Tử Trúc chết đói, Vân Yên đùa giỡn. Ta đưa tiền cơm mà, Triệu Bân cười ha ha, lấy khối tinh thạch to bằng nắm đấm trẻ con kia ra, đặt trong lòng bàn tay, thử hỏi Vân Yên, không biết sư tôn từng nhìn thấy thứ này chưa? Tử Lệ Binh Tinh. Vân Yên vừa cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, phất tay áo một cái, sau đó cô ta cách không lấy vật. Vân Yên cầm trong tay quan sát một chút, sau khi xác định mình không nhầm thì trong đôi mắt đẹp lập lòe tia sáng. Sự thay đổi biểu cảm nhỏ bé đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Bân. Từ thái độ của Vân Yên, hắn có thể biết được khối tinh thạch này không đơn giản. Về phần Tử Lệ Binh Tinh, Triệu Bân chưa từng nghe qua. Thế nhưng nếu trong tên đã có một chữ binh thì hơn nửa là bảo vật liên quan đến binh khí. Khối tinh thạch này ngươi lấy từ đâu vậy? Vân Yên hỏi. Con mua từ chợ đen, Triệu Bân cười, hắn đã chuẩn bị lý do rồi. Sư tôn, Tử Lệ Binh Tinh là gì? Mục Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi, có vẻ nàng ta chưa từng thấy thứ này. Dùng để tôi luyện binh khí. Vân Yên nhẹ giọng nói, người ta nói binh khí chính là vật chết nhưng sự thật là bọn chúng cũng có linh hồn. Khi binh khí đạt đến trình độ nhất định, chúng sẽ có một chút linh trí. Cứ như vậy sẽ có khí binh tinh, tương tự như chân nguyên của võ tu. Vũ khí cùng cấp bậc có và không có khí binh tinh thì uy lực khác nhau một trời một vực. Vậy khối tinh thạch này? Như các ngươi thấy đây là một khối tinh thạch, thực tế nó là khí binh tinh được ngưng tụ ở thể rắn. Vân Yên tiếp tục nói, nếu luyện hóa nó thành binh khí thì có thể thêm rất nhiều uy lực cho binh khí. Nói xong, chân nguyên tràn đầy trong lòng bàn tay Vân Yên, Tử Lệ Binh Tinh có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ từ từ tan ra. Hóa thành một luồng khí màu tím. Bị Vân Yên tóm gọn trong lòng bàn tay, nó kêu ong ong ong. Huyền diệu như vậy sao, ánh mắt Mục Thanh Hàn sáng quắc nhìn nó. Vậy thứ này đắt tiền không, Triệu Bân thăm dò hỏi. Có tiền cũng chẳng mua được, chân nguyên trong lòng bàn tay Vân Yên đã tiêu tan, Tử Lệ Binh Tinh lại trở nên rắn chắc. Vân Yên trả lại nó cho Triệu Bân, nói, tiểu tử, ngươi nhặt được bảo bối rồi. Binh Tinh chia làm rất nhiều loại. Loại của ngươi thuộc loại thượng phẩm trong thượng phẩm. Một khối tinh thạch bé tí này mà bán 50 vạn thì cũng có người đổ xô đến tranh mua. Ừng ực. Mục Thanh Hàn âm thầm nuốt nước bọt, đắt vậy sao? Ừng ực. Triệu Bân cũng nuốt nước bọt, vô thức nhìn nhẫn ma rồi lại liếc sang Tử Lệ Binh Tinh trong đó. Một viên lớn như hũ rượu như vậy nếu như đổi thành ngân lượng thì chắc sẽ xếp được thành một ngọn núi nhỏ. Nhặt được bảo bối rồi. Hắn thật sự nhặt được bảo bối rồi, đây là đồ có tiền cũng chẳng mua được mà, hắn cũng sẽ không mang đi bán đâu. Bảo vật thế này thì phải để cho bản thân dùng chứ. Hắn sẽ luyện kiếm Long Uyên của hắn thành thần binh tuyệt thế. Ồ, đang ăn cơm à? Đang nói chuyện bỗng dưng có tiếng cười vang lên. Có người lên núi, chính là lão Trần Huyền nổi tiếng. Lão già này cũng không phải ghé qua chơi, mà là đến tìm Triệu Bân. Bộ xuân cung đồ đêm qua quả thật rất đẹp mắt, ông ta đã nghiên cứu cả nửa đêm. Thứ đồ tốt như vậy thì phải cất giữ nhiều nhiều mới được, đêm tối vắng người, có thứ đó thì bản thân sẽ không thấy nhàm chán nữa. Trần Sư Huynh, Huynh. Sao thế? Vân Yên còn chưa nói xong, lão Trần Huyền đã chạy nhanh tới, cầm lấy khối Tử Lệ Binh Tinh trong tay Triệu Bân. Cầm trong tay xem đi xem lại, mẹ ơi, đây là Tử Lệ Binh Tinh sao? Vân Yên lắc đầu cười cười, cầm đũa lên. Tiểu tử, ngươi lấy thứ này từ đâu vậy? Lão Trần Huyền nhìn thẳng vào Triệu Bân, đôi mắt sáng ngời. Mua từ chợ đen đó, Triệu Bân nói. Nói xong, Triệu Bân lấy lại Tử Lệ Binh Tinh, không thể để lão già này lấy đi được. Chợ đen nào? Lão Trần Huyền vội vàng hỏi. Thành Cổ Minh Nguyệt, Triệu Bân tùy tiện nói ra một cái tên. Thành Cổ Minh Nguyệt, lão Trần Huyền vuốt râu. Một mình lẩm bẩm, lão phu từng đến đó rồi, sao lại không thấy thứ này nhỉ, là vì vấn đề nhân phẩm sao? Hay là vì không trùng hợp? Lẩm bẩm xong, ông ta mới nhìn Triệu Bân, ba vạn, ta mua viên tinh thạch này,
Sư tôn của ta nói rồi, viên tinh thạch này đáng giá 50 vạn, Triệu Bân vội vàng suy đoán. Khóe miệng lão Trần Huyền giật giật, hiển nhiên ông ta đã tới muộn rồi. Tên tiểu tử này đã biết thứ đồ này quý giá đến mức nào. Hôm qua đến chỗ mình mà sao lại không lấy ra, đúng là không kịp rồi. Con người mà, khi xót tiền thì thịt đau, mà thịt đau thì khó chịu mà. Viên tử lệ binh tinh này phải bao nhiêu năm mới được gặp một lần chứ? Giờ mà bỏ 50 vạn ra mua thì lại tiếc tiền. Tu luyện tiêu hoa tài nguyên rất nhiều, nếu như không có họ lớn, thì làm gì có ai nhàn rỗi mà mua thứ đồ này chứ? Trần sư bá ăn sáng chưa? Mục Thanh Hàn hỏi. Ta đến ăn trực mà. Lão Trần Huyền nói xong đã ngồi xuống, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Ông ta nhìn Triệu Bân, khóe miệng lại giật giật. Tên này ăn cơm, mà dùng tới bồn sao? Sau khi ông ta biết được sức ăn của Triệu Bân thì khóe miệng giật tiếp. Một đứa trẻ đẹp trai như vậy sao ăn nhiều thế chứ? May mà là võ tu, nếu là người bình thường thì cũng không nuôi nổi hắn đâu. Khi nào lại tới thì huynh mang theo vài bao gạo đi, Vân Yên đột nhiên nói. Khi nào về, ta sẽ cho một xe tới, lão Trần Huyền hít sâu một hơi rồi nói. Mục Thanh Hàn nghe xong rồi trộm cười, sư tôn và vị sư bá này nói chuyện đầy tri thức. Ăn cơm xong, Triệu Bân liền bị lôi đi. Lão Trần Huyền vẫn rất tự giác, về nhà liền khóa trái cửa phòng. Mục Thanh Hàn nhìn mà không hiểu ra sao. Đến cả Vân Yên nhìn thấy thì cũng mờ mịt. Tiểu đồ nhi của cô ta mới tới Thiên Tông mà sao có quan hệ tốt với lão Trần Huyền thế? Một già một trẻ ở trong phòng làm cái gì? Còn sợ bà đây nhìn thấy sao? Thật ra có một vài việc, cô ta vẫn không thấy là tốt nhất, để đỡ xấu hổ. Cái này được. Bước này cũng không tệ, lão phu thích đầy đặn. Đẹp quá, quá đẹp. Cảnh tượng trong phòng cũng không có gì đặc biệt. Trên bàn đã bày mấy bức xuân cung đồ. Một già một trẻ đang chú tâm nghiên cứu. Một người chuyên nghiệp như lão Trần Huyền còn cầm trong tay một món bảo bối tên là kính lúp. Có lẽ là vì quá mê mẩn nên hai người vẫn chưa phát hiện ra có bóng người xuyên tường đi vào. Hơn nữa người này đã đứng sau lưng bọn họ. Đó chính là Vân Yên, chủ yếu là vì cô ta tò mò, thế nên mới lẻn vào xem. Vừa nhìn thấy là cả người bất ổn ngay. Sao ta thấy sau cổ hơi lành lạnh nhỉ? Lão Trần Huyền vừa nghiên cứu bộ sưu tập vừa xoa chỗ cổ. Không chỉ có ông ta sờ, mà Triệu Bân cũng sờ soạng cổ mình, một trận gió mát thổi qua khiến toàn thân hắn run rẩy. Lạnh rồi, phải mặc thêm quần áo đi. Đôi môi Vân Yên khẽ mở ra, trong đôi mắt xinh đẹp bùng lên một ngọn lửa quá ư là rực rỡ. Chấm. Thiên Tông, một con đường nhỏ trên núi. Lão Trần Huyền một tay đỡ eo, một tay che mặt, khập khiễng bước đi. Bắt mắt nhất chính là mái tóc xù giống như chuồng gà của ông ta. Khắp người đều là hoa văn dấu chân, nhìn kích thước thì có lẽ là dấu chân của phụ nữ, mỗi một dấu chân đều có vẻ xinh đẹp. Trần Sư Bá, người sao thế? Trên đường ông ta gặp rất nhiều đệ tử Thiên Tông, đang luyện đánh từ xa liền chạy tới. Ta đi không nhìn đường nên, ngã. Lão Trần Huyền bụng lấy khuôn mặt già nua nhe răng trợn mắt, kèm nhèm, đi đường cũng không xong. Con người mà, có tuổi thì tay chân không hoạt động tốt nữa. Nếu như ông ta có thể chạy nhanh một chút thì sẽ không bị Vân Yên đánh thành thế này. So với ông ta, Triệu Bân cũng không khá hơn là bao. Bây giờ, hắn vẫn còn đang bị treo trên cây kia. Cơ thể không ngừng lắc lư theo gió. Có một số người thật sự không lịch sự một chút nào. Đến phòng của người ta mà còn không biết gõ cửa, chỉ lặng lẽ bước vào, hơn nữa khi vào. Còn không hề có tiếng động. Cứ như vậy thì sẽ tạo thành thảm kịch đó. Lão Trần Huyền bị đánh, Triệu Bân cũng bị đánh. Bộ đôi nghiên cứu Xuân Cung Đồ bị đánh cho kêu gào thảm thiết. Ơ kìa, sao thế, người ngu ngơ nhất vẫn là Mục Thanh Hàn. Cảnh trước đó. Nàng ta đã nhìn rõ, có lẽ vì sư tôn quá nhàm chán nên xuyên tường tiến vào lầu các của tiểu sư đệ. Sau đó thì lạch cạch rầm rầm, một loạt âm thanh vang lên, giống như bọn cướp xông vào phòng, đập chỗ này va chạm chỗ nọ, hơn nữa còn có tiếng kêu gào thảm thiết, khóc la inh ỏi. Khi mở cửa ra, Trần sư bá lồm cồm bò ra ngoài.
Khi mở cửa, sư tôn xách tiểu sư đệ ra ngoài, trói lên cây. Nhìn sư tôn hai má ửng hồng, đôi mắt đẹp vẫn hừng hực ngọn lửa. Tuổi vẫn còn nhỏ mà toàn học mấy thứ không đâu. Vân Yên cực kỳ tức giận, khi cô ta ngồi ở đình nghỉ mát đọc sách thì cũng không quên chừng mắt nhìn Triệu Bân. Con thiếu tiền mà, Triệu Bân nhe răng trợn mắt. Cùng là bị đánh nên trên người hắn cũng có rất nhiều dấu chân, đầu óc đến bây giờ vẫn còn ong ong. Hắn khá quen với việc bị treo lên cây rồi, đi đâu cũng bị hành như thế. Đừng có thấy sư phụ của hắn dịu dàng xinh đẹp, khi nổi giận thì sư phụ thật sự còn hung dữ hơn cả hổ cái. Mục Thanh Hàn nhìn rồi lại nhìn mà không biết lý do nguyên cớ. Nếu biết rõ ngọn nguồn lý do, dù Triệu Bân đang bị treo thì hắn chắc chắn cũng sẽ hưởng thêm trận đòn. Nghiên cứu gì không được mà lại nghiên cứu Xuân Cung Đồ. Nếu như Nguyệt Thần còn tỉnh, chắc chắn cô ta sẽ mắng hắn. Đã từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp bám lấy mà ngươi còn không thèm động lòng. Vậy mà giờ lại mê mấy thứ như Xuân Cung Đồ, người bị đánh là đáng đời, đánh chết cũng đáng đời. Màn đêm sớm buông xuống. Vân Yên dùng xong bữa tối, liền về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, còn liếc nhìn Triệu Bân, vẫn còn bị treo ở đó sao? Tại sao sư tôn đánh ngươi? Mục Thanh Hàn hiền lành tốt bụng, đã ôm một chậu cơm đứng dưới gốc cây. Nàng ta đã băn khoăn về chuyện này suốt một ngày, rất muốn tìm người để hỏi một chút, chờ sư phụ ngủ rồi thì nàng ta mới dám ra đây. Sư phụ, có lẽ do tâm tình không tốt, Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Mục Thanh Hàn tất nhiên là không tin, nàng ta lúc này đang một tay cầm bát cơm, một tay cầm thìa đút cho Triệu Bân từng chút một. Sư phụ nói không được thả sư đệ xuống, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể cho sư đệ ăn bằng cách này. Nếu như nàng ta biết nguyên nhân thì nàng ta chắc chắn sẽ không đút cơm cho hắn đơn giản như vậy, nói không chừng nàng ta còn ngay lập tức đập vỡ bát cơm sau đó bốc từng miếng dưới đất lên cho hắn ăn. Cơm còn nhiều mà, nên ăn nhiều một chút đi. Gió đêm nay rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn bị treo trên cây giống như quả lắc của đồng hồ, gió thổi lắc lư nhịp nhàng. Két. Không biết từ lúc nào cánh cửa đã cót két mở ra. Vân Yên bị mộng du, lúc đi ngang qua cây cổ thụ còn ngừng lại một chút, lúc cô ta ngừng lại đã khiến cho Triệu Bân có cảm giác muốn tè cả ra quần, hắn rất sợ cô ta sẽ một trường tát chết hắn. May mắn thay, Vân Yên lúc này không có ý thức nên đã không hành động như vậy. Chỉ có điều, cảnh tiếp theo thì hơi sống động đẹp đẽ quá mức cho phép. Triệu Bân nhìn thấy Vân Yên bước đến cái hồ nước gần đó rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ra. Rõ ràng là cô ta đang muốn đi tắm, tắm trong trạng thái mộng du. Sư tỷ. Triệu Bân ngẩn ra, rồi nhanh chóng thấp giọng gọi. Hắn phải tìm người đưa Vân Yên đi, nếu như quần áo của cô ta bị cởi ra hết mà cô ta lại tỉnh dậy đột ngột trong khi tắm thì sẽ rất xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn chính là cô ta sẽ thẹn quá hóa giận. Một kiếm chém hắn ra làm đôi. Thật không may, Mục Thanh Hàn đã không trả lời hắn. Cũng phải trách hắn, giọng hắn gọi quá nhỏ, chủ yếu là sợ làm kinh động đến Vân Yên. Xuất khiếu. Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm gọi kiếm Long Uyên ra ngoài. Mặc dù chân nguyên của hắn đã bị phong ấn nhưng võ hồn thì không, chỉ có điều hắn không thể cắt đứt dây thừng mà thôi. Ông. Kiếm Long Uyên phóng vào phòng của Mục Thanh Hàn như sao xẹt. Mục Thanh Hàn bị đánh thức, nàng ta mở cửa sổ ra, biết đây là kiếm của Triệu Bân cho nên sắc mặt của nàng ta không hề tốt chút nào, nàng ta chỉ vừa mới thiếp đi đã đột nhiên bị hắn đánh thức, tâm tình có thể tốt nổi mới là lạ. Nhìn kia, Triệu Bân thì thào nói. Sau một lúc trì hoãn, Vân Yên lại cởi thêm một lớp áo nữa. Dưới ánh trăng, cô ta đã để lộ ra một đôi vai trắng như ngọc. Còn lóe lên sáng bóng. Khi Mục Thanh Hàn nhìn thấy, nàng ta ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ và phủ một chiếc áo choàng lên che chắn cho Vân Yên. Sau đó, nàng ta mới lặng lẽ đưa sư phụ trở về phòng. Sau khi đi ra, nàng ta mới trừng mắt nhìn Triệu Bân. Ta không nhìn thấy gì hết. Triệu Bân làm ra vẻ mặt hết sức đứng đắn nói, nhưng mà... Được rồi, dáng người đó cũng không tệ. Chuyện này không thể trách ta được, chính là do sư phụ đã treo ta ở đây, nửa đêm sư phụ lại tự động mộng du mà vẫn muốn đi tắm, lại chọn cái hồ gần ta nhất, ta.
Ta không cố ý nhìn, chỉ vô tình liếc mắt qua mấy lần, hơn nữa ta còn biết tự giác đánh thức sư tỷ nữa, nếu không mọi chuyện phát triển xa hơn thì lại càng xấu hổ. Dám nói lung tung ra ngoài thì ta sẽ một kiếm chém chết ngươi, Mục Thanh Hàn hung hăng nói. Triệu Bân cười cười, cơ thể lắc qua lắc lại. Nguyệt thần bế quan cũng tốt, nếu như cô ta tỉnh lại thì sẽ mắng hắn hộc máu. Cảnh đẹp ý hay miễn phí như thế mà còn không biết thưởng thức, đúng là siêu cấp vô dụng. Vì sư phụ thường xuyên bị mộng du nên Mục Thanh Hàn vẫn chưa về phòng của mình, nàng ta ngồi dưới gốc cây bắt chéo chân thiền định để canh chừng, không để cho sư phụ chạy ra ngoài lần nữa, có thêm một tên sư đệ đúng là cũng có thêm nhiều phiền phức hơn. Sư phụ tu luyện công pháp gì, không thể chữa khỏi hay sao, Triệu Bân hỏi. Công pháp chỉ là một vấn đề trong số đó thôi, sư phụ nói rằng vẫn còn cần một thời gian dài để điều hòa, Mục Thanh Hàn nói, vấn đề thứ hai là do sư phụ đã học được một loại bí thuật không nên học cho nên mới bị phản phệ, di chứng kéo dài đến tận bây giờ. Bí thuật gì vậy, Triệu Bân tò mò hỏi. Nghe nói đó là một loại bí thuật liên quan tới giấc mộng, Mục Thanh Hàn không hề giấu giếm. Giấc mộng. Triệu Bân lẩm bẩm, giấc mộng mà cũng có thể trở thành bí thuật sao? Có thể. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại thì hẳn cô ta sẽ cho hắn một câu trả lời dứt khoát, không chỉ có thể mà còn hết sức tà đạo. Đừng nói là phàm nhân, ngay cả thần thánh thượng đẳng cũng không dám tu luyện những thứ có liên quan tới thế giới trong mộng, phương pháp tu mộng của Vân Yên chẳng qua chỉ là bề nổi, không đáng nói tới. Biết mình thường xuyên mộng du thì cứ khóa chặt cửa lại là được rồi. Triệu Bân lẩm bẩm nói, hắn không ngủ được, cho dù bây giờ hắn có đang nằm trên giường thì hắn cũng không dám nhắm mắt. Lúc trước còn có thể dùng mặt nạ bạch ngọc áp chế, thời gian gần đây mặt nạ bạch ngọc cũng không áp chế được, Mục Thanh Hàn thì thào nói, sư phụ đang tìm cách hóa giải, có thể kiềm chế được phần lớn. Vèo. Một cơn gió mát thổi qua, sợi dây trói Triệu Bân cuối cùng cũng được nới lỏng. Sợi dây đã tự mình nới lỏng ra. Xem ra sư phụ cũng không quá vô tình, sư phụ trước đó đã đặt cấm chế trên sợi dây thừng, chỉ cần thời hạn tới thì nó sẽ tự động cởi bỏ, không để cho hắn treo mãi ở trên cây. Khi tiếp đất, Triệu Bân cũng không thể đứng vững. Hắn đã bị treo quá lâu cho nên toàn thân đều cảm thấy tê dại. Sớm đi nghỉ tạm đi. Mục Thanh Hàn nói, nàng ta vẫn rất tò mò tại sao sư phụ lại đánh sư đệ, chuyện này tất nhiên không đơn giản. Không cần nàng ta nói, Triệu Bân cũng đã ôm chặt lấy cái lưng đang đau nhức của mình bước đi rồi, lần sau hắn không bao giờ dám nghiên cứu Xuân Cung đồ nữa, ít nhất thì hắn cũng không dám nghiên cứu ở đỉnh Tử Trúc, nếu muốn thì đi tới cửa hiệu mà nghiên cứu ở nhà thật sự quá nguy hiểm. Đi được vài bước thì hắn lại quay trở lại. Đây, tặng cho sư tỷ. Triệu Bân nói xong thì đưa cho Mục Thanh Hàn một khối nhỏ tinh thể tử lệ. Cho ta. Mục Thanh Hàn sửng sốt, chuyện này khiến cho nàng ta hết sức bất ngờ, nàng ta vội vàng trả lại, tiểu sư đệ, vật này quý giá quá, sư tỷ không nhận được. Cho sư tỷ thì sư tỷ cứ cầm đi, ta vẫn còn. Triệu Bân phủi tay rồi khập khiễng rời đi, sư tỷ đối xử với hắn cũng không tệ lắm, còn đút cơm cho hắn ăn, nhưng chủ yếu là do hắn còn quá nhiều tinh thể tử lệ, một mình hắn cũng không thể dùng hết. Tặng Mục Thanh Hàn cũng xem như trả lại ân tình cho nàng ta. Vẫn còn. Mục Thanh Hàn ngẩn cả người, khi nàng ta nhìn lại thì Triệu Bân đã trở về phòng mình rồi. Dưới ánh trăng, nàng ta cầm tinh binh trong tay mà sững sờ, nàng ta lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên mới nhận được một món quà quý giá thế này. Một khối tử lệ tinh binh nho nhỏ cũng có giá trị tận 50 vạn lượng, thế mà sư đệ nói tặng là tặng ngay cho nàng ta. Xuyên tường. Ta cho người xuyên tường. Trong phòng, Triệu Bân một tay cầm bát mực vẽ bùa, một tay cầm bút vẽ bùa, hắn đang vẽ ra chú văn trên tường, chú văn sống động chẳng mấy chốc đã ẩn vào trong tường. Hắn không rảnh rỗi vẽ tranh cho vui mà đây chính là phương pháp chống thuật xuyên tường. Tình huống ngày hôm qua cực kỳ xấu hổ, hắn vẫn nên vẽ chú văn này lên tường để đề phòng sư phụ của hắn không có chuyện gì lại xuyên tường chạy qua đây giống như U Linh vậy, xuyên qua không gây ra bất cứ tiếng động nào. Sau khi vẽ xong, hắn lại lấy ra một khối tử lệ tinh binh. Hắn dùng lôi điện bao lấy tinh binh và kiếm Long Uyên, sau đó cẩn thận luyện chế, một khối tử lệ tinh binh to cỡ nắm tay đã dần dần hóa thành từng đợt khí tinh binh dung hợp với kiếm Long Uyên. Kiếm Long Uyên ngay lập tức phát ra tiếng ông ông,
ngay cả độn giáp thiên tự cũng lóe lên ánh sáng. Quá trình này diễn ra khá lâu. Dù sao Triệu Bân cũng chưa đạt tới cảnh giới địa tạng, muốn luyện hóa tử lệ tinh binh thành trạng thái khí tinh binh vẫn cần phải tốn không ít thời gian, đạo hạnh cùng trí lực thì mới có thể thành công. Ngay khi tử lệ tinh binh hóa khí thì nó đã dung hợp hết vào trong kiếm Long Uyên. Ông! Kiếm Long Uyên run lên kịch liệt, toàn thân toát ra khí tức cổ xưa huyền ảo. Thân kiếm lúc này đã được bao bọc trong một lớp khí màu vàng chói sáng, giống như kiếm khí đã xuất hiện. Triệu Bân lộ vẻ kinh ngạc. Tử lệ tinh binh dung hợp vào binh khí rõ ràng là màu tím, sao lại hiện lên màu vàng? Suy nghĩ hồi lâu thì hắn mới tìm ra manh mối, đó là bởi vì độn giáp thiên tự, lần thứ hai luyện hóa khí tinh binh, nguyên bản vốn là màu tím nhưng sau đó đã bị màu vàng lấn át, khiến nó trở nên giống như kim quang của độn giáp thiên tự. Ông! Kiếm Long Uyên rung động không ngừng, có vẻ như rất hưng phấn. Nó dường như đã có thêm linh tính sau khi được luyện hóa bằng tử lệ tinh binh. Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng thanh kiếm này so với lúc trước đã có thêm linh tính, trong nháy mắt dường như hắn còn có thể nghe thấy ai đó đang gọi chủ nhân, nhất định là Kiếm Long Uyên đang gọi hắn. Không tệ, Triệu Bân vui vẻ ra mặt. Chẳng trách tử lệ tinh binh lại có giá trị cao như thế, nó quả thực có tác dụng thần kỳ đối với binh khí. Điều đáng mừng hơn chính là hắn có rất nhiều tử lệ tinh binh trong tay, hắn có thể dùng nó để luyện hóa Kiếm Long Uyên hàng ngày. Một ngày nào đó thanh kiếm của hắn sẽ trở thành một món thần binh nổi danh, đây chính là cơ duyên tạo hóa của Kiếm Long Uyên. Trời gần sáng thì hắn mới dừng tay lại. Kiếm Long Uyên đã càng lúc càng trở nên bất phàm, thanh kiếm ban đầu dài 2 thước 3 tấc bây giờ trông như dài tới 3 thước, tức là có vẻ đã dài ra thêm 7 tấc do toàn thân của nó được bao phủ bởi một tầng kiếm khí màu vàng khá dày. Nhìn từ xa, người không biết có khi còn tưởng thanh kiếm của hắn dài tới 3 thước thật. Nhìn từ xa, người không biết có khi còn tưởng thứ hắn mang theo không phải là một thanh kiếm mà là một tia sáng lớn. Rất tốt. Triệu Bân cầm Kiếm Long Uyên, tĩnh tâm cảm nhận. Bây giờ bên trong Kiếm Long Uyên dường như đã ẩn hiện linh hồn, cho hắn có cảm giác người kiếm hợp nhất, khiến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm uy của nó. Kiếm uy của nó quả thật đã tăng lên rất nhiều, sức sát thương cũng mạnh lên khủng khiếp, đây không phải là thứ mà Kiếm Long Uyên lúc trước có thể so sánh được. Keng, keng. Tiếng kiếm vang lên từ bên ngoài căn phòng, như thể có ai đó đang múa kiếm. Triệu Bân thu Long Uyên lại, đi ra mở cửa và phát hiện ra rằng người đang múa kiếm là Mục Thanh Hàn. Hắn nhìn kiếm của Mục Thanh Hàn, bên trên cũng được bao phủ bởi một tầng kiếm khí, cho dù không được chân nguyên thúc dục thì cũng không hề tiêu tan, khỏi cần phải nói, chắc chắn Mục Thanh Hàn cũng đã sử dụng tử lệ tinh binh để luyện hóa binh khí. Chỉ có điều kiếm của nàng ta vẫn còn kém xa Long Uyên của hắn. Đứng xem một chút, hắn phát hiện kiếm pháp của Mục Thanh Hàn rất huyền diệu, phối hợp với thân pháp nhẹ nhàng của nàng ta hết sức nhịp nhàng lại càng làm tăng thêm sức mạnh, nhưng xem ra kiếm pháp này vẫn còn rất nhiều chỗ sơ hở. Không phải do kiếm pháp của Mục Thanh Hàn không đủ hoàn hảo mà là do sự hiểu biết về kiếm pháp của Triệu Bân rất sâu rộng, trước đây hắn đã từng đấu kiếm trong Huyễn Vũ U Lâm đánh bại cả Liễu Như Nguyệt và Vệ Xuyên. Vân Yên cũng đã đi ra khỏi phòng, mạnh mẽ vươn vai. Nhìn thần thái của cô ta thì rõ ràng cô ta không biết đêm qua mình bị mộng du, nếu như biết thì giờ này gương mặt của cô ta nhất định đã đỏ lên gay gắt rồi. Hửm. Nhìn thấy thanh kiếm của Mục Thanh Hàn, Vân Yên khẽ thốt lên một tiếng. Nhãn giới của cường giả địa tạng hiển nhiên có thể nhìn ra được kiếm của Mục Thanh Hàn đã được luyện hóa bằng tử lệ tinh binh. Toàn thân kiếm được bao phủ bởi một tầng kiếm khí màu tím, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Một khối tử lệ tinh binh chân quý, nói tặng liền tặng sao? Vân Yên từng bước bước tới đình nghỉ mát, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Con không tiếc của với người nhà đâu, Triệu Bân cười nói. Nếu đã là người nhà vậy tại sao ngươi không tặng ta một khối, Vân Yên vừa nói vừa lấy sách cổ ra. Nếu sau này đào được tử lệ tinh binh thì con nhất định sẽ tặng cho sư phụ. Có lòng thành này của ngươi thì công sức của sư phụ cũng không uổng. Vân Yên khẽ nói, sau đó nhẹ nhàng lật xem sách cổ, nụ cười của cô ta có chút nhẹ nhõm cũng có chút vui vẻ, ít nhất thì tên tiểu đầu nhi mà cô ta thu nhận đã xem cô ta và Mục Thanh Hàn là người nhà của mình. Vậy là đủ rồi. Thân là sư phụ,
cô ta không cần đồ nhi vì mình mà đi tranh giành vinh quang. Chỉ cần hai đồ nhi sống hòa thuận và luôn bảo ban lẫn nhau là được. Trên thực tế, Triệu Bân đã xem Mục Thanh Hàn như người nhà, nhưng đối với sư phụ thì hắn vẫn còn rất đề phòng, ai bảo Vân Yên lại là muội muội của Vân Phượng chứ. Một ngày nào đó hắn nhất định sẽ một kiếm giết chết Vân Phượng. Đây cũng là lý do tại sao hắn không tặng tử lệ tinh binh cho Vân Yên, một mặt vì hắn không muốn cô ta biết mình có nhiều tử lệ tinh binh, mặt khác vì Vân Yên là muội muội sinh đôi của Vân Phượng, huyết mạch tương liên, hắn muốn giết Vân Phượng thì chắc chắn Vân Yên sẽ ngăn cản. Bên kia, Mục Thanh Hàn đã thu kiếm, cuối cùng cũng nở nụ cười. Tiểu sư đệ của nàng ta đã tặng cho nàng ta một thứ rất quý giá. Thanh kiếm của nàng ta đã thực sự lột xác. Mùi thơm của cơm chín nhanh chóng tràn ngập đỉnh Tử Trúc. Cứ mỗi khi đến bữa ăn là dường như lại có khách đến thăm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trước khi Triệu Bân bắt đầu ăn thì hắn đã nhìn thấy Vũ Văn Hạo đi tới, từ xa bắn ra một phong thư. Nói một cách chính xác thì đó chính là thư khiêu chiến. Ta ở diễn võ đài chờ ngươi, nếu sợ thì cũng không cần đến. Khi Triệu Bân nhận được thư khiêu chiến thì Vũ Văn Hạo đã xoay người rời đi, khí thế hiên ngang lẫm liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hả, Vũ Văn Hạo định khiêu chiến Cơ Ngân. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, nếu như ta bị kẻ khác kích nổ thì ta cũng sẽ đi khiêu chiến rồi đánh chết kẻ đó. Cái tên đi cửa sau đó chỉ sợ trốn không khỏi. Thiên Tông vào sáng sớm vô cùng náo nhiệt, nơi nào có người tụ tập thì nơi đó có tiếng bàn luận, bọn họ đều đang bàn luận về cái tên đi cửa sau kia, có rất nhiều người đang chờ xem hắn làm trò hề. Thiên Tông là nơi nào chứ, hắn nghĩ chỉ cần bước được một chân vào Thiên Tông thì có thể cá chép hóa rồng hay sao? Nhàn rỗi không có việc gì làm, không thể không xem một chút. Có không ít đệ tử nhàn rỗi đã tụ tập phía trước diễn võ đài. Mà trên diễn võ đài cũng đã có không ít người đang tập trung chờ đợi, thiếu thành chủ Thành Xích Dương Vũ Văn Hạo đã chờ sẵn ở đó, khí thế hiên ngang, hai mắt nhắm lại, người không biết nhìn vào có khi còn tưởng rằng hắn ta là một người tu tiên. Bộ y phục màu tím của hắn ta đang bay phấp phới, mái tóc dài của hắn ta cũng tung bay trong gió. Bộ dáng của hắn ta rất có khí chất Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là hình mẫu mà rất nhiều nữ đệ tử yêu thích. Cái tên đó e rằng sẽ không đến đâu. Trên diễn võ đài không thể dùng đến bùa nổ, một tên nhãi nhép cảnh giới chân linh thì có thể làm được gì chứ? Hắn mà đến thì chắc chắn sẽ bị đánh bầm dập. Ở đây có biết bao nhiêu cái miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói ra cùng một ý. Trên diễn võ đài cấm sử dụng bùa nổ, bọn họ đều cảm thấy bài tẩy của Triệu Bân chẳng qua cũng chỉ có bùa nổ. Nếu lên diễn võ đài thì với thực lực của hắn chắc chắn sẽ bị treo lên đánh tơi tả, bởi vì chân linh so với huyền dương có sự chênh lệch thực lực rất lớn. Vũ Văn Hạo đã đến nhưng Triệu Bân thì không thấy đâu. Người ở đỉnh Tử Trúc thì vẫn đang ngồi thản nhiên trước bàn ăn cơm. Hành động này của hắn như đang muốn nói, chờ ta ăn no rồi thì ta sẽ đến đánh chết ngươi. Nghe ta nói này, sư đệ nhất định không được đi. Mục Thanh Hàn nhắc nhở một tiếng, mà Vân Yên cũng có ý như vậy. Triệu Bân liên tục gật đầu, ý bảo sẽ không ra trận, nhưng vừa đặt bát cơm xuống thì hắn đã đi thẳng xuống núi. Ngươi! Mục Thanh Hàn cũng đặt bát đũa xuống, một đường đuổi theo hắn. Vân Yên không đứng dậy cũng không ngăn cản nữa, để cho tiểu đồ nhi chịu đau khổ một chút cũng có chỗ tốt. Đến rồi, cái tên đó đến rồi. Tại diễn võ đài lại bắt đầu nổi lên một trận ồn ào. Ai cũng tưởng rằng Triệu Bân sẽ không đến, nhưng tên nhóc đó đã đến rồi, còn có sư tỷ của hắn đi theo phía sau nữa. Khi bọn họ đến, đám người ồn ào kia cũng nép qua nhường đường. Ngươi không đánh lại hắn ta đâu sư đệ, Mục Thanh Hàn lúc này vẫn đang khuyên nhủ, nếu như hắn lên đài, lỡ như Vũ Văn Hạo ra tay giết hắn thì giới luật đường cũng không có quyền hỏi đến, dù sao đây chính là diễn võ đài. Là nơi luận võ và cũng là nơi giải quyết những ân oán sinh tử. Đánh không lại thì bỏ chạy là được, Triệu Bân cười nói. Mục Thanh Hàn không ngăn hắn lại được, nàng ta nhìn sang Vũ Văn Hạo, rồi lại nhìn thấy Nghiêm Khang, Ngụy Đằng và đám vây cánh của hắn ta cũng đang ở đó, hiển nhiên là bọn chúng không hề có ý tốt gì khi đến đây. Thật là náo nhiệt. Ta nói sao không thấy ai trên đường cả, hóa ra tất cả đều đang tập trung ở đây à.
ta cá trận này chỉ 3 chiêu là kết thúc. Những thanh âm thổn thức vang lên rất nhiều, đám đệ tử Thiên Tông mới nhập môn như Lâm Tà, Tư Không Kiếm Nam, Triệu Tuyết, Thanh Giao, Hoa Đô, Hán Triều, Vô Niệm. Cũng chạy đến góp vui, ngay cả U Lan bình thường không thích náo nhiệt cũng đã đến đây, chẳng qua cô ta chỉ đứng từ xa lẳng lặng theo dõi mà thôi. Vèo. Triệu Bân đã lăng không lên đài, tiếp đất vững vàng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới, lúc này Vũ Văn Hạo mới mở mắt ra nói. Vũ Văn Hạo sư huynh đã đích thân mời, ta không có lý do gì mà không đến cả, Triệu Bân cười nói. Có muốn cược thêm không, khóe miệng Vũ Văn Hạo nhếch lên. Tùy ý thôi, Triệu Bân nhún vai nói. Cũng đơn giản thôi, 10 vạn lượng cộng thêm cái dập đầu nhận lỗi, Vũ Văn Hạo gian ác cười nói. Còn nếu ngươi thua thì sao, Triệu Bân cũng nhìn Vũ Văn Hạo cười nói. Vậy thì ta sẽ đưa thêm cho ngươi 10 vạn lượng, Vũ Văn Hạo cười lạnh nói, rồi hắn ta không nhiều lời với Triệu Bân nữa, hắn ta ngay lập tức xông tới công kích, phiến đá bị hắn ta đạp lên nứt toát, tốc độ của hắn ta nhanh như gió, trong chớp mắt đã có thể phóng ra 3 trượng xa. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến thân thủ này của hắn ta thôi thì cũng đã đủ khiến những người có mặt phải kinh ngạc. Ngay lúc đó trong lòng Mục Thanh Hàn vô cùng căng thẳng, hắn ta có tốc độ nhanh như vậy, tiểu sư đệ của nàng ta sợ rằng sẽ trở tay không kịp. Nhìn về phía Triệu Bân, phản ứng của hắn cũng không chậm, ngay từ lúc Vũ Văn Hạo phát động công kích thì hắn đã phóng ra một ngọn phi đao, trên ngọn phi đao có treo bùa lôi quang, tuy trên diễn võ đài không thể sử dụng bùa nổ nhưng vẫn có thể sử dụng bùa lôi quang. Vũ Văn Hạo mất cảnh giác, hai mắt ngay lập tức đen lại. Không chỉ hắn ta bị lóa mắt mà đám người bên dưới đài cũng bị lóa mắt. Trong lúc Vũ Văn Hạo còn đang sờ soạng trong bóng tối thì hắn ta bỗng cảm thấy được có một bàn tay nóng nắm lấy cổ tay của mình, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đấy, cả người mất thăng bằng. Đám người dưới đài đều trợn to hai mắt khi nhìn thấy Vũ Văn Hạo bị Triệu Bân tóm được. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên nghe rất chói tai. Đi kèm với tiếng nổ lớn đó chính là tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Dưới sự theo dõi của tất cả mọi người, Triệu Bân đã cho các sư huynh đệ tỉ muội ở bên dưới kia được mở mang tầm mắt nhìn thấy thuật đập người chân chính. Hắn đập Vũ Văn Hạo xuống đất liên tục, đập mạnh tới mức khiến cho hắn ta phải liên tục ho ra máu, diễn võ đài cứng rắn là thế mà cũng bị đập thủng lỗ chỗ. Còn có cách đánh như vậy nữa sao, đám người bên dưới há hốc mồm. Ta cảm thấy cách này cũng không tồi. Tư Không Kiếm Nam giật giật khóe miệng, đừng nói là người đang bị đập, ngay cả người đứng nhìn cũng cảm thấy đau nữa là. Mục Thanh Hàn cũng giật giật khóe miệng, mới mấy phút trước nàng ta còn đang lo lắng không biết Triệu Bân sẽ tránh đòn như thế nào, vậy mà chỉ trong chớp mắt thì hắn đã có thể đập Vũ Văn Hạo tan nát. Vũ Văn Hạo còn chưa kịp thi triển bí thuật gì thì đã bị đập tới mức hộc máu giàn giụa. Chết tiệt, bất cẩn quá. Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, Ngụy Đằng cũng nghiến răng nghiến lợi. Quả thật Vũ Văn Hạo đã quá bất cẩn rồi, chỉ có quỷ mới biết được Triệu Bân lại thi triển đại pháp này, trong khoảnh khắc hắn khiến cho mọi người lóa mắt thì kết cục bại trận của Vũ Văn Hạo cũng đã được định, không ngờ hắn ta chỉ là một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh thế mà vẫn có thể đập cảnh giới huyền dương đến thê thảm. Trước mắt mọi người, Vũ Văn Hạo vừa tỉnh lại được một chút thì lại bị đập xuống diễn võ đài một lần nữa. Nếu như lần đập thứ nhất đã khiến cho phủ tạng của hắn ta bầm dập, thì lần đập thứ hai lại khiến cho xương cốt của hắn ta bị nứt gãy, đám người bên dưới còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương kêu răng rắc, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy đáng sợ. Vũ Văn Hạo hét lên, cố gắng thúc giục chân nguyên hất Triệu Bân ra. Tuy nhiên, tốc độ của Triệu Bân vẫn nhanh hơn hắn ta, và lần đập người thứ ba lại tiếp diễn. Đến tận lúc này cả thế giới dường như đều chìm vào im lặng, Vũ Văn Hạo bị đập xuống diễn võ đài thêm một cái liền hôn mê bất tỉnh. Đám người đứng xem bên dưới diễn võ đài đều há hốc mồm. Một trận khiêu chiến đã khiến cho toàn bộ Thiên Tông phải náo động, vốn tưởng rằng đó sẽ là một trận khiêu chiến vô cùng khốc liệt, nhưng không ngờ đúng là chỉ mới tung có 3 chiêu thì đã kết thúc. 3 lần đập người đã kết thúc, trận khiêu chiến cũng kết thúc luôn rồi hay sao? Bọn họ còn không có đủ thời gian để hò hét cổ vũ. Thì ra tiểu sư đệ còn có bản lĩnh này. Mục Thanh Hàn cười gượng một tiếng, nàng ta đã xem qua rất nhiều trận khiêu chiến,
nhưng một trận khiêu chiến như thế này đúng là mới thấy lần đầu tiên. Dường như những lo lắng trước đây của nàng ta hoàn toàn không cần thiết, tiểu sư đệ của nàng ta không phải là hổ giấy, hắn không chỉ có thể so chiêu mà còn có thể bất ngờ đánh cho cảnh giới huyền dương trở tay không kịp. Làm tốt lắm. Không biết là người nào đã hú lên một tiếng. Người đó chính là Lâm Tà, bởi vì tộc thiên dương của hắn ta và thành xích dương vốn có xích mích với nhau. Thiếu thành chủ thành xích dương đã bị đập ngất xỉu, hắn ta tất nhiên phải vỗ tay rồi. Triệu Bân thì vẫn rất tự giác, mặc dù Vũ Văn Hạo đã ngất đi, nhưng Triệu Bân vẫn nhớ rất rõ chiến lợi phẩm mà mình sẽ nhận được sau trận khiêu chiến này. Chiến lợi phẩm gồm 10 vạn lượng cược ban đầu cộng thêm 10 vạn lượng cược nếu như hắn thắng, tổng cộng là 20 vạn lượng. Khỏi phải nói, trên người Vũ Văn Hạo thật sự có ngân phiếu đủ 20 vạn lượng. Hắn ta không có cũng không được, nếu như hắn ta không có thì sư phụ của hắn ta chắc chắn sẽ có. Triệu Bân sẽ quay về dẫn theo Vân Yên đi đòi, ở đây có nhiều người làm chứng như vậy, hắn không cần phải sợ bên kia quỵt nợ. 20 vạn lượng cứ như thế mà thua rồi sao? Có không ít người tặc lưỡi, đánh ba chiêu liền nhận được 20 vạn lượng. Ta cũng thấy xấu hổ thay cho Vũ Văn Hạo, Tư Không Kiếm nam tặc lưỡi nói. Trận này đúng là quá dữ, Triệu Bân đập đối thủ 3 lần khiến cho diễn võ đài trở thành một mớ hỗn độn. Triệu Bân phe phẩy đống ngân phiếu, chuẩn bị bước xuống đài. Đi đâu đó? Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng rồi bước lên diễn võ đài. Thắng một trận liền muốn rời đi sao? Mơ gì đẹp vậy? Sao, Nghiêm sư huynh cũng muốn luận võ sao? Triệu Bân đang định rời đi thì đột ngột dừng lại, đánh nhau có tiền mà, hắn tất nhiên sẽ rất vui vẻ mà đánh. So với Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang cũng không kém cạnh. Tộc huyết ưng của hắn có nội tình không tầm thường, vô cùng giàu có chủ phú. Triệu Bân đã đánh được một trận thì cũng không ngại đánh thêm trận nữa. Nghiêm Khang, người muốn đột nhiên khiêu chiến mà không báo trước sao, Mục Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng nói. Vũ Văn Hạo còn biết gửi một lá thư khiêu chiến trước, còn ngươi thì muốn thừa cơ hội nhảy lên đài ư. Nếu như ngươi không dám đánh thì cứ dập đầu nhận lỗi đi, Nghiêm Khang không để ý đến Mục Thanh Hàn, chỉ nhìn Triệu Bân. Cơn tức giận của hắn ta đã bị đè nén nhiều ngày nay, lúc trước khi mua bản đồ bảo tàng hắn ta đã đánh giá thấp Triệu Bân cho nên thậm chí còn không dùng toàn lực. Hôm nay hắn ta nhất định sẽ không nương tay nữa, hắn ta phải đánh Triệu Bân tàn phế. Có cược thêm không? Triệu Bân cười nói. 20 vạn lượng, thắng được thì lấy. Nghiêm Khang cũng là một hảo hán, hắn ta lấy ra một sấp ngân phiếu đặt lên diễn võ đài, đúng là hắn ta đã có chuẩn bị mới đến, tộc huyết ưng không thiếu bạc. So với trận đấu giá ở thành vong cổ thì đây chỉ là chuyện vặt. Phía dưới lại vang lên tiếng tặc lưỡi thổn thức. Nhà giàu có khác, cược một trận tận 20 vạn lượng. Nếu như thắng trận này thì sau này không cần phải làm nhiều nhiệm vụ của Thiên Tông nữa. Chỉ cần ra diễn võ đài là có thể kiếm tiền nhanh chóng rồi. Nếu như sư huynh muốn đánh nhau như vậy thì sư đệ như ta cũng phải giúp cho sư huynh tận hứng. Triệu Bân lắc lắc cổ. Xoay xoay cổ tay, chuẩn bị đập người một lần nữa. Bang! Hắn còn chưa bắt đầu thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang. Nghiêm Khang dĩ nhiên đã tấn công, hắn ta dậm chân xông tới với khí thế vô cùng mãnh liệt, khiến cho những phiến đá lát còn lại trên diễn võ đài đều bị nứt toát. Tốc độ của hắn ta nhanh khủng khiếp, thân thủ vô cùng quỷ dị, bất luận xét về tốc độ hay thân thủ thì hắn ta đều ăn đứt Vũ Văn Hạo. Keng! Triệu Bân lại phất tay bắn ra một ngọn phi đao, bên trên đó cũng có treo bùa lôi quang. Trong mắt mọi người bên dưới thì sử dụng cùng một chiêu hai lần là hết sức sai lầm, dù sao Nghiêm Khang cũng không phải là kẻ ngốc. Bùa lôi quang nổ tung, ánh sáng chói mắt của lôi điện bắn ra bốn phía. Ta không phải là Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang cười lạnh, hắn ta có thiên nhãn, không hề bị bùa lôi quang làm cho ảnh hưởng. Keng! Sau đó hắn ta ngay lập tức đâm tới một kiếm tuyệt sát. Tiểu sư đệ. Mục Thanh Hàn căng thẳng vô cùng, nếu không tránh được một kiếm này thì sư đệ của nàng ta nhất định sẽ chết. Chết đi. Ngụy Đằng cười gian ác, cứ như thể đã nhìn thấy cảnh Triệu Bân bị một kiếm xuyên tim vậy. Triệu Bân vẫn rất bình tĩnh thản nhiên, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, lúc Nghiêm Khang đâm tới một kiếm thì hắn cũng không nhúc nhích. Trong mắt của đám người dưới đài thì rõ ràng tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh này đã sợ tới mức ngẩn người rồi.
Đáng tiếc, bọn họ đều đã đoán sai. Khi mũi kiếm của Nghiêm Khang chỉ còn cách hắn ba tấc, hắn đã đột nhiên biến mất. Độn thổ, hiện trường hoàn toàn chấn động, ngay cả Mục Thanh Hàn cũng không ngờ tới. Độn thổ, Nghiêm Khang cũng đã nhận ra. Vì Triệu Bân đã độn thổ, cho nên một kiếm tuyệt sát của hắn ta chỉ đâm vào khoảng không. Một cú đâm hụt cũng không có vấn đề gì, vấn đề là hắn ta sắp bị đập te tua như Vũ Văn Hạo rồi. Triệu Bân chui ra khỏi lòng đất, vòng ra phía sau, tóm lấy một cánh tay của Nghiêm Khang rồi kéo hắn lên, hung hăng đập toàn thân của hắn ta xuống đất. Lại là chiêu này, đám người bên dưới bàn tán ầm ĩ. Hầu hết những người bên dưới đều cảm thấy rất khó chịu, bởi vì nhìn người khác bị đập ác như vậy thì bản thân họ cũng bất giác cảm thấy đau. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, diễn võ đài đã bị phá hủy, đất đá văng tứ tung. Tiếng kêu la của Nghiêm Khang còn thảm thiết hơn cả Vũ Văn Hạo, hắn ta cũng hộc máu giàn giụa, máu phun ra xa tận một trường. Nể tình là người quen cũ cho nên Triệu Bân cũng phá lệ chiếu cố Nghiêm Khang, hắn đã dùng lực mạnh hơn rất nhiều. Đừng vội, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hai lần đập sau còn khốc liệt hơn nữa. Nghiêm Khang bị đập đến ngu người, thần trí mơ mơ màng màng, trong cơn mê man hắn ta vô cùng tức giận, còn mợ nó hắn ta vẫn quá coi thường đối phương cho nên mới tự mình chui đầu vào giỏ. Hắn ta vẫn còn rất nhiều bí thuật còn chưa kịp thi triển. Bây giờ thì hay rồi, hắn ta còn chưa kịp lật bài tẩy của mình thì đã bị đập đến mức bán thân bất toại. Điều này cũng quá là. Đám người bên dưới đều bối rối, hai cảnh giới huyền dương đều đã ngã xuống. Khôi hài nhất chính là cả hai đều bị đập xuống đất tơi tả, từ đầu đến cuối không thi triển được một chiêu nào trúng đích. Tiểu sư đệ, thật sự rất thú vị. Mục Thanh Hàn bật cười, nhận ra mình đã đánh giá thấp Triệu Bân. Nàng ta làm sư tỷ của Triệu Bân mới có mấy ngày, không hề biết hắn có thể độn thổ. Nghiêm Khang bị như vậy có lẽ cũng bởi vì hắn ta không biết, cho nên hắn ta mới trở tay không kịp, cuối cùng phải gặp bất trắc. Đánh đẹp lắm. Một người khác vỗ tay, lần này không phải Lâm Tà, mà là Hoa Đô. Ân oán với Nghiêm Khang ở Túy Mộng Lâu hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm nay nhìn thấy Nghiêm Khang bị đập tơi tả như vậy, hắn ta tất nhiên là cảm thấy rất thoải mái rồi. Điều đáng tiếc nhất chính là người đập Nghiêm Khang tơi tả không phải hắn ta. Nếu như là hắn ta thì Nghiêm Khang chắc chắn không sống nổi. Lại bất cẩn. Ngụy Đằng thực sự cảm thấy rất đau đầu khi nhìn thấy hai người bạn của mình đều đã bại trận thê thảm. Đúng là chuyện vớ vẩn, một người bị bùa lôi quang làm cho lóa mắt, người còn lại bị thuật độn thổ lừa vào trong, cuối cùng đều bị đập cả thân thể xuống đất mấy lần đến mức ngất xỉu tại chỗ. Một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh còn có bản lĩnh này hay sao? Đập người đến nghiện rồi hay sao vậy? Đa tạ sư huynh cố tình ban thưởng. Triệu Bân đánh xong còn không quên cầm sấp ngân phiếu 20 vạn lượng lên. Đám người đứng xem hâm mộ hắn vô cùng. Hắn đập hai người kia tới bán thân bất toại, vừa được chút giận vừa kiếm được 40 vạn lượng. Trên đời này còn có cách kiếm tiền dễ dàng và sảng khoái như vậy hay sao? Cái tên đó đã đi cửa sau để vào đây thế mà cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, toàn là bạc trắng đó. Vèo. Ngụy Đằng không thể ngồi yên, hắn ta đã nhảy lên diễn võ đài. Đúng như mong đợi của Triệu Bân, cả ba tên này đều đã lần lượt nhảy lên đài đủ rồi. Tiểu sư đệ, Mục Thanh Hàn vội vàng gọi một tiếng. Ngụy Đằng không giống như Vũ Văn Hạo và Nghiêm Khang, hắn ta không phải là đệ tử mới mà đã sớm ở đây tu luyện ra mộ thân bản lĩnh. Hai trận trước Triệu Bân đã sử dụng bùa lôi quang rồi, thứ đó đã không còn là bất lợi đối với hắn ta nữa. Triệu Bân không nói gì, chỉ quay lại mỉm cười. Nếu ngươi thắng ta thì liền có thể lấy đi số tiền này. Ngụy Đằng lạnh lùng nói, hắn ta rất tự giác lấy ra một sấp ngân phiếu. Được thôi, Triệu Bân lại lắc lắc cổ, xoay xoay cổ tay, chuẩn bị đập người lần nữa. Xem chiêu. Ngụy Đằng quát lên một tiếng, thân pháp nhanh và quỷ dị như một bóng ma. Không đợi Triệu Bân phản ứng. Ngụy Đằng đã biến mất không thấy tăm hơi. Thuật tàng hình. Đám người bên dưới đều kinh ngạc, cả đệ tử mới nhập môn lẫn đệ tử lâu năm đều không biết Ngụy Đằng có thể thi triển thuật tàng hình, đây chính là lá bài tẩy bị hắn ta giấu đi bấy lâu nay hay sao? Hắn ta học thuật tàng hình ở đâu? Mục Thanh Hàn nhíu mày. Ngụy Đằng có đạo hạnh không thấp,
trong lúc nhất thời chưa ai có thể tìm ra tung tích của hắn ta. Theo Mục Thanh Hàn thấy thì ngay cả nàng ta còn không tìm ra Ngụy Đằng, huống chi là tiểu sư đệ cảnh giới chân linh chứ. Nhưng ở hiện trường thật ra cũng có không ít người tìm ra tung tích của Ngụy Đằng, tuy nhiên họ đều không lên tiếng nhắc nhở, tất cả đều muốn xem thử tên tiểu võ tu đi cửa sau này còn giấu bao nhiêu lá bài tẩy trong người, hay là hắn chỉ biết có bùa lôi quang và thuật độn thổ mà thôi. Tên nhóc khá lắm, người cũng hiểu biết không ít thứ đó. Triệu Bân thầm cười, hai mắt mở to không chớp. Thuật tàng hình mặc dù huyền ảo nhưng khả năng của nó có được phát huy hết hay không còn phải xem vào người sử dụng nó. Triệu Bân là người có thiên nhãn, cho nên thuật tàng hình vô dụng đối với hắn. Mà cho dù hắn không có thiên nhãn thì hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra đối thủ bằng khí tức mà đối thủ non tay không thể che giấu. Chết đi! Tiếng quát lớn bắt đầu truyền tới từ phía sau lưng Triệu Bân. Ngụy Đằng xuất hiện một cách bất ngờ trước mắt mọi người, đâm tới một kiếm tuyệt sát. Nếu như kiếm này đâm trúng thì Triệu Bân nhất định sẽ chết. Triệu Bân cũng không thèm nhìn, chỉ hơi nghiêng đầu. Một kiếm này của Ngụy Đằng đã đâm sượt qua tai của hắn. Trong chớp mắt, hắn đã lập tức nâng tay lên tóm lấy cánh tay của Ngụy Đằng. Tư thế hắn nâng người lên thoạt nhìn trông rất duyên dáng. Được, tên này cũng phải ngã xuống, Lâm Tà ngẩng đầu, trong lòng đã cảm thấy tiếc thương thay cho Ngụy Đằng. Lại là đập người. Hắn không học được những bí thuật khác sao? Nhiều người ho khan nói, tất cả đều ngước mắt lên nhìn, tên tiểu sư đệ đi cửa sau này hiển nhiên sắp biểu diễn cho các sư huynh đệ tỉ muội bên dưới xem tuyệt chiêu đập người. Sao hắn có thể nhìn thấu thuật tàng hình? Đây là điều khiến cho nhiều người thắc mắc hơn cả, ngay cả Mục Thanh Hàn cũng không ngoại lệ. Một tiểu võ tu cảnh giới chân linh vừa có năng lực cảm ứng, vừa biết thuật độn thổ, vừa có thân thủ phản kích nhanh gọn. Kỹ thuật chiến đấu của Triệu Bân quả thực đã vượt quá dự kiến của mọi người. Chấm. Đây đã là lần thứ 8 rồi. Ta đập không nổi nữa, ta phải nghỉ ngơi. Xin nhận một chút bạc này, cảm tạ các vị đạo môn tiên hữu. Ngụy Đằng bị đập liên tiếp xuống diễn võ đài, âm thanh ầm ầm phát ra vô cùng lớn, đất đá trên diễn võ đài lại bay tung tóe ra ngoài, người bị đập lại phun máu xa ba trượng ở giữa không trung. Vẽ ra một đường vòng cung màu đỏ chói mắt mà cũng rất đẹp mắt. Đám người bên dưới đều cảm thấy khó chịu, ai cũng nổi hết cả da gà. Vẫn là câu nói kia, đừng nói là người bị đập, ngay cả người đứng xem cũng cảm thấy rất đau. Ngụy Đằng rú lên, cũng không biết đó là tiếng giống giận hay là tiếng kêu thảm thiết. Hắn ta không ngốc, chân nguyên toàn thân đã được hắn ta thúc giục một cách điên cuồng vì muốn đẩy lui Triệu Bân. Nhưng lúc này hắn ta mới phát hiện ra chân nguyên và khí thế cảnh giới huyền dương của mình đã bị chân nguyên và khí thế cảnh giới chân linh của Triệu Bân khóa chặt. Lại lần nữa. Triệu Bân quát lớn rồi lại tiếp tục đập. Ngụy Đằng kêu la thảm thiết, toàn thân của hắn đau đớn, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, kinh mạch xương cốt đều tan nát, đầu đau như bị sét đánh, ánh mắt dần đen lại, dường như hắn ta sắp ngất xỉu. Đệ tử Thiên Tông thì thế nào chứ, cuối cùng cũng bị đập tan nát. Ngụy Đằng có đạo hạnh không thấp, nhưng hắn ta cũng không thể nào chịu đựng được ba lần đập của Triệu Bân. Triệu Bân đập xong lần thứ ba thì Ngụy Đằng cũng bất tỉnh tại chỗ, nét mặt của hắn ta lúc này hết sức thống khổ, sợ rằng sau này hắn ta có nằm mơ thì cũng sẽ gặp ác mộng về ngày hôm nay. Hắn ta đau đớn nhưng cũng không kém phần tức giận, lúc Phú Văn Hạo bị đập hắn ta còn nói người ta bất cẩn, lúc Nghiêm Khang bị đập hắn ta cũng nói người ta bất cẩn. Bây giờ tới lượt hắn ta cũng đã trở thành bán thân bất toại, không xuất ra được một chiêu nào trúng đích. Trên thực tế, hắn ta so với hai người trước đó thì còn vô dụng hơn, mặc dù cả ba đều không thể xuất ra được một chiêu nào trúng đích sau đó bị đập đến bất tỉnh, nhưng riêng Ngụy Đằng còn phải mất sức lật lên lá bài tẩy của mình chính là thuật tàng hình. Thế mà không biết tại sao Triệu Bân lại có thể nhìn thấu thuật tàng hình của hắn ta, không biết tại sao Triệu Bân lại có thể tránh được một kiếm tuyệt sát của hắn ta. Kiếm đâm không trúng mục tiêu cũng không thể vãn hồi, thế là hắn ta đã thua tức tưởi, không thi triển được thêm bí thuật nào khác. Lại thêm một kẻ tàn tạ, đám người đứng xem ho khan một tiếng nói. Có thể đi cửa sau vào đây quả nhiên không tầm thường như mọi người tưởng tượng, có không ít người thầm nói, người mà nữ soái Xích Diễm nhìn chúng sao có thể tầm thường được, một tiểu võ tu cảnh giới chân linh liên tiếp đập tơi tả ba kẻ cảnh giới huyền dương. Trong số ba kẻ đó còn có một kẻ là đệ tử lâu năm của Thiên Tông,
đúng là hắn không thể chỉ dựa vào may mắn để chiến thắng. Đánh bại đám hạ đẳng đó cũng không có gì to tát, cách đó không xa cũng có rất nhiều đệ tử lâu năm đang tụ tập theo dõi, trong tay bọn họ cầm quạt xếp phe phẩy, miệng thì cười đùa chế giễu. Đám hạ đẳng mà bọn họ nói tới tất nhiên là đám người Nghiêm Khang, tu luyện chưa tới đâu mà đã ra vẻ, bị đập cũng đáng lắm. Vệ sư huynh, huynh không xuống thử xem à? Có người trêu đùa nói, vệ sư huynh mà người đó nhắc đến chính là Vệ Xuyên. Hắn còn không xứng làm đối thủ của ta, Vệ Xuyên nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, ưỡn ngực ra vẻ, trước đây ở trong Huyễn Vũ U Lâm hắn ta cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, mà hắn ta lại vốn có tính khoác lác, hắn ta đã kể cho mọi người rằng tất cả cường giả đều chết ở bên trong Huyễn Vũ U Lâm, nhưng hắn ta lợi hại cho nên mới có thể thoát ra ngoài. Điều đáng tiếc nhất đối với hắn ta chính là hắn ta đã không tạo được ấn tượng tốt đối với Liễu Như Nguyệt. Không biết nếu để cho hắn ta biết đêm đó bên trong Huyễn Vũ U Lâm người đã đánh bại hắn ta và Liễu Như Nguyệt chính là Triệu Bân thì hắn ta sẽ có biểu cảm như thế nào, chắc chắn hắn ta sẽ cảm thấy bản thân như bị vả mặt. Chuyện hắn ta đi khoác lác khắp nơi chính là chuyện đáng chê cười nhất, bởi vì Triệu Bân cũng có thể thoát ra ngoài được ngay cả khi đã bị thụ yêu cuốn vào trong bụng. Nhắc tới Triệu Bân, hắn đã lấy hết ngân phiếu mà Ngụy Đằng đánh cược, sau đó vui vẻ nhảy khỏi đài, mỉm cười với Mục Thanh Hàn rồi cùng nàng ta đi càng lúc càng xa. Đám người đứng xem lại thêm một phen ồn ào, cái tên đi cửa sau này hiển nhiên không phải là một quả hồng mềm, không phải ai muốn bóp nát là có thể bóp được. Trên diễn võ đài lúc này trông vô cùng đẫm máu. Ba người nằm bẹp trên đài đều lọt thỏm trong những cái hố to, miệng trào máu không ngừng, thân thể từng đợt run rẩy, có lúc tỉnh nhưng dường như nhớ tới chuyện bị đập quá kinh hãi nên lại ngất đi, chủ yếu là cả ba đều cảm thấy rất đau, đau đến chết đi sống lại. Cá mè một lứa cả, Tư Không Kiếm Nam nhếch miệng cười khinh thường. Lời này không ai có thể phản bác, lúc trước đám người này đã bị nổ te tua thế mà vẫn không an phận. Tụ tập tìm người trả thù, nay chẳng những trả thù không được mà còn lâm vào tình cảnh thê thảm hơn trước, bị đập đến bán thân bất toại. Một trận thắng 30 vạn lượng, chậc chậc chậc. Lâm Tà tặc lưỡi liên tục, liếc nhìn xung quanh. Hắn ta cũng muốn tìm người khiêu chiến để kiếm một chút tiền. Trong lúc đang tìm kiếm, hắn ta liền tìm thấy Doãn Hồn. Doãn Hồn cũng đang theo dõi hắn ta, hai người này vừa gặp đã muốn đánh nhau rồi. Cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến, Doãn Hồn hừ lạnh, xoay người rời đi. Không phải hắn ta không muốn đánh mà là do hắn ta muốn bảo toàn thực lực, hắn còn mấy là bài tẩy chưa lật là vì muốn để dành cho ngày tỷ thí Tân Tông, trong số những đệ tử mới gia nhập Thiên Tông, ngoại trừ mấy kẻ không biết an phận như Nghiêm Khang và Vũ Văn Hạo thì ai cũng có suy nghĩ như Doãn Hồn cả, nếu như bây giờ bộc lộ thực lực quá sớm thì sẽ gặp bất lợi trong ngày tỷ thí Tân Tông. Đây cũng là những gì Lâm Tà đang nghĩ. Muốn đánh nhau thì còn phải chọn thời cơ tốt. Đồ Nhi. Đám người đứng xem còn chưa tản ra hết thì đã nghe thấy tiếng quát tháo, ngay lập tức đã có ba ngọn gió lớn từ xa nổi lên. Khí thế của cảnh giới địa tạng đỉnh phong quá mãnh liệt khiến cho hầu hết những đệ tử có mặt đều không đứng vững. Tất nhiên những người vừa tới chính là sư phụ của ba người đang bẹp dí trên đài. Nghe tin Đồ Nhi bị đập tơi tả, sư phụ lo lắng chạy tới nhưng đã quá muộn. Thực tế thì bọn họ đã lao tới đây rất nhanh, nhưng đại chiến lại kết thúc còn nhanh hơn thế. Cơ Ngân. Tiếng gầm giận dữ nhanh chóng vang vọng khắp diễn võ đài. Hắt xì hơi. Triệu Bân hắt xì một cái, nhất định đang có rất nhiều người mắng hắn. Ở bên cạnh hắn, Mục Thanh Hàn thỉnh thoảng liếc sang nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, nhìn sao cũng thấy tiểu sư đệ của mình chỉ là võ tu bình thường. Không ngờ hắn lại dũng mãnh như thế, có thể đập tơi tả cả ba tên cảnh giới huyền dương. Nếu như sư phụ biết thì nhất định sẽ rất vui, Mục Thanh Hàn cười nhẹ lẩm bẩm. Ít nhất thì hai đồ nhi của sư phụ xuống núi không bị ai làm cho xấu mặt. Không những không bị xấu mặt mà tiểu sư đệ còn khiến cho đỉnh tử tiêu hãnh diện. Đến đây, sư tỷ. Triệu Bân nắm trong tay một sấp ngân phiếu đưa cho Mục Thanh Hàn. Cũng không biết là nhiều hay ít, nhưng cũng khoảng hơn mấy vạn lượng. Người có tiền trong truyền thuyết chính là đây, rút ra một sấp ngân phiếu đưa cho người khác mà không cần phải đếm. Tiểu sư đệ, làm như vậy không được, Mục Thanh Hàn vội vàng từ chối. Người một nhà mà, sư tỷ khách khí làm gì? Triệu Bân mỉm cười,
đi nhanh vài bước rồi chạy về phía ngã ba đường. Mục Thanh Hàn muốn đuổi theo nhưng Triệu Bân đã phóng đi không thấy tăm hơi, nàng ta sững sờ mỉm cười ngốc nghếch, đi xem kịch còn được phát tiền nữa. Thật là một niềm vui bất ngờ, tiểu sư đệ của nàng ta quả thực là một người không tệ. Lúc trước hắn đã tặng cho nàng ta một khối tử lệ binh tinh, nghĩ đến khối tử lệ binh tinh đó nàng ta lại liền tăng tốc độ. Nàng ta phải nhanh chóng trở về tu luyện, cải thiện sức mạnh của bản thân nhiều nhất có thể để chuẩn bị cho ngày tỷ thí Tân Tông. Triệu Bân đã đi tới tàng kinh các. Huyền Sơn lão đạo vẫn đang nằm ngủ say sưa, thấy Triệu Bân đi vào thì chỉ khẽ nâng mi một cái rồi lại nhắm mắt ngủ, lười biếng cất giọng nói, chỉ cho phép xem, không được mang ra ngoài. Hiểu rồi. Triệu Bân quay lại đi về phía cầu thang dẫn lên lầu 2. Hắn còn chưa tới nơi thì hạt giống tạo hóa của hắn đã bắt đầu run rẩy, xác định bên trong có kỳ chân dị bảo. Vậy thì hắn cũng yên tâm. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống đọc bộ sách cổ mới tìm được. Nguyệt Thần đã từng nói nếu như không có việc gì làm thì nên đọc cho nhiều, sau này sẽ có ích lợi rất lớn, cho dù Nguyệt Thần không nói thì hắn cũng sẽ thường xuyên đến tàng kinh các đọc sách cổ. Sách cổ bên trong Thiên Tông có thể nói là muôn hình vạn trạng, bên ngoài không hề có những cuốn sách này, đây đều là do tổ tiên của Thiên Tông sưu tầm, bây giờ hắn đã bước vào Thiên Tông rồi, không có lý do gì để bỏ qua cả. Chỉ cho phép xem, không được mang ra ngoài. Cách một hồi lâu lại nghe thấy Huyền Sơn lão đạo nói một câu khác. Ông ta không nói với Triệu Bân mà là nói với một người khác. Người đó là U Lan. Sau khi xem xong trận khiêu chiến thì cô ta vẫn chưa trở về núi, cô ta cũng muốn tới tàng kinh các đọc sách. Nhìn thấy Triệu Bân, cô ta chỉ lịch sự gật đầu một cái, sau đó liền cầm lấy một cuốn sách cổ rồi bí mật xuất ra một khối tinh thạch ký ức, bí mật sao chép lại nội dung trong sách cổ. Đây là chuyện mà Thiên Tông tuyệt đối cấm, bởi vì bọn họ rất sợ bí pháp của Thiên Tông sẽ bị truyền ra ngoài, vất vả lắm mới có thể sưu tầm được số bí pháp này. Sao có thể dễ dàng để chúng bị truyền ra ngoài được? Chỉ có điều, trên có chính sách thì dưới cũng có đối sách. Vẫn có người có thể mang nội dung của sách cổ ở đây ra ngoài. Giống như U Lan vậy, cô ta không ngốc, còn biết dùng tới tinh thạch ký ức. Làm lén lút nên không người nào biết. Tuy nhiên, Triệu Bân có thiên nhãn cho nên có thể biết được. La Sinh Môn cũng có hứng thú với tàng kinh các của Thiên Tông sao? Triệu Bân lẩm bẩm, bất giác nghĩ rằng U Lan trà trộn vào Thiên Tông là để đánh cắp sách cổ trong tàng kinh các. Hắn không nhìn nữa, lại chăm chú lật xem sách cổ. Trong tàng kinh các rất hiền ắng, ngoại trừ Huyền Sơn lão đạo thì chỉ có hắn và U Lan. Âm thanh duy nhất vang lên chính là tiếng ngáy như sấm rền của Huyền Sơn lão đạo. Có nghe thấy chưa, chuyện Cơ Ngân ở trên diễn võ đài đấy. Cơ Ngân, cái tên đi cửa sau đó sao? Hắn dám lên diễn võ đài à? Đâu chỉ dám thôi đâu, ngay cả ba tên cảnh giới Huyền Dương cũng đều bị hắn đập tơi tả, tới mức ngay cả mẹ cũng không nhận ra được. Chuyện này, bên trong tàng kinh các yên ắng, còn bên ngoài thì lại rất náo nhiệt. Mới sáng sớm mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra trên diễn võ đài, khắp nơi ồn ào bàn tán, cái tên Cơ Ngân lúc này nổi tiếng nhất, tên nhóc đi cửa sau đến đây thế mà lại dám tiếp nhận khiêu chiến trên diễn võ đài. Đánh một trận thành danh. Có rất nhiều người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ chuyện hay ho đó. Cũng có rất nhiều người cảm thấy may mắn vì đã được chứng kiến từ đầu tới cuối. Trên đỉnh Tử Tiêu còn náo nhiệt hơn, sư phụ của ba người bị đánh tơi tả đã hùng hổ kéo nhau lên núi, đồ nhi của bọn họ bị đập tới bán thân bất toại, dù sao cũng phải đi đòi một lời giải thích. Kết quả là bọn họ bị Vân Yên bật chế độ hổ mẹ lên chửi xối xả. Chửi cay độc tới mức chó cũng phải sói đầu chảy máu. Tiếng ngáy ở tàng kinh các không biết đã ngưng lại từ lúc nào. Khi Triệu Bân nhìn lại thì Huyền Sơn lão đạo đã đứng ở ngay phía sau hắn. Lão già này thật giống như một bóng ma, ông ta lẳng lặng bước tới không gây ra một chút tiếng động nào khiến cho Triệu Bân giật mình thon thót, mà ông ta đứng đó cũng không nói lời nào, chỉ xoa xoa tay nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, cứ như thể hắn là một con khỉ. Nhóc con khá lắm, cả ba đệ tử cảnh giới Huyền Dương đều bị ngươi đập tơi tả. Huyền Sơn lão đạo tặc lưỡi, ông ta suốt ngày ở trong tàng kinh các nhưng lại nắm bắt tin tức rất nhanh, ở diễn võ đài diễn ra chuyện hay ho ông ta tất nhiên không thể không biết, ngay lập tức không ngủ nữa mà chạy lên xem thử cái tên tiểu bối cảnh giới chân linh này.
Một chân linh thu phục ba huyền dương, Triệu Bân đúng là rất phi thường. Sao lúc trước ông ta không nhận ra nhỉ? Nếu như ông ta thu nhận tên nhóc này và rèn luyện hắn thì hắn nhất định sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Không nhận ra là đúng rồi. Nếu như nữ soái Xích Diễm có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ nói câu đó, hoặc có thể nói người như ông ta không có cảnh giới chuẩn thiên thì mắt nhìn người cũng chẳng ra làm sao, người mà nguyên soái ta nhìn chúng còn có thể tầm thường được sao? Chỉ là may mắn thôi, Triệu Bân mỉm cười nói. Ta đã đánh giá sai rồi, Huyền Sơn lão đạo lẩm bẩm. Trưởng lão, ông biết Đan Phượng Phù Dung bị nhốt ở đâu không? Triệu Bân trầm giọng hỏi. Tại sao lại có nhiều người hỏi ta về người đó như vậy chứ? Huyền Sơn lão đạo vừa nói vừa lấy ra bầu rượu. Còn có ai hỏi nữa sao? Triệu Bân bất giác hỏi. Thi Nguyệt của đỉnh Ngọc Tâm, Thanh Giao của đỉnh Lạc Hà, Lâm Tà của đỉnh Thiên Cực, Huyền Sơn lão đạo nhấp một ngụm rượu rồi nói, sau đó còn nói thêm, ngươi là người thứ tư. Triệu Bân trầm mặc, không nhịn được mà thoáng liếc mắt sang chỗ khác, hắn dường như có thể nhìn thấy bóng lưng của U Lan qua các dãy giá sách. Thi Nguyệt mà Huyền Sơn lão đạo nói tới chính là U Lan giả danh để vào Thiên Tông, tại sao cô ta lại hỏi về mẹ của hắn, còn có Lâm Tà và Thanh Giao nữa, tại sao bọn họ lại hỏi, chẳng lẽ là vì giao tình trước đây hay sao? Phù Dung không phải người bình thường, nên bớt hỏi về người đó đi, Huyền Sơn lão đạo chậm rãi nói. Vậy thì người đó rốt cuộc bị nhốt ở đâu chứ? Triệu Bân vừa lật xem sách cổ vừa cố ý buột miệng hỏi một câu. Nhìn như không thèm quan tâm nữa nhưng kỳ thực là rất quan tâm, chẳng qua hắn sợ Huyền Sơn lão đạo sẽ nhìn ra manh mối mà thôi. Có quỷ mới biết, Huyền Sơn lão đạo nhún vai, xoay người rời đi. Triệu Bân lại im lặng, trong lòng nghi hoặc. Mẹ của hắn có liên quan đến bí mật gì mà ngay cả nơi giam giữ bà ấy cũng được xếp vào hàng tuyệt mật, ngay cả cảnh giới địa tạng đỉnh phong như lão Trần Huyền và lão Huyền Sơn cũng không hề biết. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tử Y Hầu chính là thống soái Hoàng Ảnh Vệ, lão chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế, nếu như lão muốn che giấu thì ngay cả người đứng đầu Thiên Tông cũng không có quyền can thiệp, lúc này hắn có đi hỏi trưởng giáo Dương Huyền Tông cũng chưa chắc ông ta biết được điều gì. Rốt cuộc là ở đâu, Triệu Bân lẩm bẩm. Thật lâu sau hắn mới thôi không suy nghĩ nữa, dù cho có hỏi thêm cũng vô ích, cho dù hắn có biết mẹ của mình bị nhốt ở đâu thì hắn cũng không vào được, sợ là chưa kịp nhìn thấy mẹ thì đã bị giết mấy trăm lần rồi. Trong một thế giới kẻ mạnh làm vua thì hắn phải nói chuyện bằng nắm đấm của mình. Nghĩ đến đây, hắn đặt cuốn sách cổ xuống và im lặng rời đi. Điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này là nâng cao thực lực. Ngay cả cảnh giới Huyền Dương cũng chưa đột phá được thì làm sao cứu mẹ, làm sao báo thù. Hắn ta còn quá yếu để manh động với đám quái vật ngoài kia. Sau khi rời khỏi tàng kinh các, hắn liền đi thẳng tới cửa hiệu lâu đời. Đi được một đoạn xa thì hắn liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang tới gần. Đó chính là Liễu Như Nguyệt, cô ta đang đi về hướng này, chắc là muốn tới tàng kinh các. Ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Chưa từng gặp qua. Chỉ nói với nhau mấy câu đơn giản, hai người liền lướt qua nhau. Cô ta hỏi rất lạnh lùng, còn hắn thì cũng trả lời rất thẳng thừng. Những chuyện lúc trước. Bất kể là không dành thế sự hay giận dữ phát hận thì nhân quả của hai người cũng đã hóa giải xong từ lúc ở trong Huyễn Vụ U Lâm rồi, hắn cứu Liễu Như Nguyệt một mạng cũng xem như là đã trả lại cho cô ta ân tình trong vụ hôn sự thay cột đổi xà trước kia. Đúng vậy, đối với hắn thì hôn sự thay cột đổi xà kia chính là chuyện tốt, nếu như không phải Liễu Như Nguyệt đẩy Liễu Tâm Như lên kiệu hoa thì sẽ không có lời cầu nguyện chín đời chín kiếp, Nguyệt Thần cũng không tỉnh dậy và cũng sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Triệu Bân đã đi càng lúc càng xa. Liễu Như Nguyệt cũng có nhìn lại một lúc, đôi lông mày xinh đẹp của cô ta khẽ cau lại, cô ta vốn là thiên kiêu chi nữ, đã quá quen với việc tỏ thái độ cao cao tại thượng, không thể chịu đựng được cảnh người khác lãnh đạm đối với mình. Cái tên tiểu võ tu đi cửa sau này chỉ dựa vào việc bản thân đánh bại ba tên cảnh giới Huyền Dương mà đã không biết trời cao đất rộng, nghĩ mình thiên hạ vô địch rồi hay sao? Cô ta nghĩ mình chỉ cần một tay cũng đủ xử lý cái tên cơ ngân này. Cô ta không nhìn theo hắn nữa, lại đi thẳng tới tàng kinh các. Nhà đầu, sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ, thấy Liễu Như Nguyệt, Huyền Sơn lão đạo cười nói. Rất khỏe, tạ ơn sư bá quan tâm, Liễu Như Nguyệt mỉm cười nói, nhẹ nhàng bước vào.
Nha đầu này có thể tiến vào nhóm 10 đệ tử đứng đầu, thậm chí còn có thể tiến vào nhóm 5 đệ tử đứng đầu, nhìn theo bóng lưng của Liễu Như Nguyệt, Huyền Sơn lão đạo vuốt râu, ông ta rất xem trọng Thiên Linh Thể, trong đám đệ tử mới của Thiên Tông, Thiên Linh Thể chắc chắn có thể cầm cờ đi trước, nhưng tất nhiên vẫn chưa thể so sánh được với Sở Vô Xương, người của Sở gia đều là yêu nghiệt, giống như nữ soái Xích Diễm cùng với lão tổ Sở gia vậy. Nhìn thấy Liễu Như Nguyệt đi vào, U Lan cũng quay đầu lại một lúc. Sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta lại hiện lên một tia sát ý. Ám sát Thiên Linh Thể cũng là một trong những nhiệm vụ của cô ta khi tiến vào Thiên Tông. Hiện giờ xem ra nhiệm vụ này có vẻ hơi khó khăn. Đối chiến trực diện cô ta đúng là không thể đánh lại Liễu Như Nguyệt. Đến rồi sao? Đến rồi. Ngươi lại đây cho ta. Triệu Bân vừa bước vào cửa hiệu lâu đời thì đã bị lão Trần Huyền tóm lấy. Lão già râu ria xồm xoàm, mặt mày u ám. Hôm qua nghiên cứu Xuân Cung đồ bị Vân Yên làm cho chết khiếp, dù sao ông ta cũng phải tìm người chút giận. Ông làm như ta không bị đánh vậy. Triệu Bân sờ sờ mặt, giờ phút này nghĩ đến vẫn còn rất đau. Tính ra hắn còn thảm hơn so với lão Trần Huyền, bị treo trên cây hết một ngày một đêm. Hàng đâu, lão Trần Huyền vuốt râu nói. Tiền đâu, Triệu Bân thuận miệng đáp một câu. Thứ mà một già một trẻ đang trao đổi với nhau hiển nhiên là Xuân Cung Đồ, nhưng hai người giống như hắc bang đang giao dịch với nhau vậy, các đệ tử đi ngang qua đều vò đầu không hiểu, cái gì mà hàng đâu. Hàng gì? Tất cả đều ở đây, Triệu Bân lấy ra một đống bức họa, những thứ mà hắn nghiên cứu đều đã bị Vân Yên tịch thu, may là hắn vẫn còn đồ cất giữ, nếu không lấy hết ra đây thì sẽ còn hao tổn thêm nữa. Trẻ nhỏ dễ dậy, lão Trần Huyền lấy ra một xấp ngân phiếu rồi chụp lấy đống bức họa kia, động tác nhanh chóng không thừa thải, tối nay nhất định ông ta lại có một đêm không ngủ. Triệu Bân bước sâu vào trong, lựa chọn trên giá. Người đánh nhau ở diễn võ đài đúng là kiếm được không ít tiền nha. Lão Trần Huyền cũng giống như hôm qua, xách theo bầu rượu đi theo sau lưng Triệu Bân. Phải để mắt tới Triệu Bân, tên này rất có tiềm năng ăn trộm. Thường quá. Triệu Bân cầm lấy một viên linh châu rồi vừa nhìn vừa thản nhiên nói, Trần Huyền liếc mắt nhìn một cái, viên linh châu có giá 60 vạn lượng mà ngươi bảo là thường. Ông có sắt ô sa không? Triệu Bân hỏi, hắn tới đây là để tìm sắt ô sa, nó là vật liệu chính để đúc nên xe nỏ, hắn cần có số lượng lớn. Cái gì cũng có, lão Trần Huyền ngáp một cái rồi nói, 1000 lượng một cân. Có thể giảm giá không? Mua trên 100 cân thì tính ngươi 800 lượng. Được, Triệu Bân đồng ý, mua liền 30 vạn lượng. Có tiền có khác, lão Trần Huyền nhếch miệng tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc này thật kỳ lạ. Hôm trước mua đá nam châm cũng mua vài trăm cân, hôm nay mua sắt ô sa cũng mua tận 30 vạn lượng. Những thứ mà hắn mua dường như chẳng liên quan gì đến việc tu luyện võ đạo cả. Đợi ở đó. Lão Trần Huyền xoay người đi vào trong, bắt đầu lấy hàng. Triệu Bân ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi, hắn lấy rất nhiều đồ tốt trên giá hàng rồi đẩy hết vào trong không gian của chiếc nhẫn ma, toàn là những thứ không dễ thấy và không hề rẻ. Theo hắn thì mình đã mua cho lão Trần Huyền nhiều hàng như vậy, dù sao cũng phải có hàng tặng kèm, không làm phiền đến ông ta, hắn sẽ tự đi lấy. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Đệ tử của cô ta quả thật có tiềm năng làm ăn trộm, đúng là người phải biết tự học mới có thể thành tài. Lão Trần Huyền nhanh chóng quay lại với 30 vạn lượng sắt ô sa nằm trong một lá bùa chữ vật, ông ta nói lá bùa chữ vật này coi như là tặng kèm cho Triệu Bân. Triệu Bân nhìn lướt qua rồi cất hết vào trong túi, sau đó còn hỏi, ông có bí tịch nào không? Kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, cái gì cũng có, lão Trần Huyền lại nói, sau đó nhanh chóng kiểm tra trên giá hàng coi có mất món gì hay không. Mấy cái lọ kia sao lại hết rồi? Ta không cần những thứ đó, ông có bí tịch nào liên quan tới thiên nhãn không? Triệu Bân hỏi. Chấm. Bí kíp liên quan đến thiên nhãn. Lão Trần Huyền nghe xong thì chau mày, ánh mắt tỏ vẻ kỳ lạ. Tên nhóc này toàn cần mấy thứ kỳ quái khiến ông ta không thể không cho rằng Triệu Bân có thiên nhãn. Ông ta lại liếc nhìn Triệu Bân, đặc biệt là đôi mắt của hắn, ông ta muốn xem thử liệu đó có phải là đồng tử đặc biệt không? Người bình thường sẽ không mua bí kíp liên quan đến thiên nhãn, vì dù cho có mua thì
cũng không học được. Bí thuật kiểu này chỉ có người sở hữu thiên nhãn mới tu luyện được. Nhưng ông ta nhìn đến mười mấy giây mà vẫn không phát hiện ra được gì, càng không thể xác định cái tên tiểu võ tu này có thiên nhãn thật hay không. Vì vậy mới nói, tầm mắt là thứ rất đáng quý. Nữ soái Xích Diễm người ta vừa nhìn là ra ngay, tầm mắt của Địa Tạng đúng là rất ghê gớm. Nhóc con, có phải ngươi có thiên nhãn không? Lão Trần Huyền hỏi. Có, Triệu Bân không giấu giếm, vì chắc chuyện đó cũng không thể giấu được. Có thật à, mắt Lão Trần Huyền sáng lên, ông ta hỏi tiếp, có năng lực đặc biệt gì không? Nhìn xuyên thấu. Khả năng đó không tồi. Lão Trần Huyền vừa nói vừa bất giác bụng háng. Nhưng dù có bụng lại thì cũng không có tác dụng gì, ngay từ lúc ông ta vừa mới quay về thì Triệu Bân đã nhìn thấu hết cả rồi. Có hay không, Triệu Bân lại hỏi. Có. Lão Trần Huyền vừa nói vừa lấy một lá bùa đựng đồ trong người ra. Là bùa đựng đồ cấp cao, dùng 7-8 lần không thành vấn đề, ông ta tìm được trong một quyển sách cổ. Ông ta vẫn chưa kịp giới thiệu thì Triệu Bân đã nhận lấy, háo hức lật xem. Sau khi hắn xem xong thì lại nhét trả lại cho Lão Trần Huyền. Đấy là một quyển bí kíp huyễn thuật thiên nhãn, vấn đề là hắn đã thông thạo huyễn thuật rồi. Sao thế, thiên nhãn của ngươi còn có thể tạo huyễn thuật à, Lão Trần Huyền nhích mày. Còn loại khác không, Triệu Bân ho gượng, ngoại trừ nhìn xuyên thấu và huyễn thuật ra. Chỗ ta thì hết rồi. Lão Trần Huyền cất sách cổ vào rồi nói tiếp, nhưng Lão Phu biết ai có đấy. Ai, Triệu Bân vội hỏi. Con nhóc Thanh Giao của núi Lạc Hà. Thanh, Giao, lần này thì đến lượt Triệu Bân trao mày. Hắn hơi ngạc nhiên, Thanh Giao chuyên tu cầm pháp mà lại có bí tịch liên quan đến thiên nhãn. Hắn nghĩ vậy rồi lặng lẽ quay người đi. Chỗ của ta vẫn còn bí thuật khác, không xem thử sao. Kiếm pháp, trưởng pháp. Phòng ngự, tấn công, thứ gì cũng có, Lão Trần Huyền ở đằng sau gọi, nếu cần thì Lão Phu có thể bán rẻ cho. Nói đến làm ăn thì lão già này cũng biết quảng cáo lắm. Triệu Bân phất tay rồi bước ra khỏi cửa hàng lâu đời, nói về trưởng pháp, hắn đã có uy long trưởng, sức mạnh khủng khiếp. Nói đến kiếm pháp, hắn đã luyện được phong lôi kiếm quyết với khả năng hủy diệt tàn khốc. Nói đến bí thuật phòng ngự, hắn có thiên cang hộ thể, nhiều đó dư để dùng rồi. Bí pháp sóng âm hổ gầm long ngâm cũng đủ mạnh, về bí thuật thân pháp thì hắn có bước phong thần, tốc độ nhanh như gió, đánh cự ly gần thì hắn lại có đấu chiến thánh pháp, chuyên lấy cương khắc cương. Vì vậy, học nhiều quá cũng chưa chắc tốt. Sau khi hắn ra khỏi cửa hiệu lâu đời thì phóng thẳng đến núi Lạc Hà, thầm nghĩ, nên làm thế nào để lấy được bí kíp thiên nhãn, dùng thân phận cơ ngân để xin hoặc mua thì e là Thanh Giao sẽ không bán. Dùng thân phận Triệu Bân thì sao? Tên nhóc này, cũng giữ dần đấy. Dù có giữ hơn nữa thì hắn cũng chỉ là cấp chân linh, còn là đệ tử vào bằng cửa sau nữa. Nếu đánh với ta thì ta sẽ đánh chết hắn bằng một chưởng. Trên đường đi, Triệu Bân gặp khá nhiều đệ tử, người thì tu hành dưới gốc cây, người thì ngồi xếp bằng hít thở trên đá. Từ xa những đệ tử này đã nhìn thấy Triệu Bân, đương nhiên có không ít kẻ chỉ trỏ, hắn đã trở thành người nổi tiếng từ trận đấu võ đài. Về giọng điệu ấy à, có người kinh ngạc, có người thắc mắc nhưng cũng có người khinh miệt. Ánh mắt Triệu Bân rất điềm tĩnh, hắn đi qua như một cơn gió. Người khác không chọc đến hắn thì đương nhiên hắn cũng sẽ không kiếm chuyện. Ở ngã rẽ lưng núi, hắn lại gặp một dáng người quen thuộc, tiếng niệm Phật vang lên, mùi hương của cô gái đan xen theo mùi khói lửa, trên tay cô ta còn đeo một chuỗi tràng hạt, một nhân vật không tầm thường. Không cần nói, đó chính là Bát Nhã. Vị sư đệ này, phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó? Nụ cười của Bát Nhã hiền từ và trong sáng, không có chút gì vấy bẩn. Chưa từng gặp. Triệu Bân lạnh lùng trả lời, hắn lặp lại những lời đó một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước qua. May mà đây là Thiên Tông. Nếu như là thế giới bên ngoài thì sẽ không đơn giản là nói một câu vậy thôi đâu. Hắn sẽ đàm luận nhân sinh thế đạo đàng hoàng với cô gái nhà Phật này. Nhà Phật nói nhân quả mà. Nhưng sự từ bi của Bát Nhã đã làm rối loạn luật nhân quả của người khác. Lúc Triệu Bân dừng lại thì hắn đã đứng dưới đỉnh núi treo leo, kích thước của nó tương đương với đỉnh Tử Trúc,
Điểm khác biệt là ngọn núi này có mây màu lượn lờ giống như khoác lên cho nó một tấm áo tiên nhiều màu, kết hợp với hai con hạc trắng bay trên mây nữa, khiến người ta bất giác nghĩ rằng đấy là tiên cảnh. Đấy là đỉnh Lạc Hà, chủ nhân tên là Lạc Hà, trưởng lão đời chữ Huyền. Triệu Bân liếc nhìn rồi trèo lên, trên núi có rất nhiều mây màu bao phủ. Lúc lên đến đỉnh núi, đập vào mắt hắn là bóng một người đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đấy là Thanh Giao. Ngoài cô ấy ra còn có sư phụ của cô ấy là Lạc Hà đang ngồi trong đình nghỉ mát đọc sách cổ. Ế! Thanh Giao đột nhiên mở mắt ra, cô ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Bân. Giống như lần đầu tiên gặp gỡ, Triệu Bân khiến cô ấy có cảm giác rất quen thuộc. Bái kiến sư thúc. Triệu Bân rất lễ phép, từ xa đã đứng lại, hành lễ với Lạc Hà. Nhóc con, sao lại chạy đến núi Lạc Hà của ta thế này? Lạc Hà mỉm cười, nhẹ nhàng lật sách mà đọc. Thanh Giao thắc mắc thì ông ta cũng vậy, Triệu Bân là người nổi tiếng, sao ông ta có thể không biết hắn? Sau khi ông ta nghe chuyện ngày hôm nay thì cũng có cái nhìn khác về Triệu Bân, không ngờ hắn đã đập tàn phế ba cao thủ cấp Huyền Dương bị thương nặng chỉ trong một trận. Muốn tìm sư tỷ Thanh Giao nói chuyện chút ạ, Triệu Bân mỉm cười. Nói chuyện đi. Lạc Hà không nhìn hắn nữa, tiếp tục xem sách cổ. Ông ta là một tiền bối đức độ, tuyệt đối sẽ không nghe lén. Tìm ta, Thanh Giao đã đứng dậy. Triệu Bân bước tới trước, liếc nhìn Lạc Hà rồi mới nhỏ tiếng nói, nghe nói sư tỷ Thanh Giao có một quyển bí tịch về thiên nhãn, có thể cho sư đệ xem chút không? Ta sẽ không xem không đâu, hoặc là, ta sẽ mua. Sao ngươi biết ta có bí kíp thiên nhãn? Thanh Giao mỉm cười hỏi. Ta nghe được ở cửa hiệu lâu đời, Triệu Bân cười he he. Ngươi có thiên nhãn sao? Thanh Giao nói bằng khẩu hình miệng. Triệu Bân không trả lời, cũng không giấu giếm, chỉ khẽ gật đầu. Đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi, Thanh Giao mỉm cười là nhẹ nhàng nói. Giá cả có thế thương lượng, Triệu Bân mỉm cười, vò hai tay lại với nhau đàm phán. Không bán. Đừng mà. Thật thà trả lời ta một vấn đề thì còn có cơ hội thương lượng, Thanh Giao mỉm cười nhìn Triệu Bân. Sư tỷ cứ hỏi. Phải chăng ta và ngươi đã từng gặp ở đâu rồi không? Quả nhiên, không vượt ngoài dự đoán của Triệu Bân, vẫn là vấn đề đó. Hôm nay hắn đã nghe câu này ba lần rồi, Liễu Như Nguyệt đã hỏi một lần, Bát Nhã hỏi một lần. Thanh Giao nhìn thẳng vào hắn, chỉ chờ một câu trả lời, nếu như Triệu Bân nói dối thì khó mà qua được mắt cô ấy. Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi lại khẽ gật đầu. Đã gặp ở đâu? Thanh Giao gạn hỏi tiếp. Thành Vong Cổ. Là ngươi thật sao? Thanh Giao tiến lên một bước, ôm lấy Triệu Bân. Không cần phải nói gì thêm, chỉ cần ba chữ Thành Vong Cổ thì đã có đáp án rồi. Cô ấy vừa ôm đúng lúc Lạc Hà liếc mắt lại nhìn, ông ta không cầm vững tách trà trên tay nữa. Không phải là đang nói chuyện sao? Sao lại ôm nhau rồi? Tên nhóc đó không phải đến để nói chuyện mà là đến cua gái mà. Ông ta lại nhìn sang đồ đệ của mình thì thấy cô ấy đã rưng rưng nước mắt. Nhất định giữa hai người họ có chuyện gì đó mà kẻ khác không biết. Hỗn xược. Lạc Hà không nói gì nhưng lại có tiếng hét lên từ một hướng khác. Là Vệ Xuyên, cũng là đệ tử của Lạc Hà, hắn ta vừa lên núi thì đã nhìn thấy cảnh đó. Cơ Ngân hay lắm, gan to quá mà. Vệ Xuyên hét lớn, tiến về trước với khí thế hùng hồn. Thanh Giao không chỉ là sư muội của hắn ta mà còn là một trong số những lốp dự phòng của hắn ta. Đương nhiên, chỉ là do hắn ta tự cho là vậy thôi. Đối tượng tốt nhất trong lòng hắn ta vẫn là Thể Thiên Linh, nếu như thật sự không thể theo đuổi được người có Thể Thiên Linh thì đành chọn một trong số những lốp dự phòng còn lại, một chân đạp đến mấy chiếc thuyền vẫn được thôi. Hắn ta điển trai, phong độ, khí khái như vậy. Nếu như không đạp thêm vài chiếc thuyền thì thật có lỗi với khuôn mặt khôi ngô của mình. Bây giờ, lốc dự phòng của hắn ta ôm một đệ tử nam khác. Hơn nữa, còn là Cơ Ngân, đệ tử dùng quan hệ vào tông môn thì sao hắn ta có thể nhịn được? Cảm giác đó, giống như một bức tranh đẹp bị vấy bẩn. Sư huynh, huynh làm gì thế? Thanh Giao nhận ra mình đã quá đà thì vội buông tay, tiến lên chặn trước người Triệu Bân. Dám đến núi Lạc Hà dở trò lưu manh, muốn chết mà. Vệ Xuyên hừ một tiếng lạnh lùng,
không quan tâm đến Thanh Giao, chỉ nhìn Triệu Bân chằm chằm. Triệu Bân không nói gì, ánh mắt đã nói lên tất cả. Ngươi bị mù à? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta dở trò lưu manh hả? Sư muội tránh ra. Vệ Xuyên lạnh lùng hừm lên, đẩy Thanh Giao ra rồi đưa tay lên trưởng Triệu Bân. Dừng tay, Lạc Hà lạnh lùng nói. Ông ta có mặt ở đó, cơ ngân của đỉnh tử trúc thật sự không có dở trò lưu manh. Sư phụ, hắn. Được rồi, Lạc Hà khẽ nói, tự về tu luyện đi. Sư phụ, con ra ngoài một chuyến ạ, Thanh Giao chắp tay hành lễ. Lạc Hà vẫn chưa lên tiếng thì cô ấy đã kéo Triệu Bân đi mất rồi. Cô ấy không để ý đến Vệ Xuyên, lúc nãy hắn ta đã đẩy cô ra rất thô lỗ. Sư thúc, đệ tử cáo lui, Triệu Bân cười gượng rồi bị Thanh Giao kéo đi. Các ngươi! Vệ Xuyên nói không nên lời, suýt lớn tiếng chửi thề. Bao nhiêu năm nay, kể từ khi vào Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn ta bị làm lơ như thế. Mẹ nó, không ngờ tiểu sư muội nhà mình lại ăn cây táo rào cây sung như thế. Còn cả sư phụ nữa, không ngờ ông ta lại không nói gì, thật tức quá đi mất. Tất cả đều tại ngươi. Hắn ta nghiến răng, ngươi trong lời của hắn là Triệu Bân. Hắn mất mặt như thế đều là do tên tiểu võ tu đó. Ta biết là ngươi sẽ đến mà. Lúc bước trên bậc thang xuống núi, 10 ngón tay của Thanh Giao đan chặt vào nhau, cô ấy cúi đầu, mắt rũ xuống giống như một cô vợ e thẹn, mặt cũng ửng đỏ lên, cái ôm ban nãy thật sự quá sỗ sàng. Chủ yếu là vì quá kích động, cô ấy chưa từng nghĩ là Triệu Bân lại dịch dung vào được Thiên Tông. Hơn nữa, còn là dịch dung cấp bậc cao cấp như thế, đến cả Nghiêm Khang có thiên nhãn cũng không thể nhìn ra được kẽ hở nào. Còn về phần cô ấy, đương nhiên là dựa vào cảm giác rồi. Từ xưa đến nay, giác quan thứ 6 của phụ nữ đều rất chuẩn. Trước đây, lúc Triệu Bân lên đài thi đấu, cô ấy cũng từng xem, bản thân còn thắc mắc, sao một cấp chân linh lại có thể đánh cho 3 tên cấp huyền dương tàn phế được, bây giờ thì cô ấy đã không còn thấy kỳ lạ nữa. Với thực lực của Triệu Bân thì đừng nói gì đến 3 tên cấp huyền dương, dù là 30 tên cỡ như Nghiêm Khang cũng không là gì. Huyết hải thâm thù, sao có thể không đến được chứ, Triệu Bân nở nụ cười kiên cường. Thanh Giao nghe mà thấy xót xa. Đúng vậy, huyết hải thâm thù mà, phụ thân bị ép chết, mẫu thân bị bắt đi. Một gia đình êm ấm bỗng dưng phải tan đàn xẻ nghé, Triệu Bân là con trai, sao có thể không đến được. Chính vì Triệu Bân đã đến đây nên cô ấy mới thấy lo lắng hơn. Vào Thiên Tông thì mới biết ai ép chết Triệu Uyên, mới biết ai đưa Phù Dung đi. Đấy là Tử Y Hầu, thống soái của Hoàng Ảnh Vệ, sư đệ của Đại Hạ Hồng Uyên, cao thủ cấp chuẩn thiên đích thực. Ở vương triều Đại Hạ, kẻ này cũng chỉ nghe lệnh của Hoàng đế, muốn tìm lão báo thù cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với Hoàng đế, với Hồng Uyên, với cả Đại Hạ. Một mình hắn thì làm gì được mấy nhân vật lớn đó? Vợ của ngươi đâu? Một lúc lâu sau mới nghe Thanh Giao lên tiếng. Vẫn còn ngủ say, Triệu Bân trả lời, liếc nhìn Nhẫn Ma, không lâu nữa, nửa tháng sau đã là tỷ thí Tân Tông, hắn sẽ thi đấu và nhất định sẽ giành được tỉnh thần đan. Hy vọng nàng ấy sớm tỉnh lại. Thanh Giao mỉm cười, cô ấy đã lấy quyển bí kíp thiên nhãn ra. Nếu như đây đã là Triệu Bân thì làm gì có chuyện mượn hay mua nữa, đương nhiên là cho không rồi. Ba chữ thành vong cổ đó còn quý hơn cả núi vàng núi bạc. Đa tạ. Triệu Bân không chối từ, nhận lấy bí kíp thiên nhãn rồi nhét cho Thanh Giao một viên tinh thạch. Đây là, tử lệ binh tinh sao, Thanh Giao kinh ngạc. Con gái thành chủ đương nhiên cũng có kiến thức hơn người, cô ấy thật sự nhận ra thứ đó, là bảo bối tôi luyện binh khí. Chỉ một viên nhỏ đó thôi, dù có bán 50 vạn thì cũng có người dành nhau mua. Thứ này quý giá quá, ta không thể nhận, Thanh Giao vội đẩy trả lại. Ta vẫn còn, Triệu Bân mỉm cười và nói. Thanh Giao không thể chối từ, cuối cùng cũng nhận lấy. Chắc đây là lần đầu tiên Triệu Bân chính thức tặng quà cho cô ấy. Hai người cùng nhau xuống núi, cũng không biết đi về đâu, giống như hai du khách, đi xuyên qua núi. Đồng hương gặp nhau mà, đương nhiên là có nhiều chuyện để nói rồi. Nhìn từ phía sau thì thật sự rất xứng đôi. Trên đường đi họ gặp rất nhiều đệ tử, ai nấy đều tỏ ra tò mò thắc mắc,
sao cơ ngân của đỉnh Tử Trúc lại đi cùng với thanh giao của đỉnh Lạc Hà. Hơn nữa còn nói cười cười suốt dọc đường, nhìn sao cũng giống một đôi tình nhân. Rất nhiều người còn thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi Triệu Bân nữa. Cái tên đi cửa sau này không chỉ đánh giỏi mà cô gái cũng xuất sắc. Đến gần tối thì Thanh Giao mới quay về đỉnh Lạc Hà, thường ngày hiếm khi thấy cô ấy cười mà hôm nay thì mặt mày rạng rỡ hẳn. Hiện tại cả hai đều ở Thiên Tông, hơn nữa hai núi cũng cách nhau không xa, rảnh rỗi có thể đến chơi. Triệu Bân cũng đã rời khỏi, đi dạo hết một ngày, giờ thì phải chạy thẳng về đỉnh Tử Trúc. Nhưng lúc đến ngã rẽ ở lưng núi, một người nhảy ra chặn đường hắn, đấy là Vệ Xuyên. Mặc dù hắn ta nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp trông lãng tử nhưng trên miệng lại nở nụ cười thâm hiểm. Ban ngày, khi ở đỉnh Lạc Hà, có sư phụ ở đó nên hắn ta không dám sắc sược, còn ở đây, không ai quản hắn ta nữa, vậy thì mọi chuyện phải tùy ý hắn ta thôi. Hắn ta cần phải đánh cho tên tiểu võ tu này tàn phế mới được, hắn ta không vô dụng như Ngụy Đằng, đánh một tên cấp chân linh thì chỉ cần một chưởng là đủ rồi. Chào sư huynh, trùng hợp thế, Triệu Bân lạnh lùng chào. Ngươi được lắm, phụ nữ của ta mà cũng dám động vào, Vệ Xuyên lạnh lùng đáp lại. Thể diện là thứ tốt, Triệu Bân trả lời lại. Ở đâu ra mà người phụ nữ của ngươi chứ? Thanh Giao người ta đâu có nói như vậy. Hơn nữa, chẳng phải người ngươi theo đuổi là Thể Thiên Linh sao? Sao lại bắt cá hai tay thế? Muốn chết mà. Vệ Xuyên lạnh lùng hừm lên, trưởng về phía hắn. Soạt. Triệu Bân vẫn chưa ra tay thì một thứ gì đó, không rõ là gì từ sau lưng hắn bay đến, lướt qua tai Triệu Bân, đập lên trán Vệ Xuyên một cách chuẩn xác khiến hắn ta không kịp trở tay. Đòn tấn công của hắn ta cũng theo đó mà dừng lại vì vật lạ đó được ném quá mạnh, đánh đến đầu óc hắn ta cứ ù ù lên. Hơn nữa, vật lạ này không phải là tảng đá hay cục gạch mà là một khúc xương gà vẫn còn dính thịt. Sở dĩ nó có uy lực như vậy là vì nó được bọc bởi một lớp chân nguyên và cũng bởi người ném nó có thực lực cực mạnh. Vệ Xuyên, sao tính tình ngươi vẫn thế hả? Chuyên ức hiếp kẻ yếu. Tiếng mắng vang lên, hung thủ ném xương gà đã xuất hiện, người ngợm lôi thôi, trông rất tùy tiện. Đáng nói là, mái tóc rẽ ngôi giữa đúng chuẩn đó trông rất giống Hán Gian. Không sai, đấy là Tô Vũ đệ tử lâu năm của Thiên Tông. Trước đây Triệu Bân đã gặp hắn ta ở Tàng Kinh Các, hắn ta còn mượn tử ngọc của Triệu Bân để xem thử, đến giờ Triệu Bân vẫn nhớ như in nụ cười dung tục đó. Tô Vũ, lại là ngươi, Vệ Xuyên liền nghiến răng. Sao hả, muốn tìm ta luyện vài chiêu hả, Tô Vũ uống một ngụm rượu. Tô Vũ vừa nói ra câu đó thì Vệ Xuyên lập tức rụt cổ lại ngay. Nhịn một chút vẫn tốt hơn, đỡ bị ăn đòn. Nếu như phải đánh nhau thật thì Tô Vũ có thể đập chết hắn ta luôn ấy chứ. Ngươi hãy đợi đấy. Vệ Xuyên lập tức quay đi, trước khi rời khỏi đó còn không quên buông lời dọa dẫm Triệu Bân. Chưa xong, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hắn ta nhất định phải tìm lại mặt mũi, không đánh cho Triệu Bân tàn phế thì chưa xong được. Tiện thể hắn ta cũng thầm mắng Tô Vũ một trận. Sớm không đến, muộn không đến, cứ chọn vào lúc này, làm hỏng chuyện tốt của ông đây. Trên thực tế, may mà Tô Vũ đến. Nếu không thì hôm nay hắn ta thật sự bị ai kia đánh cho tàn phế rồi. Đừng sợ, sau này ca sẽ che chở cho ngươi. Tô Vũ hất tóc, mái tóc rẽ giữa thật sự rất nổi bật. Vậy thì đa tạ sư huynh, Triệu Bân mỉm cười và định bỏ đi. Đừng đi, Tô Vũ kéo Triệu Bân lại và nói, nào, giúp ca một chuyện. Chuyện gì cơ? Ca để ý một cô gái. Giúp ca gửi bức thư tình đi. Tự gửi đi. Ngại lắm mà, Tô Vũ cười hí hí. Triệu Bân nghe đến chữ ngại thì liếc mắt nhìn đối phương. Vẻ mặt dâm tà, à không, vẻ mặt nhiệt tình nhiệt liệt khi cầm tử ngọc hôm trước đâu rồi. Giúp ta chạy chân một chuyến, lúc về ta mời người uống rượu, Tô Vũ vừa nói vừa kéo Triệu Bân đi mà không cần biết hắn có đồng ý không, sau đó còn tiện thể lấy thư tình ra và mở cho Triệu Bân xem. Chắc đây là một bức thư tình. Triệu Bân nhìn thấy thì thầm lẩm bẩm trong miệng, không khỏi nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt khác. Cái tên trông giống Hán Gian này mà lại biết thơ thẩn, tình tứ đến thế à? Có điều nét chữ nguệch ngoạc cứ như được viết bằng chân. Tài viết lách của ca ổn đấy chứ, Tô Vũ chỉnh lại cổ áo.
Gửi đi đâu đây? Triệu Bân hỏi. Nguyệt Linh ở đỉnh Ngọc Tâm, Tô Vũ mỉm cười. Triệu Bân nghe xong thì chau mày, U Lan chính là đệ tử đỉnh Ngọc Tâm. Còn về Nguyệt Linh thì hắn từng nghe nói, cô ta là đại đệ tử của đỉnh Ngọc Tâm, tên của cô ta có liên quan đến huyết mạch, hay nói cách khác là tên cô ta được đặt theo huyết mạch, và huyết mạch đó gọi là thể Nguyệt Linh. Nghe tên là biết có liên quan đến mặt trăng, có thể hấp thụ ánh trăng để dùng khi khẩn cấp. Hắn đã từng đọc về huyết mạch này trong sách, vào đêm có trăng thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Về điểm này thì hơi giống với U Lan, trong đêm trăng tròn, sức chiến đấu của U Lan không chỉ tăng vọt mà rõ ràng là trở nên cực kỳ bá đạo, hơn nữa còn không nhận người thân người quen gì cả, dẫu hắn mở ma đạo thì cũng khó khống chế được cô ta. Chớp mắt hai người họ đã đến chân đỉnh Ngọc Tâm. Người đi đi, ta đợi ở đây, Tô Vũ đẩy Triệu Bân một cái. Triệu Bân không trả lời, đi thẳng một mạch lên đỉnh núi. Vốn dĩ hắn không rảnh đến mức đó, sở dĩ lần này hắn đi là vì bản thân cũng có việc muốn nhờ Tô Vũ giúp đỡ. Tên này có thể vào được tầng 2 của tàng kinh các, không chừng có thể lấy được bảo bối bí mật đó ra sớm hơn. Nếu như thật sự có thể giúp mầm tạo hóa lột xác thì đó sẽ là một cơ duyên, từ đấy hắn cũng có thể đột phá lên huyền dương nhờ đó. Vậy thì hắn sẽ nắm chắc chiến thắng trong tỷ thí tân tông của tông môn rồi. Hắn đi được nửa đường thì trùng hợp gặp U Lan đang múa kiếm ở lưng núi. Lúc hắn lên núi thì vừa đúng lúc cô ta cũng cất kiếm và lên núi. Triệu Bân tiến nhanh về trước, nói, giúp đỡ chút nhé, đưa cái này cho sư tỷ của cô. U Lan không nói gì, vẻ mặt hơi bần thần, chắc là đột nhiên chiêm nghiệm được gì đó trong lúc luyện kiếm. Tâm trí vẫn còn chìm đắm bên trong nên chỉ tùy tiện cầm lấy bức thư rồi nhanh chân nhẹ nhàng rời đi, cô ta vẫn còn đang tập trung lĩnh ngộ. Nói cho sư tỷ của cô biết, đó là do Tô Vũ của đỉnh Liệt Diễm gửi, Triệu Bân nói thêm một câu. U Lan không trả lời, vì tâm trí vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô ta vốn dĩ không nghe thấy. Đến khi lên đến đỉnh núi thì U Lan giao bức thư tình lại cho Nguyệt Linh. Ai gửi đây? Nguyệt Linh hỏi lại với vẻ thăm dò. Cơ ngân của đỉnh Tử Trúc. Sư huynh Tô Vũ, sao lại ngồi xổm ở đây thế này? Màn đêm buông xuống, dưới chân đỉnh Ngọc Tâm, có rất nhiều người đã hỏi câu đó. Không ít đệ tử đi ngang qua đã nhìn thấy một người đang ngồi trên mỏm đá từ rất xa. Mới nhìn họ còn tưởng là con chó gác cổng chứ. Liên quan gì đến ngươi, cút đi. Người có thực lực thì được quyền ăn nói lớn tiếng. Kiểu như Tô Vũ là gặp ai mắng nấy, cũng là người thích bắt nạt kẻ yếu, nếu như gặp chúng Sở Vô Xương đến thì chắc hắn ta đã hớn hở chạy qua, cười hì hì, khom lưng, cúi đầu rồi. Một lát sau, Triệu Bân đã xuống đỉnh núi. Tô Vũ nhìn thấy hắn thì liền đứng dậy, nói, nhanh vậy mà đã về rồi à? Chạy lên thẳng một mạch luôn mà, Triệu Bân vừa nói vừa lau mồ hôi theo cách kinh điển. Đưa cho cô ấy rồi sao? Ta làm việc thì huynh cứ yên tâm, Triệu Bân uống một ngụm rượu. Vậy, cô ấy có nói gì không? Tô Vũ hạ giọng hỏi Triệu Bân. Cô ấy nói để suy nghĩ thử, Triệu Bân nói những lời mà mình đã nghĩ ra sẵn trước đó. Hắn đâu có lên thật, sao biết được Nguyệt Linh nói gì? Hắn chỉ chịu trách nhiệm gửi thư thôi, còn được hay không thì phải xem Nguyệt Linh rồi. Duyên phận là chuyện không thể miễn cưỡng được. Tốt rồi, nào, ca mời người uống rượu. Tô Vũ cười, vì vui mừng nên cả người tràn đầy sức sống, ôm lấy Triệu Bân và rời khỏi. Nhìn từ phía sau cứ như hai anh em thân thiết. Được lắm, cơ ngân. Trên đỉnh Ngọc Tâm, Nguyệt Linh cầm thư tình xem đi xem lại. Mặc dù nét chữ trên bức thư tình nguệch ngoạc nhưng câu từ lại rất khá. Mới vào môn phái 2-3 ngày mà đã không chịu an phận rồi. Nguyệt Linh mỉm cười nhẹ nhàng và thuần khiết, đứng tại chỗ xem đi xem lại. Cô ta đang nghĩ có nên bớt chút thời gian gửi lá thư này đến đỉnh Tử Trúc để Sư Thúc Vân Yên cũng được thưởng thức kiệt tác văn học này không, và cũng để Sư Thúc Vân Yên xem thử đồ đệ của mình nho nhã thế nào. Có phải ta đã quên mất gì rồi không nhỉ? Cách đó không xa, U Lan liên tục lẩm bẩm. Cô ta nhớ là hình như trước khi đi, cơ ngân có nói gì đó nữa. Ngặt nỗi lúc đó cô ta đột nhiên lĩnh ngộ, đang tập trung nên không hề để ý đến thế giới bên ngoài, bởi thế mà không nghe thấy.
Nhưng điều mà cô ta không nghe thấy lại vừa hay gây ra hiểu lầm rất lớn rồi. Uống đi. Hai người đàn ông của chúng ta vẫn còn chưa biết gì nên đang chè chén rất vui vẻ. Trong lúc đó, Triệu Bân liên tục nhìn xung quanh, quan sát tình hình bốn phía, bây giờ hắn đang ở đỉnh liệt diễm, khắp nơi đều là hỏa tức, hơi nóng cuồn cuộn liên tục ập vào mặt, hắn còn có thể thấp thoáng nhìn thấy lửa đang bùng cháy, điều khiến hắn hơi lo lắng. Lo lắng gì à? Lo lắng nếu như cây cỏ trên đỉnh này bị thiêu trụi hết thì cả đỉnh núi sẽ trống trơ. Nhưng lúc quan sát kỹ lại thì hắn mới biết thực vật trên đỉnh liệt diễm đều thuộc tính hỏa, dù cho bị đốt thì cũng không sao. Đúng là mỗi một đỉnh núi ở Thiên Tông đều có điểm đặc biệt riêng. Chẳng hạn như đỉnh Tử Trúc có trúc tím mọc đầy. Đỉnh Ngọc Tâm thì yên tĩnh với linh khí tinh khiết. Hay đỉnh Lạc Hà thì có mây màu răng lối, cả ngọn núi đều chìm trong sương khói. Ngươi nói xem việc có thành công hay không, Tô Vũ cười he he và nói. Có khả năng, Triệu Bân tùy tiện đáp lại, sư huynh đẹp trai thế này, tóc rẽ giữa cũng ngay ngắn, văn vẻ lại hay, nếu ta là sư tỷ Nguyệt Linh thì ta sẽ chuyển qua đây ở luôn. Ngươi thì thôi đi, ta sợ súng cướp cỏ lắm. Hỏi thăm huynh chuyện này được không? Nói đi. Tầng 2 của tàng kinh các trông thế nào vậy, Triệu Bân không nhìn quanh nữa, cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Tối rồi hắn không về nhà mà chạy đến chỗ này làm chuyện nhảm nhí chẳng phải đều vì dị bảo trong tàng kinh các sao. Còn thế nào được nữa, chẳng khác tầng 1 là mấy, Tô Vũ ở một cái rồi nói tiếp, toàn là giá sách, sách cổ, bí tịch các kiểu, liên quan đến rất nhiều bí mật, đương nhiên cũng có bí thuật công pháp nữa. Ngoài mấy thứ đó ra thì còn gì khác nữa không, Triệu Bân thăm dò, chẳng hạn như thứ gì đó kỳ lạ. Hầu như ngày nào ta cũng đến đó. Không có gì kỳ lạ cả. Tô Vũ nhún vai, nói tiếp, thứ duy nhất làm ta tò mò là hai chiếc đèn bằng đồng, chúng đều không có tim đèn, từ khi ta vào tông môn đến nay cũng đã 4, 5 năm rồi. Đèn bằng đồng. Triệu Bân lẩm bẩm, cứ cảm thấy hai chiếc đèn bằng đồng đó chính là dị bảo. Làm sao để lấy ra đây? Đấy là điều mà Triệu Bân đang suy nghĩ lúc này, hắn chỉ có thể nhờ Tô Vũ giúp đỡ thôi. Nhưng chuyện này có vẻ hơi khó, đèn bằng đồng không phải vật bình thường, chắc là có liên quan đến cấm chế của tàng kinh các, nếu tùy tiện di chuyển, e là Tô Vũ sẽ bị vạ lây nếu điều tra ra. Đầu chọc, qua đây nào. Lúc Triệu Bân đang trầm ngâm thì Tô Vũ liền gọi. Đầu chọc trong lời của hắn ta là đang chỉ Vô Niệm, là một đệ tử của đỉnh liệt diễm. Trong bóng tối, cái đầu của hắn ta đặc biệt sáng. Triệu Bân cũng nhìn theo. Vừa hay thấy Vô Niệm bước qua. Hắn đã gặp người này nhiều lần rồi, lúc khảo hạch ở Thiên Tông, hắn ta đã tung một trưởng in hẳn 5 ngón tay lên bia đá, trông hắn ta lùn và hiền lành vậy thôi, chứ thực tế là người vừa sinh ra đã có thần lực. Về điểm này thì khá giống với nhóc ham tiền. Sư huynh gọi ta à? Vô Niệm cũng rất nghe lời, chạy lẹp xẹp đến. Tô Vũ thì không sao. Nhưng Triệu Bân cứ cảm thấy có một luồng khí thế rất mạnh toát ra từ trên người Vô Niệm, chắc là sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, người bình thường không thể nào cảm nhận được vì nó đã được che giấu rất kỹ. Thực lực mạnh đến vậy sao? Với sức chiến đấu của Vô Niệm thì chắc chắn có thể lọt vào top 5 tỷ thí Tân Tông. Nhưng đó là kết quả nếu không gặp phải Sở Vô Xương trước khi quyết chiến, cô gái kia mạnh hơn Vô Niệm nhiều. Vô Niệm cũng đã nhìn thấy Triệu Bân nhưng hắn ta chỉ nở nụ cười cười sáng lạn thôi. Đều là đệ tử mới vào Thiên Tông, lúc tập hợp ở đỉnh Ngọc Tâm, hắn ta đã từng gặp Triệu Bân. Trước khi sư phụ đi, ông ấy đã bảo sư huynh ta đây lựa lúc để kiểm tra khả năng của ngươi, ta thấy tối nay rất thích hợp, Tô Vũ ở một cái, rồi vứt vỏ rượu, vặn eo bẻ cổ đứng lên. Thử sao đây ạ, Vô Niệm ngước khuôn mặt hiền lành lên. Đơn giản. Đánh ta một chưởng, Tô Vũ vừa nói vừa đứng nghiêm chỉnh lại, chân nguyên hộ thể bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, hắn ta lại nói, không cần phải nương tay, dốc hết sức mà chưởng, để ta xem thử sức của ngươi thể nào rồi nói tiếp. Chưởng, hết sức sao? Bảo ngươi đánh thì cứ đánh đi, sư huynh đỡ được. Vậy thì ta đánh nhé. Vô Niệm cũng là người thật thà, hắn ta thật sự đánh ra một chưởng. Trông trưởng đó rất bình thường nhưng thực tế lại rất mạnh, đánh vỡ cả chân nguyên hộ thể của Tô Vũ, trưởng lên ngực của hắn ta, mạnh như Tô Vũ mà cũng phải lùi về sau một bước. Nhìn thôi cũng thấy đau.
Triệu Bân nhếch môi, thầm nghĩ e là Tô Vũ quá chén rồi, nên mới đứng yên đó cho người ta đánh. Hắn có thể nhận ra Vô Niệm không hề dùng hết sức, nếu như dùng hết sức để ra đòn thì chắc là Tô Vũ đã bay xa rồi, người bẩm sinh có thần lực đều là những kẻ cực kỳ bá đạo, chẳng hạn như hắn từng bị một trưởng của nhóc tham tiền đánh bay, bây giờ ngẫm lại vẫn thấy không được tự nhiên. Ừ, không tệ, về nghỉ ngơi đi. Tô Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, đã trúng một trưởng nhưng sắc mặt không hề thay đổi. À, Vô Niệm gật đầu, xoay người ra ngoài. Còn ngươi nữa, trời cũng không còn sớm, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, Tô Vũ nhìn Triệu Bân. Lát nữa ta sẽ đi. Tại sao lại phải đợi? Chờ ngươi phun máu xong ta lại đi. Triệu Bân ôm hồ lô rượu, cứ dương đôi mắt tròn nhìn Tô Vũ. Diễn, ngươi cứ diễn tiếp đi, ta đã thấy hết rồi, ngươi đang cố gắng nghẹn một ngụm máu trong họng. Ta, phụt. Tô Vũ không kịp thở, thật sự phun ra một ngụm máu. Tiểu sư đệ nhà hắn thật sự đã dùng một trưởng đánh hắn nội thương, đuổi Vô Niệm, cũng đuổi cả Triệu Bân, đơn giản là muốn tìm một nơi không người để phun ngụm máu đó ra cho dễ thở mà thôi. Đáng tiếc, vẫn không thể nhịn được. Lần tới muốn diễn thì phải chọn ngày nhé. Thấy Tô Vũ phun máu, cuối cùng Triệu Bân cũng yên tâm, đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn vỗ vỗ vai Tô Vũ, bùi ngùi nói những lời sâu sắc. Vô Niệm có thần lực trời sinh, tìm hắn ta so tài, người không bị đấm thì ai bị đấm đây? Triệu Bân đi rồi, cười khẽ bỏ đi. Trạng thái của Tô Vũ sau lưng không được ổn lắm, một tay ôm ngực, một tay vịn gốc cây, cứ mãi ho ra máu không ngừng, vì người ta nói sức mạnh của Vô Niệm rất đáng sợ, người làm sư huynh như hắn ta còn chẳng thể tin nổi, bây giờ bị đánh thành nội thương thì đã tin rồi, chẳng những đáng sợ mà còn có thần lực bẩm sinh. Vì thế mới nói diễn là một kỹ năng, phải chọn ngày thực hiện. Không nên diễn thì tốt nhất là đừng diễn. Triệu Bân lại quay về đỉnh Tử Trúc, mùi thức ăn đã lan ra khắp nơi. Có lẽ tâm trạng Mục Thanh Hàn khá tốt nên hôm nay cố tình nấu thêm hai món. Sư phụ nhìn người quá vụng về rồi, người biết đánh thật. Vân Yên cười khẽ, một trận chiến đánh ba cảnh giới huyền dương nằm dài đã chứng minh rằng tiểu đồ nhi của cô ta không phải hổ giấy. Cái gì mà đi cửa sau, hoàn toàn không có, nếu tham gia khảo hạch, có lẽ cũng sẽ thông qua. Có thưởng không, Triệu Bân cười ha ha. Hay là ta, trả cuộn tranh này lại cho ngươi nhé, Vân Yên cười nhìn Triệu Bân. Ăn cơm. Triệu Bân vùi đầu tập trung lùa cơm vào miệng, mặt còn hơi đỏ lên. Đâu chỉ mình hắn ta, mặt Vân Yên cũng có thêm một dạng mây đỏ. Đồ tịch thu về thì cô ta cũng tiện thể liếc xem. Có thể nói là sắc xuân kiều diễm. Cô ta đúng là chủ của đỉnh Tử Trúc, và cũng là địa tàng tầng cao nhất nhưng lại chưa từng trải qua chuyện đó. Sự rụt rè của con gái ấy mà, vẫn phải có. Nếu không nhận một đồ nhi bảo bối như vậy thì cô ta cũng không có cơ hội được mở mang tầm mắt. Đồ tịch thu. Mục Thanh Hàn nghe xong chẳng hiểu mô tê gì, cứ thấy vẻ mặt của sư phụ và tiểu sư đệ có gì đó sai sai. Cứ thấy hai người này có chuyện gì đó đang giấu mình, hơn nữa chắc chắn là liên quan đến chuyện tiểu sư đệ bị đánh. Bữa tối này, Triệu Bân ăn rất nhanh. Thứ nhất là sợ Vân Yên chạy tới tìm hắn tâm sự. Thứ hai là bí tịch thiên nhãn, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa kịp xem thử một lần. Buông bát đũa xuống, hắn lập tức chuồn mất dạng. Mục Thanh Hàn thì bình thường, nhưng Vân Yên thì ngày càng cảm thấy hứng thú với tiểu đồ nhi nhà mình. Tiểu võ tu này đang cất giấu bí mật nào đó, ít nhất là không tệ như những gì cô ta tưởng, vẫn có chút đạo hạnh. Cô ta chuyển tầm mắt, đưa một vật cho Mục Thanh Hàn, đó là một chiếc hộp ngọc, giọng nói dịu dàng trong trẻo, huyết mạch bị ngủ quên quá lâu cũng không phải là chuyện tốt. Cảm ơn sư phụ, Mục Thanh Hàn vội vàng nhận lấy. Nhìn xem, có thể vào thiên tông này đều không phải là người mờ nhạt, hoặc là người có tư chất mạnh mẽ, hay là bối cảnh khổng lồ. Cũng có thể là huyết mạch bất phàm, Mục Thanh Hàn chính là dạng thứ ba, có một huyết mạch đặc biệt mà cả Triệu Bân cũng không nhận ra, nhưng Vân Yên là sư phụ nên tất nhiên là biết. Bên này, Triệu Bân đã ngồi xếp bằng để mở bí tịch ra. Thiên nhãn trói buộc. Triệu Bân trông thấy bốn chữ cực kỳ to đập thẳng vào mắt. Nhìn là biết ngay đó chính là một loại cấm thuật, là loại cầm thuật cần dùng đến thiên nhãn mới có thể thực hiện được. Bí pháp tốt thật.
Hai mắt Triệu Bân trở nên rực rỡ, cứ cười mãi không ngừng. Những bí pháp cần dùng đến thiên nhãn để thực hiện đều có hiệu quả tấn công bất ngờ, giống như ảo thuật của hắn, lần nào cũng thành công, chỉ cần chạm một ánh mắt với hắn thôi sẽ bị đẩy vào ảo cảnh ngay, cầm thuật của thiên nhãn cũng có thể tập kích bất ngờ như thế, không cần kết ấn, chỉ cần dùng đồng lực là được. Dưới ánh nến, hắn chìm vào trong tâm thức, tĩnh tâm tìm hiểu. Thiên phú của hắn rất cao, có ưu thế trong việc học hỏi bí thuật, chỉ cần học là biết. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Sau khi tìm hiểu thật lâu thì đôi mày đang giãn chợt nhíu lại, ý cười bên môi cũng biến mất không còn nữa, có lẽ đã gặp phải khó khăn, thậm chí hắn còn không thể hiểu được sự ảo diệu của bí tịch, cứ bị kẹt ở một ngã rẽ. Đây không phải là bích tịch thiên nhãn. Không biết qua bao lâu mới nghe thấy hắn thì thào tự lẩm bẩm. Nghiên cứu đến hơn nửa đêm, cuối cùng hắn cũng đưa ra kết luận như thế. Bí tịch thiên nhãn rõ là treo đầu dê bán thịt chó, rõ ràng ghi là thiên nhãn trói buộc, nhưng lại không phải là bí pháp thiên nhãn, đó chỉ là cấm thuật bình thường, có lẽ đã bị người ta đánh cháo, khoác thêm một lớp vỏ bí tịch thiên nhãn. Nói trắng ra, đây chỉ là một cái bẫy. Sắc mặt Triệu Bân hơi đen. Phải là người nào, mới nhàm chán đến thế, một bộ bí tịch bình thường lại gắn mác thiên nhãn vào, hại hắn nghiên cứu lâu như thế, đến giờ chỉ nhận được bất ngờ thế này. Theo hắn đoán, có lẽ Thanh Giao cũng không biết. Bí thuật này, chỉ có người sở hữu thiên nhãn mới có thể tìm ra sơ hở. Không phải là Thanh Giao thì sẽ là một người khác. Nhưng không cần biết là ai thì có lẽ mục đích đều giống nhau hết cả. Bí tịch bình thường không thể bán được giá tốt. Nhưng nếu đắp thêm một lớp bí tịch thiên nhãn thì sẽ khác rồi, giá trị có thể tăng lên gấp chục, gấp trăm lần. Để kiếm được tiền, bóp méo sự thật một chút cũng là điều dễ hiểu. Xấu hổ. Triệu Bân ho khan một tiếng, tiện tay cất quyển bí tịch đi. Không phải bí tịch thiên nhãn thì tìm hiểu nữa cũng chẳng ích gì. Nhuộm máu thiêu đốt. Một tiếng nói khẽ vang lên khiến hai mắt Triệu Bân sáng ngời. Đó là giọng của Nguyệt Thần. Giọng của Nguyệt Thần, không ai có thể nhớ rõ giọng của cô ta bằng hắn. Hắn tìm trong ý thức, vẫn là một mảnh mông lung, cũng không thấy Nguyệt Thần đâu cả, Tú Nhi nhà hắn vẫn còn đang bế quan bên trong, bớt chút thời gian thốt ra một câu, xong chuyện lại chìm vào giấc ngủ say. Hắn còn đang muốn hỏi chuyện Liễu Tâm như mà. Tiếc là gọi rất nhiều lần vẫn không nhận được tiếng đáp trả từ Nguyệt Thần. Nhuộm máu thiêu đốt. Triệu Bân lại khẽ thì thào. Lôi bí tịch thiên nhãn ra. Nguyệt Thần sẽ không truyền lời vô duyên vô cớ như thế, những lời cô ta nói đều có ẩn ý, hắn thì lại không hiểu. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn cắt một ngón tay của mình, nhỏ lên bí tịch thiên nhãn, sau đó dùng hỏa độn hóa thành một ngọn lửa vây quanh bí tịch, đó chính là nhuộm máu thiêu đốt. Một cảnh tượng kỳ dị chợt hiện ra sau đó. Quyển bí tịch bị thiêu đốt thành một đống cho tàn nhưng nó không bay lên không trung mà tập trung thành một dòng chữ xếp đều nhau, những hàng chữ rõ đến mức Triệu Bân chợt sáng bừng hai mắt lên. Thiên nhãn thuấn thân. Bốn chữ to đùng được hắn đọc thành tiếng. Đúng vậy, cho tàn đó đã ghép thành hàng chữ, đó là tên một loại bí thuật khác, thiên nhãn thuấn thân. Trông tên có vẻ là bí thuật bất phàm. Chờ đến khi xem hết, trái tim nhỏ của Triệu Bân cứ đập nhanh thình thịch. Thuật này không chỉ bất phàm, mà nó còn nghịch thiên. Cái gọi là thiên nhãn thuấn thân đó là những nơi nằm trong tầm mắt của mình thì hắn có thể biến đến đó trong nháy mắt. Điều kiện tiên quyết là, nơi hắn muốn đến phải nằm trong tầm nhìn của mắt. Tất nhiên nó cũng tiêu hao động lực, không đủ động lực thì cũng không thể đến đúng nơi. Hơn nữa, những nơi muốn đến ở càng xa thì động lực bị hao tổn càng nhiều, ngược lại cũng thế. Bí pháp tốt thật. Triệu Bân xúc động đến mức cười to. Thử nghĩ xem, liếc mắt cái là có thể biến sang đó, bá đạo biết bao nhiêu. Như thế, phong thần quyết chẳng thể so sánh được, nó đã vượt qua hẳn phạm vi của tốc độ, xét về mặt ý nghĩa, đây chính là dịch chuyển tức thời hàng thật giá thật, nói cách khác có thể gọi đó là di chuyển nhanh. Hôm nào đó gặp phải nguy hiểm sẽ trở thành quân bài tháo chạy rất tốt. Có thể chạy, tất nhiên cũng có thể tất công. Chỉ cần tính toán khoảng cách đủ chính xác, dịch chuyển tức thời tới giết người, trong nháy mắt là lấy được đầu người rồi. Bảo bối, nhặt được bảo bối rồi, Triệu Bân vẫn cười hà hà mãi không thôi. Nếu Thanh Giao có mặt ở đây lúc này,
có lẽ hắn sẽ xúc động chạy tới ôm chầm lấy cô ta. Bí thuật này là cái bẫy và cũng là điều bất ngờ, bí tịch gán mác thiên nhãn, bên trong là bí thuật bình thường, thế mà nó lại che giấu bí mật, nếu không có Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn cũng đã không tìm ra thứ nghịch thiên này. Chấm. Tốt, rất tốt. Đình Tử Trúc dưới ánh trăng vang lên rất nhiều tiếng cười. Tất nhiên là Triệu Bân đang cười, nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được bất ngờ như thế. Cười cái gì thế? Ngoài phòng, Vân Yên ngồi trong đình nghỉ mát xem sách cổ liếc sang, vẻ mặt khó hiểu. Hơn nửa đêm, lên cơn gì thế không biết. Chẳng lẽ hắn lại đang ngồi xem mấy cuộn tranh đó? Vân Yên nghĩ thầm như thế, sau đó thực hiện thuật nhìn lén. Cái gọi là thuật nhìn lén đó chính là nhìn xuyên qua vách tường để dò xét bên trong. Liếc xem thử, sau đó cô ta chuyển tầm mắt đi theo bản năng, đặt sách cổ xuống, xoa xoa hai mắt. Tại sao phải xoa ấy hả? Bởi vì vách tường Triệu Bân có cấm chú để phòng người khác nhìn lén. Cô ta không cẩn thận nên bị chói mắt. Hay lắm cơ ngân. Vân Yên đứng dậy, bước ra khỏi đình nghỉ mát, đi tới bên ngoài phòng Triệu Bân, nhìn lén không được thì vào trong xem, cứ bí ẩn như thế, chắc chắn không phải là chuyện hay ho gì rồi, nếu cứ xem mấy cuộn tranh đó mãi thì sư phụ như cô ta cũng không ngại tâm sự về lý tưởng nhân sinh với Đồ Nhi. Cô ta thực hiện thuật xuyên tường trong nháy mắt. Sau đó, một tiếng ầm vang lên. Xuyên tường là một bí pháp rất tốt, nhưng nếu thực hiện không cẩn thận đập vào tấm thép thì cảm giác cũng rất đau. Chẳng hạn như Vân Yên, chính xác là đâm đầu vào miếng thép. Vẫn là do cấm chú trong phòng Triệu Bân, chẳng những chống lại kẻ nhìn lén mà cũng hạn chế thuật xuyên tường. Thuật này khắc chế thuật kia trong truyền thuyết là vậy đấy. Cảnh giới địa tàng tầng cao nhất như Vân Yên muốn vào phòng Triệu Bân cực kỳ đơn giản, một chưởng đánh thành một lỗ thủng là thoải mái vào được, thế mà cô ta lại dùng thuật xuyên tường để lén lút mò vào. Thế thì, không được rồi. Cũng do cấm chú của Triệu Bân không phải là cấm chú bình thường. Nguyệt Thần đích thân chỉ dạy, người bình thường thật sự không thể phá được. Kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra, Triệu Bân lộ nửa đầu ra. Có lẽ đã nghe thấy tiếng vang nên mới đưa đầu ra nhìn thử. Lọt vào tầm mắt hắn là sư phụ Vân Yên đang ôm trán đứng đó, trông có vẻ khá nhếch nhác. Sư phụ làm cái gì thế? Triệu Bân tò mò hỏi. Đi dạo vòng vòng thôi. Sáng sớm, mây mù lơ lửng trên đỉnh Tử Trúc. Triệu Bân dậy từ rất sớm, bận rộn trong bếp được một lát thì Mục Thành Hàn cũng xuất quan. Sư tỷ thật sự mang huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân vừa vo gạo vừa nói, mấy ngày không gặp, Mục Thành Hàn đã trải qua một lần lột xác, trong quá trình đó, cô ta đã thay da đổi thịt, cả người có mây mù bao quanh, dù là hơi thở hay khí huyết đều vượt trội hơn hẳn, tinh khiết và dồi dào, trong người ẩn giấu một loại sức mạnh tiềm tàng mà nào đó hắn không thể nhìn thấu, nếu kêu gọi nguồn sức mạnh đó, có lẽ lực sát thương sẽ rất đáng gờm. Tỷ thí Tân Tông, hãy cho mọi người thấy bản lĩnh thực sự. Mục Thanh Hàn cười, cô ta liếc nhìn Triệu Bân rất nhiều lần, mới mấy ngày không gặp mà tiểu sư đệ nhà cô ta đã có sự thay đổi, còn thay đổi thế nào thì không thể nói rõ được, chỉ biết rằng trên người Triệu Bân xuất hiện thêm thứ khí huyền dị, như một tấm mạn che mặt đầy bí ẩn, che giấu bản lĩnh thật sự của Triệu Bân. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được bày đầy trên bàn. Cuộn tranh này có giá 5.000 lượng một bộ. Triệu Bân nhấc đũa lên, đột nhiên thốt ra một câu như thế. Mục Thanh Hàn nghe xong chẳng hiểu mô tê gì. Cô ta không hiểu nhưng Vân Yên lại hiểu rất rõ. Cuộn tranh mà hắn nói chính là thứ mà cô ta đã tịch thu. Chọn bừa một cuốn nào cũng đầy cảnh xuân tươi đẹp. Đến tận hôm nay vẫn còn nằm ở chỗ cô ta đây mà. Ý của Triệu Bân cực kỳ rõ ràng, xem xong thì trả con có thể mang đi bán lấy tiền, đừng phá hủy nó, đó chính là tiền đấy, ngân lượng sáng loáng đấy. Sư phụ không cần thì con lấy. Lại ngứa đòn hả, Vân Yên liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân lập tức vùi đầu lùa cơm, chắc chắn hắn dám nói thêm câu nào nữa thì sẽ bị dần cho một trận ra trò. Cuộn tranh gì cơ, Mục Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi. Mấy cái tranh sơn thủy phong cảnh ấy mà, Triệu Bân trả lời qua loa. Những lời đó khiến Vân Yên bật cười, Xuân Cung Đồ mà giải thích nghe hay thế nhỉ. Sau khi ăn xong, Triệu Bân lập tức biến mất dạng.
tất nhiên là đến cửa hiệu lâu đời mua chút linh dược này nọ, loại linh dược tẩm bổ đồng lực ấy. Thiên nhãn thuấn thân là một loại bí pháp rất tốt nhưng hao tổn quá nhiều, dùng một lần xong trong khoảng thời gian ngắn gần giống với ma luân huyết tế. Nghĩ tới ma luân huyết tế, Triệu Bân cảm thấy hơi lo lắng. Hai bí pháp thiên nhãn đều có giới hạn về khoảng cách, đối phương có thể châm lửa, hắn có thể dịch chuyển tức thời. Nếu đối đầu với nhau, thế thì phải so xem ai nhanh hơn. Hôm nay đệ tử Thiên Tông đều rất lạ, ánh mắt nhìn Triệu Bân rất lạ, hơn nữa còn tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, chỉ trỏ trỏ khiến hắn cảm thấy rất bất tiện, cứ có cảm giác bọn họ đang xem xiếc khỉ, mà hắn chính là con khỉ đó. Hắn không quan tâm tới nữa, đi thẳng đến cửa hiệu lâu đời. Hắn gửi thư tình cho sư tỷ Nguyệt Linh Hà. Không hắn thì còn ai, bức thư tình đó còn được dán hẳn lên bia đá thanh ngọc cơ. Đã đi cửa sau rồi, tưởng mình đánh lại mấy cái thứ ất ơ xong thì chẳng xem ai ra gì, một cảnh giới chân linh thôi mà dám mơ tưởng theo đuổi sư tỷ Nguyệt Linh, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Từ con cóc đó dùng rất là hợp lý luôn. Một buổi sáng Thiên Tông với rất nhiều lời bàn tán, tất cả đều liên quan đến đi cửa sau, tiếp đến là cóc, một bức thư tình khiến mọi thứ trở nên ồn ào, thậm chí cả Thiên Tông yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Bên này, Triệu Bân đã đi thẳng đến cửa hiệu lâu đời. Danh con, không ngờ đó nha, ngươi làm văn làm thơ cũng được quá nhỉ, lão Trần Huyền đi tới nói một câu như thế, giọng điệu có vẻ sâu xa lắm, nhưng chữ của ngươi thì cần luyện lại. Xấu quá. Cái gì, Triệu Bân ngơ ngác. Diễn, cứ diễn tiếp đi, ta biết hết cả rồi, lão Trần Huyền huých tay. Triệu Bân nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Dùng hai chữ ngơ ngác để miêu tả về vẻ mặt hắn lúc này thật sự rất đúng. Hàng đâu, lão Trần Huyền chuyển sang chủ đề khác, lục lọi trên người Triệu Bân. Lại còn động chân động tay, Triệu Bân liếc mắt nhìn ông ta, lão già này gấp gáp đến thế cơ đấy. Nhưng hắn vẫn lấy hàng ra. Thứ ông ta gọi là hàng đấy chẳng phải hàng họ gì, mà là cuộn tranh xuân cung đồ. Giao dịch này cả hai người đều hiểu, tiền trao thì cháo múc thôi. Chỗ ông, có linh được tẩm bổ đồng lực thiên nhãn không? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Có, nhưng mà nó hơi đắt đấy, lão Trần Huyền giấu cuộn tranh đi, tiện tay lấy ra bầu rượu hồ lô. Đắt đến mức nào? Triệu Bân hỏi lại theo bản năng. Lão Trần Huyền lấy một bình ngọc ra, thấy cái này không, một bình nhỏ vậy thôi đó, 5 năm vạn lượng. Dùng ổn không, Triệu Bân nhận lấy quan sát từ trên xuống dưới, bình ngọc có dán giấy niêm phong, bên trong là chất lỏng màu xanh, hẳn là thứ linh dịch đặc biệt nào đó chuyên dùng để hồi phục đồng lực. Đây là linh chấp thiên nhãn, làm gì có chuyện không ổn, lão Trần Huyền vuốt vuốt râu, mỗi ngày dùng nó nhỏ vào mắt để tẩm bổ, chưa đến 3 ngày sẽ có lại đồng lực, bảo đảm chất lượng. Để ta thử đã, Triệu Bân nói xong bèn xé giấy niêm phong đi. Đắt thế mà ngươi cũng mặt dày mày dạn đòi thử hả, lão Trần Huyền giành lại. Triệu Bân không nghĩ thế, hắn ném một sấp ngân phiếu sang, những lúc thế này dùng bạc vẫn là tốt nhất. Nếu không xài được, ta sẽ mắng ông mỗi ngày. Triệu Bân cầm bình ngọc rồi xoay người đi mất, hắn đi về phía Tàng Kinh Các. Mỗi hôm có thời gian rảnh hắn đều đến Tàng Kinh Các. Đọc sách là cái thứ nhất, thứ hai là cảm nhận bảo vật kỳ lạ kia. Vào đến Tàng Kinh Các, mầm tạo hóa lại bắt đầu run lên từng đợt. Chứng tỏ bảo vật vẫn còn ở đó, thế thì yên tâm rồi. Nhưng Huyền Sơn lão đạo lại nhìn hắn với ánh mắt là lạ, giống lão Trần Huyền vậy, cứ chắp tay đi theo sau hắn nhìn từ đầu đến chân rồi lại lướt từ chân lên đầu, không phải nhìn cho vui mà đang nghiên cứu cái gì đó, chắc là đã nghe ngóng được chuyện gì nên mới quan sát hắn xem sao. Trưởng lão, tại sao lại nhìn ta như thế, Triệu Bân thử hỏi. Không có gì, muốn nhìn thử xem ngươi là loại gì, Huyền Sơn lão đạo nói những lời đầy ẩn ý, cũng rất là tri thức khiến mặt mũi Triệu Bân tối sầm, đang móc mỉa gì hắn hả? Nhóc con, ta chấm ngươi rồi đấy. Huyền Sơn lão đạo vỗ vỗ vai Triệu Bân, xoay người đi. Triệu Bân chẳng quan tâm đến, tiếp tục lật sách xem. Và vẫn thế, U Lan cũng có mặt. Đang ở trong góc dùng tinh thạch ký ức để sao chép bí quyển. Tìm người cả buổi trời, lại đây với ta. Triệu Bân còn chưa kịp nhấc chân đã bị một người đằng sau kéo đi mất. Đó là Tô Vũ, chẳng biết từ đâu xuất hiện,
cũng không hề nhiều lời, nhanh chóng tóm người chạy đi, vẻ mặt cũng không đẹp đẽ gì cho cam, đen hơn cả nhọ nồi, đen toàn diện, hai mắt còn bốc lửa. Chuyện gì thế? Triệu Bân khó hiểu nói. Danh con, người còn dám nói, Tô Vũ mắng, mặt mũi lại càng đen. Là sao? Vẫn diễn, mượn hoa hiến Phật hay lắm, Tô Vũ há miệng lại mắng. Triệu Bân lại càng ngu ngơ, mượn hoa hiến Phật gì, ta chẳng hiểu một từ nào trong câu đó cả. Tô Vũ lười nói, kéo Triệu Bân đi thẳng một đường. Xa xa, hắn trông thấy một tấm bia, đó chính là bia Thanh Ngọc, là loại đá hiếm được trưởng giáo đời trước tìm thấy, sau đó khắc thành bia dựng lên ở đó, cũng không biết là để thưởng thức hay để kỷ niệm gì đó. Bây giờ thì có là gì cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là dưới bia có đầy người tập trung ở đó, có đệ tử Thiên Tông, có cả trưởng lão Thiên Tông, tất cả đều ngửa đầu quan sát bia, nói chính xác hơn là xem tờ giấy được dán trên đó, trang giấy chẳng chỉ chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, đó là một bức thư tình, là thư Tô Vũ viết cho Nguyệt Linh. Lại đây, mở cặp mắt ra mà xem đi. Tô Vũ đến nơi bèn đen mặt đẩy Triệu Bân về phía trước. Không cần hắn ta nói, Triệu Bân cũng trông thấy. Trên mặt bia Thanh Ngọc bóng loáng có một bức thư tình cực kỳ chói mắt. Hắn nhận ra nó, là thư tình Tô Vũ biết. Bên cạnh bài tơ còn có một mảnh giấy khác, trên giấy viết, cơ ngân, hai ta không hợp. Triệu Bân thấy mà như sét đánh ngang tai. Chuyện quái gì thế này? Cái gì mà hai ta không hợp, đó là thơ Tô Vũ viết cho ngươi, liên quan gì tới ta? Hiểu rồi, khoảnh khắc đó hắn đã hiểu ra rồi, thảo nào ánh mắt các đệ tử Thiên Tông lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ như thế. Thảo nào lão Trần Huyền và Huyền Sơn lão đạo đều nói mấy lời đầy ẩn ý như thế, thảo nào Tô Vũ lại sôi máu lên như thế. Bài thơ Tô Vũ vắt nát óc suy nghĩ làm ra lại thành hắn viết, thử nói xem có kỳ lạ không. Tự nói đi, người đã làm cái gì, Tô Vũ đen mặt nói. Chẳng làm gì cả, Triệu Bân nhìn thư tình, ngơ ngác nói. Cũng không hẳn là ngơ, chỉ vì hồn hắn không có ở đây, đang chìm vào dòng suy nghĩ xem tại sao lại xảy ra vấn đề. Sau khi suy nghĩ rất lâu hắn mới run run khóe miệng. Thơ tình hắn nhờ U Lan gửi hộ, có trời mới biết được cô ta đã nói những gì. Báo đáp ân nhân như thế à? Triệu Bân ôm ngực, truyền lời sai cũng không có gì đáng sợ, nhưng hiểu lầm Lan Sa thì lại hơi căng. Cả Nguyệt Linh nữa, không chịu thì thôi đi. Còn dán lên. Đến bây giờ, người gửi thư thì chẳng sao cả. Kẻ đi đưa hộ như hắn lại nổi khắp Thiên Tông, hơn nữa trước đó hắn cũng vừa mới nổi lên xong đấy. Ta nhìn lầm ngươi rồi, Tô Vũ lạnh lùng nói. Đó là một hiểu lầm, có người đã truyền lời sai, Triệu Bân ho khan. Có người truyền lời sai, Tô Vũ nhíu mày, người không tự tay giao thư cho Nguyệt Linh. Ta nhờ sư muội cô ta gửi. Ngươi, đưa thư như thế hả? Đừng vội, lát nữa ta lên đỉnh Ngọc Tâm giải thích với ngươi. Thôi, ta không muốn hai chữ cơ ngân trên tờ giấy đó thành tên Tô Vũ của ta. Ý ngươi là ta chịu tiếng oan thay ngươi á, bấy giờ, đầu Triệu Bân đầy vạch đen. Ai bảo ngươi đưa thư kiểu thế, Tô Vũ rung đùi đắc ý. May là truyền lời sai, nếu không người nổi tiếng khắp Thiên Tông hôm nay là hắn ta. Bị từ chối cũng không sao cả, nhưng bị từ chối trước mặt nhiều người như thế thì mất mặt lắm. Hắn ta điển trai thế này, vẫn phải giữ lại thể diện chứ. Ồ, cơ ngân đây mà, làm văn hay đấy. Hai người đang đùa thì chẳng biết ai đã lên tiếng khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển từ bức thư kia sang, so với thư tình thì nhân vật chính là hắn không nên mặt dày mày dạn xuất hiện ở đây. Không tự nhìn lại xem mình là cái thá gì. Sư tỷ Nguyệt Linh mà ngươi cũng dám đụng tới. Không lo tu luyện, lại muốn làm cóc ăn thịt thiên Nga, đúng là đi cửa sau nên chỉ đến thế là cùng. Mấy thứ văn vẻ nửa vời này mà cũng dám chạy tới Thiên Tông khoe khoang. Tiếng mỉa mai châm chọc cứ vang lên liên tục, phần lớn đều là nam đệ tử, mỗi người đều cầm một cây quạt xếp phe phẩy, cũng rất đều, đa số đều là người quý mến Nguyệt Linh, theo đuổi lâu rồi nhưng không được. Một võ tu nho nhỏ mà cũng dám chạy tới góp vui, không tìm vũng nước tiểu nhìn lại mình xem, ngươi có tư cách đó chắc. Nhóc à, cố gắng nhé. Tô Vũ vỗ vai Triệu Bân, sau đó biến mất dạng. Cố cái đầu ngươi. Triệu Bân cũng nhanh chân chạy mất,
còn chưa chịu đi nữa, hắn sợ sẽ bị nước miếng nhấn chìm mất. Đám đệ tử này nhàn đến phát chán, tụ lại một chỗ là bắt đầu huyên thuyên. Dưới bia thanh ngọc ngày càng trở nên đông đúc. Tấm bia được dựng sừng sững ở đó suốt trăm năm, chẳng có người nào để mắt tới. Hôm nay lại vì một bài thơ tình mà nổi tiếng khắp thiên tông, mấy kẻ nhàn rỗi đến nỗi chán đời thì chẳng hề thiếu, cứ có một vài người tụ tập thì một đám sẽ chạy tới, vài người đứng đọc thơ, phần lớn còn lại mỉa mai chế giễu. Tên Cơ Ngân đi cửa sau đó chính là nhân vật chính, một con cóc không hơn không kém. Không ngờ đấy, cũng văn vẻ sách vở gớm nhỉ. Lâm Tà cũng chạy tới góp vui, đọc thơ tình mà thổn thức không thôi. Sau này theo đuổi người ta thì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo màu mè thế này, để không bị họ rêu rao ra ngoài như thế. Tư Không Kiếm Nam bùi ngùi nói, vụ việc hôm nay chính là ví dụ tốt nhất, màu mè hoa lá hẹ có tác dụng gì, chẳng theo đuổi được ai còn mất cả trì lẫn trài, thành trò cười của Hà Thiên Tông. Hay lắm Cơ Ngân. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong những âm thanh bàn tán đó, ngày càng nhiều người chạy tới góp vui, có đệ tử mới vào tông. Cũng có đệ tử cũ, trong đó cũng có rất nhiều trưởng lão còn trẻ tuổi cảm thấy quá nhàm chán, cả động thời gian không lo tu luyện mà chạy ra xem trò vui, vấn đề ở đây là vụ việc hài hước này chẳng gây ra ảnh hưởng lớn lao gì. Sư muội nhìn cho kỹ vào, hắn chính là người như thế đấy. Vệ Xuyên đi tới phe phẩy chiếc quạt, nói những lời căm tức từ tận đáy lòng. Thanh Giao cũng có mặt, nhưng lại vờ như không nghe thấy những lời nói của Vệ Xuyên. Triệu Bân là người thế nào thì cô ta biết rất rõ, là người cực kỳ yêu thương vợ mình, làm gì có chuyện hắn phong lưu như thế, làm gì có chuyện hắn nhàm chán đến mức. Theo đuổi một người chưa từng gặp mặt, nếu trong đó không có hiểu lầm gì, có ma mới tin. Người cô ta không hiểu nổi là Nguyệt Linh. Chuyện này muốn nhỏ thì cũng nhỏ mà xé thì nó cũng to, tại sao lại muốn dùng cách đó? Nói là từ chối nhưng sự thật là đang sỉ nhục. Không muốn thì lờ đi là xong, hoàn toàn không cần phải làm như thế, bây giờ dán bức thư ra như thế, chẳng khác nào đẩy Triệu Bân lên đầu sóng ngọn gió. Người hẳn là một người kiêu căng ngạo mạn lắm, Thanh Giao khẽ nói. Người cô ta nói tới chính xác là Nguyệt Linh, chỉ có sự ngạo mạn đó mới khiến cô ta đứng tít trên cao, như một nàng tiên không nhuốm bụi trần, thậm chí là không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Hai ta không hợp. Một câu cực kỳ đơn giản, chỉ để nói cho tất cả mọi người biết rằng, Cơ Ngân không xứng với ngươi. Rồi cũng sẽ có một ngày ngươi phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Thanh Giao hờ hững nói, không phải Cơ Ngân không xứng với ngươi, là ngươi. Không xứng với Triệu Bân. Sư muội, biết người biết mặt không biết lòng mà. Vệ Xuyên là một tên thích lải nhải, mỗi lần mở miệng ra lại nói mấy câu chẳng đâu ra đâu. Lúc nói chuyện sống lưng vẫn thẳng tắp, quạt xếp phe phẩy cũng khá đẹp, lúc nào cũng bày ra cái vẻ, sư huynh ta đầy khí vũ hiên ngang, tốt hơn tên thối nát kia trăm ngàn lần. Bỗng nhiên, Thanh Giao chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi. Không quan tâm tới, có thể nói là ngó lơ cực kỳ triệt để. Nụ cười tươi tắn trên mặt Vệ Xuyên nhanh chóng biến mất, thậm chí hắn ta còn nghiến răng nghiến lợi. Cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết quý trọng. Thế thì không còn tư cách làm lốp dự phòng cho ta nữa đâu. Đó là tiếng lòng của Vệ Xuyên, có thể thấy hắn ta đã bỏ qua Thanh Giao. Thế thì bây giờ phải giải quyết tên đi cửa sau đó. Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga hả, thế thì hắn ta cũng không ngại đứng ra dạy cho Cơ Ngân một trận thay Nguyệt Linh. Bởi vì hắn ta cũng xem Nguyệt Linh là một trong những người dự bị của mình, hơn nữa còn được xếp vị trí khá cao. Con người ấy à, tự tin là tốt. Nhưng tự tin thái quá, người ta gọi là ảo tưởng sức mạnh. Chẳng hạn như tên này, cũng khá là ảo tưởng, cứ dự bị đến dự bị khác, hắn ta tưởng tất cả những cô gái xinh đẹp trên đời này đều thuộc về mình, sự thật ấy à. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn ta nhảy nhót mà thôi. Nằm không cũng trúng đạn. Bên này, Triệu Bân chậm rãi lên núi, vừa đi vừa thổn thức. Nếu biết có ngày hôm nay, có ngu mới đi giúp Tô Vũ gửi thư tình. Bây giờ đấy, một đống phiền phức vướng vào người. Đi thôi, mời người uống rượu. Không biết Tô Vũ từ đâu xông ra, cười hơ hớ nói. Lúc này còn đòi dứt áo đoạn tình với ta cơ mà, Triệu Bân lại cất tiếng thở dài. Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó,
Tô Vũ nói xong bèn khoác một tay lên vai Triệu Bân, chuyện này cũng có trách nhiệm của ngươi nữa, nào có ai gửi thư mà gửi có nửa đường, đó người ta gọi là làm không đến nơi đến chốn. Chịu tiếng xấu thay ngươi rồi, thanh danh cũng thành rác rồi, mặt Triệu Bân đen hơn một chút. Uống rượu, ta mời ngươi uống rượu. Thôi bỏ chuyện uống rượu sang một bên đi, tranh thủ thời gian gỡ lá thư đó xuống sẽ tốt hơn đấy. Gỡ, tối nay gỡ ngay. Nói dăm ba câu lại thành bạn bè nhưng không biết là bạn hay bè. Đùa, tình nghĩa của bọn họ sâu đậm như thế, cái gì mà thư tình rồi là hiểu lầm ấy, cút hết mẹ đi. Nói qua nói lại thì đi tới một ngã rẽ, trông thấy một bóng hình xinh đẹp. Là một cô gái áo trắng, trông cực kỳ dịu dàng uyển chuyển, trông cứ như người đẹp bước ra từ bức tranh, dù đang là ban ngày nhưng cơ thể mềm mại đó lại trông như có ánh trăng mở bao quanh. Cô ta sở hữu gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, không thua kém gì Sở Vô Xương, hơn nữa khí chất đó cũng gần giống Sở Vô Xương, đều là con cưng cửa trời, đều cho người ta cảm giác như vầng mây lẻ loi, lạnh lùng nhưng tinh khiết, cộng với vẻ kiêu ngạo cách xa người ngàn dặm, gương mặt đó chẳng hề có chút cảm xúc nào. Huyết mạch thật là mạnh mẽ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ta, là ẩn sau làn khí mờ ảo. Theo hắn, bàn về cấp bậc huyết mạch thì người này không thua gì thể thiên linh. Đúng là thiên tông ngọa hổ tàng long mà. Sư muội, thật là trùng hợp. Tô Vũ thấy người đó thì hai mắt sáng rỡ. Vừa nói vừa dịch sang bên cạnh từng bước theo bản năng. Có thể là đang giữ khoảng cách với Triệu Bân, ý bảo, ta không quen biết gì tên này. Triệu Bân lại liếc sang. Mới nãy còn huynh đệ tình thân lắm mà. Gì thế? Phân rõ giới hạn hả? Cô gái áo trắng chỉ khẽ đáp một tiếng cho lời chào hỏi của Tô Vũ, lướt qua như một làn gió. Cô ta kiêu ngạo, không thèm nhìn Tô Vũ, cũng chẳng ngó tới Triệu Bân, tự cao tự đại. Đẹp, thật là đẹp. Tô Vũ lưu luyến nhìn theo hướng cô ta rời đi. Mặt mũi xinh đẹp, dáng người cũng thướt tha, trong sự nhẹ nhàng ấy không mất đi sự rực rỡ, còn hắn ta thì cứ như đang xem một cuộn tranh vậy. Dù nhìn thế nào cũng hoàn hảo không chút tì vết, mùi hương nữ tính còn sót lại trong không khí cũng như thuốc độc khiến con người ta nghiện. Đó là ai vậy? Triệu Bân hỏi. Người đó chính là Nguyệt Linh. Nguyệt Linh, ta, Triệu Bân nghe thế bèn đuổi theo để tâm sự. Còn chưa nói xong thì đã bị Tô Vũ bịt miệng, lôi giật đi. Bấy giờ hắn ta mới biết tại sao Tô Vũ lại giữ khoảng cách với mình, đúng là huynh đệ tốt. Mãi đến một cái xó nào đó trên núi Tô Vũ mới buông Triệu Bân ra. Mặt Triệu Bân ấy à, đã đen thui rồi, danh con, người giỏi thật đấy. Cái oan này ấy à, người đã gánh rồi thì gánh thêm vài hôm, Tô Vũ xoa tay cười tít mắt, chờ ta theo đuổi được người đẹp rồi ta có thể tự giải thích, hứa sẽ trả cho ngươi sự trong sạch. Vẫn theo đuổi ư? Triệu Bân bị chọc cười, người cũng muốn bị dán lên bia thanh ngọc một lần hả? Không thể phủ nhận, làm thế đúng là hơi quá đáng thật, Tô Vũ ho khan. Muốn nổi tiếng thì cứ theo đuổi đi. Triệu Bân lười nói nhiều nên nhấc chân đi. Còn chuyện thư tình, thật ra hắn cũng không quan tâm lắm. Từ đầu đến cuối, hắn bị oan cũng có ít đâu. Nguyệt thần đã trêu đùa người khác thế nào, đều dùng danh nghĩa của hắn cả, trước là Tử Linh, Xích Hiên, sau đó Linh Lung, Phượng Vũ. Ai cũng bị hắn chọc ghẹo, nói chính xác hơn là bị Nguyệt thần trêu ghẹo. Chẳng qua, người chịu tiếng oan là hắn. Cái gì, Vệ Xuyên muốn khiêu chiến với Cơ Ngân? Sáng sớm, trời vừa mới bừng sáng thì đã nghe thấy tiếng thốt lên đầy kinh ngạc. Rất nhiều đệ tử nghe tin, còn việc tại sao họ lại biết thì tất nhiên là Vệ Xuyên nói rồi. Muốn giải quyết Cơ Ngân thì sao lại không khiến mọi thứ trở nên ầm ĩ nhất có thể? Để cả Thiên Tông nhìn thử xem Vệ Xuyên châu bò đến thế nào, cảnh tượng đầy phấn khích đó, sao lại không có người xem được. Đến càng nhiều càng tốt, nếu Nguyệt Linh cũng tới thì lại càng hoàn hảo. Với thực lực của hắn ta mà lại đi khiêu chiến với Cơ Ngân ấy hả, Lâm Tà nghe xong thì bĩu môi. Vệ Xuyên mạnh, hắn ta cũng biết điều đó, không phải là hạng ất ơ nhưng Nghiêm Khang có thể so sánh được, chẳng nói đâu xa, chỉ xét mỗi thiên cang hộ thể thôi. Mỗi lần dùng tới thì đừng nói là Cơ Ngân, cả hắn ta cũng bị đánh văng. Rõ ràng đang muốn ức hiếp người ta mà, Tư Không Kiếm Nam nhún vai. Đúng là hai người bạn chí cốt,
nơi nào có náo nhiệt thì luôn luôn có mặt hai người họ, đang đi về phía diễn võ đài. Phía diễn võ đài đã có rất nhiều người tập trung ở đó, sáng sớm tinh mơ, sức sống dồi dào không lo tu luyện, cứ thích chạy tới hóng hớt, quan trọng là chuyện này dính tới Cơ Ngân, mấy ngày nay chỉ có hắn là nổi tiếng nhất. Chắc lần này Cơ Ngân sẽ ngã thôi. Lúc Nghiêm Khang khiêu chiến với Cơ Ngân ngươi cũng nói thế, kết quả cả ba người bị hắn đánh tàn phế. Nghiêm Khang có thể so với Vệ Xuyên chắc. Còn chưa bắt đầu trận chiến mà quần chúng đã chọn xong vị trí quan sát, người thích hóng hớt như thế, không tụ lại thì thôi, mỗi lần tập trung là chắc chắn sẽ có tính toán, mỉa mai, châm biếm, than thở, chậc lưỡi, đủ cả. Có rất nhiều người đến, đệ tử mới hay cũ gì cũng có. Có vài trưởng lão, không biết là vô tình đi ngang hay cố ý đến xem trò hay, cũng đã chọn xong chỗ ngồi thoải mái, lấy tẩu thuốc ra châm xoạch xoạch, những vòng khói cứ lượn lờ trên không cứ như chốn bồng lai tiên cảnh. Vệ Xuyên cũng đến rồi, hắn ta cầm cây quạt xếp trong tay, áo trắng bay bay đi từng bước thong thả, tự cho mình một cái nét rất đặc biệt, tạo cho mình một phong thái với nụ cười trên môi, khiến người ta có cảm giác được tắm gió xuân, thật ra là đang nghĩ xem nên chơi đùa thế nào cho ác, dù vậy vẫn không thể giấu đi được vẻ hiên ngang của hắn ta. Người đến đây hóng hớt nói cũng đúng, hắn ta không phải là đệ tử bình thường, có tiềm chất chân truyền, không phải là người bọn Nghiêm Khang có thể so sánh. Chào buổi sáng Vệ sư huynh. Ừm. Đám người né ra thành một con đường, tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. Vệ Xuyên đáp, tạo nét rất tròn vai, chỉ một chữ ừm đã trả lời cho tất cả, chân bước lên đài, dừng lại, sống lưng thẳng như chưa từng được thẳng, giống hệt tấm bia đá cao, cộng thêm khí chất ngọc thụ lâm phong khiến rất nhiều nữ đệ tử phải sáng rực hai mắt. Đánh cảnh giới chân linh mà cũng làm cho rầm rộ thế. Lâm Tà lại bĩu môi, đúng là chẳng biết tên này cảm thấy mình hơn người chỗ nào. Nhưng nói đi phải nói lại, Vệ Xuyên cũng có tư cách đó, ít nhất thì hắn ta cũng đánh không lại. Có nhiều cô gái đến đây thật đó, Tư Không Kiếm Nam vuốt cằm, nhìn trái ngó phải, hắn ta đến xem cuộc vui, tiện thể ngắm nhìn mấy cô nàng xinh đẹp. Trong mắt hắn ta chính là một luống rau chính hiệu. Thanh Giao cũng là một trong số đó. Cô ta cũng đến, không phải đến để xem chiến đấu mà đến để xem Vệ Xuyên ăn hành. Theo cô ta, dưới cảnh giới Huyền Dương tầng thứ 8 thì e là chẳng có người nào đủ sức đánh Triệu Bân, Vệ Xuyên cũng không ngoại lệ, thiên cang hộ thể mạnh đấy, nhưng Triệu Bân cũng sẽ giải quyết được, bàn về chiến tích thì hắn có thể chèn ép tuyệt đối. U Lan cũng xuất hiện, không phải cố tình, cô ta định đến Tàng Kinh Các, nhưng đi ngang đây nên bớt chút thời gian xem, đến gần như cùng lúc với cô ta là Bát Nhã, ra ngoài giải sầu. Danh con, ngươi cũng mặt dày đi khiếu chiến cảnh giới chân linh thế à? Tô Vũ cũng đến, mang theo bầu rượu lảo đảo đi tới. Tiếng danh con đó tất nhiên là dành cho Vệ Xuyên, khiến sắc mặt hắn ta trở nên tối sầm. Mọi người đều gọi hắn ta là sư huynh, chỉ có mình Tô Vũ là chẳng ngó ngàng tới. Tô Vũ lười chẳng muốn quan tâm đến tên đó, bước lên một tảng đá lót đồ ngồi xem, muốn tìm thử coi Nguyệt Linh có đến không, Nguyệt Linh thì chưa thấy nhưng lại bắt gặp sư muội Nguyệt Linh đang đứng kia. Hắn ta vui vẻ chạy tới, cười hơ hớ, sư muội, sư tỷ của ngươi đâu? Bế quan, U Lan khẽ nói. Tô Vũ ho khan, không đi mà ở lại nói nhảm với sư muội, cố gắng tiếp cận cô ta, sau này theo đuổi Nguyệt Linh còn giúp được việc lớn. Ít nhất là đáng tin hơn tên Cơ Ngân kia. Sao vẫn chưa tới, rất nhiều người nhìn về một phía. Một nhân vật chính đã đến, nhân vật chính còn lại vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Thế này khiến bọn họ bất giác nghĩ rằng tên Cơ Ngân đi cửa sau đó không dám tới. Bọn họ đã đoán đúng một nửa. Triệu Bân cũng muốn đến, cơm còn chưa kịp ăn đã muốn tới lấy tiền. Vấn đề là Vân Yên không cho phép. Dùng biện pháp mạnh để giữ lại. Suy cho cùng vẫn là lo lắng đồ đệ xảy ra chuyện. Vệ Xuyên không phải là đệ tử bình thường, đồ nhi cô ta mà lên đó thì không bị đánh cho tàn phế mới là lạ. Con người ta ấy mà, khi cần co vẫn phải co, cứ co đi cho nó an toàn. Sư phụ, làm thế, không tốt lắm đâu nhỉ. Mục Thanh Hàn ho khan, liếc mắt nhìn cây cổ thụ siêu vẹo. Tại sao nó lại siêu vẹo thì là do Triệu Bân bị treo trên đó, còn bị trói lại, đang lắc lư theo từng đợt gió thổi qua, hơn nữa còn trong trạng thái ngất xỉu.
Đó đều là tác phẩm của Vân Yên, vấn đề là đồ nhi của cô ta cứ thích chạy ra ngoài. Bất đắc dĩ, cô ta đành phải giúp Triệu Bân ngủ thêm giấc nữa. Vẫn tốt hơn là bị đánh cho tàn phế. Vân Yên vừa lật sách cổ xem vừa thong thả nói. Vệ Xuyên Đỉnh Lạc Hà đó cô ta cũng biết, đừng thấy tên đó trông cũng ra hình ra dạng, thật ra là một kẻ tàn nhẫn, đồ nhi của cô ta nghênh chiến có thể sống sót trở về hay không cũng khó đoán, dù sao trên diễn võ đài, có một số việc không do họ quyết định. Thế thì thà ở nhà đi còn hơn. Mục Thanh Hàn cười gượng, khoanh chân ngồi dưới gốc cây. Không bao lâu, Triệu Bân tỉnh lại, hắn vỗ đầu thật mạnh, mắt toàn là đom đóm. Không biết rốt cuộc là thế nào thì đã bị sư phụ đánh ngất, tỉnh lại thì đã ở đây, từ khi lên đỉnh Tử Trúc đến nay, đây là lần thứ hai hắn bị treo thế này, đúng là gắn bó keo sơn với cái cây này. Sư phụ, làm gì có ai như người, Triệu Bân rơi bịch xuống, đầu vẫn còn choáng váng. Nếu ngươi bị đánh tàn phế thì ta cũng không tiện giải thích với Sở Lam, Vân Yên tùy ý đáp. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cố nhịn không buột miệng chửi mẹ nó, đúng là nữ nhân làm không nên chuyện. Làm chậm trễ thời gian kiếm tiền của hắn, có người cho bạc lại không để ta đi lấy, treo ta ở đây làm gì? Sư phụ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, Mục Thanh Hàn nói. Đi cửa sau, con cóc, sau hôm nay ta sẽ có thêm cái tên khác. Triệu Bân cứ lắc lắc, lời nói đầy ẩn ý. Tên gì? Mục Thanh Hàn hỏi lại theo bản năng. Rùa rụt cổ, Triệu Bân cúi đầu. Chờ xem, mấy kẻ không thể ngồi yên đó sẽ tặng cho hắn cái tên này vào ngày mai, nói không chừng còn viết cho hắn một cái kịch bản nghe xuôi tai, thỉnh thoảng lại lôi ra bàn tán. Làm người phải biết có biết giãn, vẫn tốt hơn là bị đánh cho tàn phế. Con, đánh đấm rất ổn, Triệu Bân than thở. Trong khoảng thời gian đó, hắn liếc Vân Yên vài lần. Có thể thấy sư phụ hắn không hề có ý định thả người. Theo như Vân Yên thì treo trên cây cũng là một loại tu luyện. Nếu cô ta gặp được Nguyệt Thần chắc sẽ nói chuyện hợp nhau lắm, viện cớ mà cũng nói hay như hát vậy. Sao vẫn chưa tới? Đỉnh Tư Trúc yên tĩnh, nhưng người bên diễn võ đài thì lại mất kiên nhẫn rồi. Còn phải nói thêm gì nữa? Không dám tới chứ sao? Tên đó cũng chỉ được cái miệng, tới khi đụng chuyện còn nhát hơn ai. Không đến cũng tốt, đỡ bị đánh tàn phế. Thế thì phải cho hắn cái tên rùa rụt cổ rồi, danh xứng với thực luôn. Tiếng bàn tán lại vang lên, chẳng còn ôm hy vọng gì nữa. Với sức của ngươi mà không đánh lại Vệ Xuyên ư, Thanh Giao nói khẽ, một mình lẩm bẩm, khi thì ngước lên nhìn về phía đỉnh Tử Trúc. Nếu cô ta đoán không sai thì chắc là sư thúc Vân Yên không cho Triệu Bân tới, không phải ai trong Thiên Tông cũng biết rõ lực chiến của hắn. Đánh giá cao ngươi quá rồi. Vệ Xuyên đứng trên đài cao sừng sững khép mắt cười lạnh. Theo hắn ta nghĩ, cái tên Cơ Ngân đó bị dọa sợ mất mật rồi nên không dám tới ứng chiến. Phần lớn mọi người đều nghĩ thế cả. Nhưng mọi người đều có nghị lực phi thường, vẫn còn ôm hy vọng, nhỡ mà người đến thì sao? Không thể bỏ lỡ được, nhất là những kẻ đang muốn xem Triệu Bân mất mặt, đều ngồi đó kìa. Sư tỷ, giúp ta mua một ít đồ với. Triệu Bân khẽ lắc lắc, dù bị bắt ở đây cũng không thể lãng phí thời gian. Mua gì? Mục Thanh Hàn mở mắt. Linh chấp thiên nhãn, Triệu Bân nói, trong túi ta có tiền. Ngươi cần linh chấp thiên nhãn làm gì? Mục Thanh Hàn khẽ nhướng mày, có lẽ đã biết được thứ đó. Chỉ có người sở hữu thiên nhãn mới dùng được, cái giá đó không chỉ là đắt bình thường, một bình nhỏ thôi đã mất 52.000. Ta có thiên nhãn, cần bổ sung đồng lực, Triệu Bân không giấu giếm, cũng không thể giấu được. Ngươi có, thiên nhãn. Không chỉ Mục Thanh Hàn mà cả Vân Yên cũng liếc nhìn, đó là điều họ không ngờ tới. Thảo nào ngươi lại thấy được Ngụy Đằng ẩn thân? Mục Thanh Hàn đã hiểu ra. Bèn lấy bạc trong túi Triệu Bân chạy tới cửa hiệu lâu đời. Thiên nhãn đều có năng lực đặc biệt, thiên nhãn của ngươi có khả năng gì? Mục Thanh Hàn đi rồi, Vân Yên mới tiếp tục chủ đề, đúng là một sư phụ nhàn nhã, lật sách thôi cũng trông đẹp như thế. Thấu, à, ảo thuật. Triệu Bân bật thốt rồi vội vàng dừng lại, nói sang ảo thuật. Hai chữ thấu thì đó không được nói lung tung, nếu để Vân Yên biết có khi lại bị đánh một trận. Trên thực tế, hắn vẫn là một người có liêm sỉ, từ khi vào đỉnh Tử Trúc,
Từ khi vào Thiên Tông đại hạ này hắn chưa từng dùng thiên nhãn để nhìn nữ đệ tử hay trưởng lão nào, còn nam đệ tử với nam trưởng lão ấy à? Xem cũng chẳng có gì. Cuối cùng Vân Yên cũng đặt sách xuống, lướt tới như làn gió quan sát mắt Triệu Bân, cuối cùng cũng dừng lại ở mắt trái, có lẽ do hao tốn qua nhiều động lực nên con ngươi cũng hơi mờ. Không nhìn kỹ cô ta còn chẳng biết. Nếu Triệu Bân không nói thì cô ta cũng không biết đồ đệ mình sở hữu một thiên nhãn. Thả con ra đi, thắng được tiền rồi con với người chia đều, Triệu Bân cười ha ha. Thắng tiền, Vân Yên bị chọc cười. Đối đầu với Vệ Xuyên, chưa bị đánh chết là phước ba đời rồi đó, còn đòi thắng tiền. Đồ đệ nhà cô ta nghĩ cũng thoáng thật. Xét thấy Triệu Bân không chịu ngoan ngoãn như thế nên cô ta bỏ thêm một cấm chú nữa. Nói chung là không cho Triệu Bân xuống núi, đến diễn võ đài rồi thì đừng hòng trở về được. Một câu, sư phụ đã phải vất vả lo lắng thế nào. Mặt Triệu Bân lại đen đi một chút. Khoảnh khắc đó, hắn có một xúc động muốn dùng thấu thị. Bạc trắng sáng chói lóa, thế là không còn nữa. Chấm. Ta nghĩ hắn sẽ không tới đâu. Trước diễn võ đài của Thiên Tông có rất nhiều người ngáp dài, họ đã thì thào mấy lời đó rất nhiều lần, nghị lực là một thứ rất tốt, những người có mặt cộng với tên tự kỷ trên đài đều có nghị lực cao, mới sáng sớm đã tới đây ngồi, chờ tới khi trời tối mịt, cứ như không chờ thấy mặt Cơ Ngân được sẽ không về, có nhiều đệ tử và trưởng lão chờ đến nỗi ngủ gà ngủ gật. Không phải là ai cũng nhàn nhã và nhàm chán như bọn họ vậy. Như Thanh Giao và U Lan vậy, đã đi từ lâu rồi. Người ta không xuất hiện là có nguyên nhân, chờ đợi để xem một người làm cái gì, tranh thủ đi tu luyện có phải hơn không? Hoặc giả trong mắt những người đó thì xem trò hay còn quan trọng hơn cả việc tu luyện. Đừng đợi nữa, hắn ta thật sự không dám đến đâu. Ta cũng rảnh thật đấy, ngồi phí mất cả buổi trời. Các ngươi cứ ở đó chờ, ta đi uống rượu. Chờ một lát, lại có một đám người vỗ mông đứng dậy. Càng lúc càng có nhiều người rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm mắng chửi. Họ vốn tưởng rằng có thể xem kịch hay, ai ngờ chẳng thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu cả, đã không xem được kịch hay mà còn lãng phí mất biết bao nhiêu thời gian. Mặt Vệ Xuyên đã tối sầm lại. Hắn ta là người đã làm sự việc trở nên ầm ĩ, đã tốn công tốn sức thiết kế võ đài để thể hiện mà đối phương lại không đến, cảm giác nhìn từng người một rời đi giống như đang nhìn một vương triều thịnh thế đang lụi bại dần dần. Hoặc cũng có thể nói, việc chờ đợi quá lâu đã bào mòn sự hứng thú của họ. Đối với hắn ta mà nói thì đó là cảm giác thất vọng và lạc lõng. Nghĩ đến cảnh trước đây được mọi người săn đón, giờ nhìn lại không còn một ai thì đúng là sự khác biệt một trời một vực. Điều đó làm hắn ta bất giác nghĩ rằng, ánh sáng thuộc về mình đang vụt tắt dần trong sự chờ đợi. Trên thực tế, mọi chuyện là do hắn ta đã quá tự tin. Người ta đến để xem kịch hay chứ không phải đến để xem hắn ta, không có kịch hay để xem thì họ đi kiếm chỗ mát mà ngồi thôi. Cơ Ngân, ngươi dám chơi ta à? Vệ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, uổng công hắn ta đợi cả ngày, đợi đến mỏi mòn. Hắn ta chờ suốt một ngày thì Triệu Bân cũng bị treo cả một ngày, lúc này hắn vẫn còn đang lắc lư ở đó. Có điều, cùng một khoảng thời gian nhưng một ngày của Triệu Bân lại có ý nghĩa hơn một ngày của Vệ Xuyên nhiều. Mục Thanh Hàn mua linh chấp thiên nhãn về, dốc sức bù đắp sức mạnh con ngươi mà hắn đang thiếu. Thiên nhãn bên mắt trái vốn tối tăm, giờ đã lấp lóe ánh sáng, Mục Thanh Hàn nhìn mà cũng bất ngờ. Nàng ta chỉ mới thấy thiên nhãn có một lần, nhưng không giống với thiên nhãn của Triệu Bân, nàng ta cứ cảm thấy con mắt này có thêm một loại năng lực kỳ lạ nào đó. Con mắt này của ngươi từ đâu mà có, Mục Thanh Hàn bất giác hỏi. Thiên nhãn của người ta đều có đôi có cặp hết. Nhưng hắn thì chỉ có mỗi mắt trái, nhìn sao cũng giống hàng giả. Tổ tiên truyền lại. Triệu Bân mỉm cười, ý của hắn rất rõ ràng, thiên phú của ta kém nên chỉ kế thừa được một con thôi. Đương nhiên là Mục Thanh Hàn không tin, nàng ta liếc mắt một cái rồi bỏ đi, nhưng đi được hai, ba bước rồi nàng ta lại quay trở về nói, phải rồi, lão sư bá Trần Huyền bảo ta hỏi ngươi là ngươi còn hàng không? Nàng ta nói xong thì hỏi với vẻ thăm dò. Hàng gì vậy? Hàng Tết, câu trả lời của Triệu Bân khá là sang chảnh. Có vài loại hàng, chỉ cần mình sư phụ hắn biết là được rồi, nhưng với sư tỷ của hắn, tốt hơn là không nên để nàng ta biết.
Mục Thanh Hàn liếc Triệu Bân một cái rồi mới quay người bỏ đi. Triệu Bân ở phía sau than thở, làm người thì có thực lực mạnh mới tốt. Đương nhiên câu đó là nói cho sư phụ Vân Yên nghe, làm dáng thôi là được, còn muốn treo ta đến lúc nào nữa. Địa tạng đỉnh cao thì giỏi lắm sao, nếu như chúng ta cùng cấp, cùng tu vi thì nhất định ta sẽ treo cô lên cây. Đương nhiên Mục Thanh Hàn cũng nghe thấy câu nói đó nên che miệng cười thầm. Vân Yên thì tỏ ra mọi chuyện không liên quan tới mình, chỉ nhàn nhã ngồi trong đình đọc sách. Cũng phải trách ta, Triệu Bân gục đầu xuống. Nếu thể hiện thực lực ra từ sớm thì đâu gặp phải chuyện vớ vẩn này, nếu cho thấy năng lực bản thân thì dù không muốn xuống núi, chắc Vân Yên cũng sẽ đá hắn xuống, nhà hết gạo nấu rồi, xuống mãi võ kiếm ít tiền đi. Đáng tiếc, giờ hắn lại nhảy suốt cả ngày, Vân Yên cũng không tin. Không tin cũng không sao, nhưng hắn vẫn phải bị treo ở đó. Nếu như Nguyệt Thần tỉnh thì nhất định sẽ không nhịn được mà suýt xoa, Vệ Xuyên trợn mắt đợi cả một ngày, đợi đánh Triệu Bân nhưng lại không ai tới, còn Triệu Bân bị treo cả một ngày, cũng muốn đập Vệ Xuyên nhưng lại không đi được. Mối hận cả đời cũng chỉ thế mà thôi. Rõ ràng muốn đánh nhau mà ai kia lại không cho cơ hội. Bỗng nhiên, dây thừng lỏng ra, cuối cùng Triệu Bân cũng được thả xuống. Soạt. Hắn vừa mới đáp đất là đã chạy biến không thấy tăm hơi. Trời vẫn còn sáng, không chừng Vệ Xuyên vẫn còn ở đó. Đáng tiếc, đài đấu võ không còn một ai nữa. Vệ Xuyên, đến đánh nhau đi. Triệu Bân cao ngạo hét lớn lên. Đến muộn cũng không sao, đánh lại là được. Rất nhiều người đi ngang qua, cũng có rất nhiều người nghe thấy, họ nhướng mày rồi tụ lại. Chà! Cuối cùng thì con rùa rụt cổ cũng xuất hiện rồi. Giống như những gì Triệu Bân dự đoán, các sư huynh thật sự đã đặt biệt danh đó cho hắn. Vệ Xuyên, ra đấu đi, Triệu Bân không quan tâm, tranh thủ đánh cho xong còn kịp về ăn cơm tối nữa. Đừng hét nữa, có người cười khinh bỉ và nói, Cơ Ngân, người cũng biết lựa thời gian thật đấy. Ý gì hả, Triệu Bân liếc mắt nhìn người đó. Vệ Xuyên đợi cả ngày, không thấy mặt mũi người đâu. Giờ hắn vừa mới ra khỏi tông môn làm nhiệm vụ thì ngươi lại nhảy ra, thế là thế nào? Núi không có hổ, con khỉ là ngươi cũng muốn làm đại vương một lần sao? Người đó cười với vẻ châm biếm rồi nói, tặng cho ngươi biệt danh rùa rụt cổ thật sự rất hợp. Ra khỏi tông môn làm nhiệm vụ sao, Triệu Bân xoa chân mày. Đi thôi, hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Chỉ là một thằng hề thôi, quá lãng phí thời gian khi đến đây. Chưa từng thấy ai mặt dày như thế. Đám người đông đúc lập tức giải tán, trước khi đi còn không quên xỉa sói cho sướng miệng. Có điều, họ vẫn thấy nuối tiếc. Vệ Xuyên đi trễ chút thì có thể xem được kịch hay rồi. May mà hắn đi sớm. Câu đó là do Thanh Giao nói, cô ấy không cố tình đến đó, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Còn về Vệ Xuyên, cũng may là hắn ta bỏ lỡ trận đấu. Chứ nếu còn kịp thì chắc hết đường đi làm nhiệm vụ. Tiền ơi, Triệu Bân đi xuống võ đài, lòng đầy tiếc nuối. Lại bị treo hết một ngày sao, Thanh Giao chớp đôi mắt xinh đẹp, chữ lại đó dùng rất chính xác. Tính tình của cô ta không tốt, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cô ta trong lời của hắn đương nhiên là đang chỉ Vân Yên. Những gì hắn nói đều là sự thật. Mới nhìn thì thấy đó là một sư phụ xinh đẹp và dịu dàng, nhưng khi nổi giận thì chẳng khác nào con hổ cái. Trước đây, Vân Yên từng đánh hắn và lão Trần Huyền 3 ngày mà vẫn không biết mệt. Lần này, may mà hắn lanh trí, không thì lại bị ăn đòn nữa rồi. Còn gửi thư tình nữa không? Ta có thể giúp, Thanh Giao đột nhiên nói. Đừng chọc ta, Triệu Bân phất tay, hắn còn đang nghĩ cách kiếm được tiền, tu luyện tốn kém tài nguyên lắm. Thanh Giao che miệng cười. Nhìn đi, cô ấy rất hiểu Triệu Bân, đối với một số chuyện, hắn luôn rất nghiêm túc. Lúc Triệu Bân về lại đỉnh Tử Trúc thì không hó hé gì. Cơ hội tốt như thế mà lại không kiếm được tiền. Xả xong rồi đấy hả? Vân Yên đã ngồi vào bàn ăn, tiếng hét của Triệu Bân quá lớn, vừa hay thính lực cô ta tốt nên đã nghe thấy hết rồi, hắn trút ra hết những âm ức trong lòng nên chắc là tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Triệu Bân không trả lời, chỉ liếc Vân Yên một cái. Không biết vì sao bây giờ hắn rất muốn. Làm gì kia với sư phụ? Sau bữa ăn, Triệu Bân trở về phòng trước.
Như thường lệ, hắn khóa chặt hết tất cả cửa ra vào và cửa sổ để đề phòng cháy, đề phòng trộm và đề phòng sư phụ của mình. Sau đó hắn đã phân thân để tiếp tục làm các bộ phận xe nỏ. Có thêm nhiều người thì dễ làm việc hơn, mà bản thân Triệu Bân chẳng qua cũng chỉ tiêu hao thêm một ít chân nguyên mà thôi, hắn có đan hải cho nên không cần lo chuyện cạn kiệt chân nguyên, hơn nữa hắn còn có đủ dược hoàn để bổ sung chân nguyên, bên cạnh hắn còn có hổ lô tím vàng đang ra sức hấp thu linh khí và tinh chiết ra linh khí thuần túy nhất phối hợp với dược hoàn. Phân thân bận rộn mà bản thể cũng không nhàn rỗi, hắn đang thử thông linh với đại bằng. Đây là điều mà hắn nhất định phải làm hàng ngày. Vẫn như mọi khi, thuật thông linh của hắn đã bị ngăn cản, dường như luôn có một nguồn năng lượng kỳ bí triệt tiêu lực thông linh của hắn, hoặc là do đại bằng vẫn còn chưa hồi phục cho nên thuật thông linh mới không hoạt động. Không thi triển thuật thông linh nữa, Triệu Bân lại theo dõi tình hình bên trong chiếc nhẫn ma. Trên quan tài băng ngọc lạnh lẽo, Liễu Tâm Như đang nằm yên giống như một mỹ nhân băng giá. Đáng tiếc không hề có dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ tỉnh dậy. Cho dù có tuệ tâm châu thì cũng chưa chắc có thể khiến cho nàng tỉnh dậy. Đan tỉnh thần. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm, vẫn phải có loại đan dược đó mới được. Hắn đã từng hỏi lão Trần Huyền, nhưng ông ta cũng không có đan dược cao cấp như vậy. Đan tỉnh thần bốn vân không phải là thứ có thể dùng tiền để mua được dễ dàng. Ở Thiên Tông thì đan dược còn có giá trị hơn cả tiền bạc. Nghĩ một lát, hắn lại xếp bằng ngồi xuống. Hắn đã bị treo trên cây cả một ngày, nhưng hắn không chỉ tốn thời gian lắc lư ở trên cây mà còn tranh thủ lĩnh hội thuật thiên nhãn thuấn thân. So với những bí thuật mà Nguyệt Thần đã dạy cho hắn thì bí thuật này lại càng khó hiểu hơn, cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa thể hiểu được thấu đáo. Thực lực của ngươi đã nghịch thiên lắm rồi. Nếu Nguyệt Thần tỉnh dậy thì chắc chắn cô ta sẽ đánh giá hắn như thế. Thuật thiên nhãn thuấn thân không phải là bí thuật bình thường, đừng nói là hiểu thấu đáo. Ngay cả muốn hiểu bề nổi của nó cũng không hề dễ dàng, Triệu Bân vừa mới tiếp xúc với nó mà đã có thể thành công hiểu được một chút vậy là đã có thể tự mãn với toàn thiên hạ rồi, nếu đưa bí thuật này cho Đại Hạ Hồng Uyên nghiên cứu thì chưa chắc ông ta có thể hiểu được dù chỉ một chút. Khi trời đã rất khuya thì Triệu Bân mới đứng dậy. Hắn khẽ quát một tiếng, lại thi triển thuật thuấn thân, động tác của hắn đã thuần thục hơn nhiều. Thép tốt thì mới có thể tạo nên kiếm sắc. Trong hai lần thi triển đầu tiên do nhãn lực của hắn được sử dụng không đúng chỗ cho nên đã hao phí rất nhiều, lúc này cảm ngộ của hắn đã càng lúc càng sâu sắc cho nên thuật thuấn thân của hắn cũng càng lúc càng chính xác hơn. Lại hết rồi. Triệu Bân nhìn bình ngọc, linh chấp thiên nhãn đã cạn sạch. Theo hắn tự tính thì mỗi một bình linh chấp thiên nhãn tốn hơn mấy trăm vạn lượng, nếu như hắn không tu luyện kỹ càng bí thuật này mà để cho nhãn lực tiêu hao quá nhiều thì chẳng những hắn cần thời gian để phục hồi mà còn cần có rất nhiều tiền để mua linh chấp thiên nhãn. Tiếp theo hắn lại luyện binh khí. Tử lệ binh tinh có công hiệu thần kỳ, kiếm uy của kiếm Long Uyên mỗi ngày đều tăng lên rất nhiều. Là chủ nhân của kiếm Long Uyên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của thanh kiếm, dường như nó sắp chạm vào giới hạn của chính mình rồi, có lẽ binh khí cũng có phân chia cấp bậc. Mà cấp bậc của kiếm Long Uyên bây giờ chắc cũng đã tăng đến một cột mốc nào đó để đột phá. Tiểu sư đệ, trong lúc hắn đang luyện binh khí thì lại đột nhiên nghe thấy ngoài phòng có tiếng gọi. Tiếng gọi đó là của Mục Thanh Hàn, nàng ta không gọi lớn, dường như đang cố ý hạ thấp giọng mình xuống. Triệu Bân thu kiếm, mở cửa sổ ra. Mục Thanh Hàn ở phòng đối diện cũng đã mở cửa sổ, bây giờ nàng ta đang nhìn ra ngoài. Vân Yên lại mộng du. Cô ta đang nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng sáng, điệu múa duyên dáng sống động, hơn nữa còn có thêm chút sắc thái huyền ảo mộng mị, khiến cho Triệu Bân trong chớp mắt ngẩn ngơ. Thì ra sư tỷ gọi hắn là muốn để cho hắn thưởng thức điệu múa của sư phụ. Không thể phủ nhận điệu múa của Vân Yên đẹp vô cùng, nhìn cô ta lúc này giống như một con bướm đang bay dập dìu trong gió xuân vậy. Người của đỉnh tử trúc thật sự rất thú vị, một sư phụ không bình thường dạy dỗ hai đệ tử tỉnh táo. Sư phụ đang nhảy múa thì hai đệ tử đứng thưởng thức, trầm trồ sư phụ của mình thật đa tài đa nghệ, chắc chẳng có một đỉnh núi nào trong Thiên Tông lại xảy ra chuyện như thế này. Khung cảnh tươi đẹp lại còn phảng phất chút hương thơm. Đã hiếm thấy sư phụ nhảy múa, mà sư phụ nhảy múa thoát y lại càng hiếm thấy hơn. Đúng vậy, chính là nhảy múa thoát y. Trong nháy mắt, khung cảnh đẹp huyền ảo trước mặt đã thay đổi, chiếc áo khoác mỏng nhẹ như cánh ve của sư phụ đã rơi xuống.
chính là do tự tay sư phụ nhanh nhẹn cởi ra, nhưng điệu múa vẫn chưa kết thúc, sư phụ vẫn đang đứng đó bất chấp tất cả để nhảy múa, tư thái tao nhã, đẹp tựa thiên tiên. Đóng cửa sổ lại đi, Mục Thanh Hàn trừng mắt nhìn Triệu Bân, lời này nàng ta cũng thấp giọng để nói, sau đó nàng ta từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tay cầm áo choàng quấn lên người của Vân Yên. Thật là thú vị, Triệu Bân ho khan một tiếng, cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Cái gì nên xem thì xem, cái gì không nên xem thì tốt nhất vẫn nên tránh xa. Chuyện này nếu như bị phát hiện thì Mục Thanh Hàn rất có thể sẽ bị sư phụ cho ăn đòn, ngủ thì cứ ngủ đi, còn dám rủ sư đệ ra xem sư phụ múa thoát y. Mộng pháp phản phệ đáng sợ như vậy sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Một cao thủ cảnh giới địa tạng đỉnh phong lại bị bí pháp phản phệ tới mức không còn chút mặt mũi nào. Nhưng đây chỉ mới là bề nổi mà thôi. Theo như Nguyệt Thần nói, nếu như thật sự bị mộng pháp phản phệ thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn thế này rất nhiều. Trong trí nhớ của cô ta, từng có một thần minh tu luyện mộng pháp sau đó bị kẹt lại trong mộng và bị ma hóa, tuy nhiên chiến lực của vị đó lại không mạnh cho nên đã bị một vị thần kỳ bí khác trấn áp, bây giờ không rõ sống chết thế nào. Sáng sớm Mục Thanh Hàn đã phải bận rộn trong bếp nhưng vẫn không quên đe dọa Triệu Bân, chuyện sư phụ nhảy múa chỉ có hai người bọn họ biết, nếu như để cho người thứ ba biết thì sư phụ nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Triệu Bân đáp, còn không quên liếc nhìn sư phụ đang ngồi ở đình nghỉ mát cách đó không xa, sư phụ vẫn không hay biết chuyện gì, nếu như biết thì không biết sư phụ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bữa sáng được dọn ra nhanh chóng, đầy cả một bàn lớn. Cơ Ngân, ta đợi ngươi ở diễn võ đài. Triệu Bân vừa ngồi xuống liền nghe thấy một tiếng nói, chắc là kẻ nói đã sử dụng bí thuật sóng âm, cho nên hầu hết các đỉnh núi đều có thể nghe thấy. Đỉnh Tử Trúc cũng là một trong số đó, mà khoảng cách của nó cũng không quá xa diễn võ đài. Là tên nhóc đó, Triệu Bân nghe giọng liền biết là ai đang thách thức. Kẻ đó là tiểu đệ của Vệ Xuyên, hắn ta tên là Trịnh Minh. Lúc trước khi Vệ Xuyên khiêu chiến hắn thì chính Trịnh Minh là kẻ đến đưa thư khiêu chiến. Cái tên Trịnh Minh này hay lắm, không biết hắn ta đang muốn chứng minh điều gì với thế giới đây. Triệu Bân khẽ liếc nhìn Vân Yên. Lần này hắn đã học được cách thông minh hơn, trước hết phải hỏi ý kiến của sư phụ, nếu không thì ngay khi hắn đứng lên chắc chắn sẽ bị sư phụ bắt trói rồi treo lên cây, hắn thật sự không muốn quay lại cây cổ thụ đó một chút nào. Đánh không lại thì phải chạy ngay, Vân Yên nói rồi cầm đũa lên. Vèo. Được sự cho phép của sư phụ, Triệu Bân ngay lập tức phóng đi, ngay cả cơm cũng không ăn. Con cũng đi. Mục Thanh Hàn đặt đũa xuống, vội vàng đuổi theo hắn ra ngoài. Phía sau, Vân Yên chỉ biết lắc đầu cười. Hai đồ nhi, một đứa thì quá trầm tĩnh, một đứa thì quá hoạt bát, tu luyện chưa tới đâu mà đã muốn xuống núi gây sự. Bê con mới sinh không sợ hổ, không để cho đồ nhi chịu một chút đau khổ thì sau này nó sẽ không biết dè chừng ai. Trên diễn võ đài đã có người đứng đợi từ lâu. Dưới diễn võ đài cũng đã có rất nhiều người kéo đến xem náo nhiệt, xem ra nơi này không thiếu những kẻ nhàn rỗi. 500 lượng, ta cá là Cơ Ngân sẽ không đến. Lần này ta chỉ chờ trong thời gian một nén hương, nếu như hắn không đến thì ông đây sẽ đi ngay. Không nên đi vào vết xe đổ nữa, hôm qua ta đã chờ cả một ngày mà có thấy hắn đâu. Trước khi trận chiến bắt đầu thì bên dưới đã bàn tán xôn xao không ngớt, ai cũng cho rằng Triệu Bân chắc chắn là một con rùa rụt đầu, không cần phải chờ lâu vì cái tên đi cửa sau đó sẽ không đến, hắn chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Trên khán đài, Trịnh Minh đang đứng rất hiên ngang. Nói thế nào thì hắn ta cũng là tay sai đắc lực của Vệ Xuyên. Hắn ta thật sự có khí chất rất giống Vệ Xuyên, toàn thân hắn ta toát ra khí tức bức người, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, thần thái kiên trung hộ chủ, giống như muốn nói lão đại của hắn ta không có ở đây cho nên hắn ta phải ra mặt trấn thủ. Đại ca, ta tuyệt đối sẽ không khiến cho huynh mất mặt. Những lời nói chân thành trong lòng của Trịnh Minh đã nói lên rằng hắn ta là một người thấy chết không sờn, dốc lòng muốn dạy một bài học nhớ đời cho tên Cơ Ngân mà lão đại của hắn ta đã từng khiêu chiến. Muốn đánh Cơ Ngân thành đầu heo trước khi lão đại trở lại, cũng như muốn chiếu cáo thiên hạ rằng uy nghiêm của lão đại hắn ta là bất khả xâm phạm, tuy lão đại đang không ở Thiên Tông nhưng hắn ta cũng có thể thay lão đại hành đạo. Cơ Ngân đến rồi. Giữa đám đông ồn ào không biết là ai đã hét lên,
Thanh âm này khiến Triệu Bân vừa đến đã đột nhiên trở thành tiêu điểm, tiếp theo là Mục Thanh Hàn cũng được hưởng ánh hào quang của hắn, trở thành đối tượng được chú ý. Hắn thật sự đã đến rồi. Không dám nghênh chiến Vệ Xuyên, Trịnh Minh mới thách đấu thì đã chạy đến, cái tên đó cũng chẳng có bản lĩnh gì. Trịnh Minh có cảnh giới huyền dương, không cần đánh cũng biết ai mạnh ai yếu. Đám đông lại nép vào nhường đường, nhưng ánh mắt dành cho Triệu Bân phần lớn là khinh thường. Ngày hôm qua Vệ Xuyên chờ hắn một ngày nhưng hắn không dám tới, Vệ Xuyên vừa đi liền nhảy ra ngoài, đúng là tiểu nhân. Cho nên mới nói, cái tên đi cửa sau này chỉ là một tên tiểu nhân không hơn không kém. Không phải ta không dám đến mà là sư phụ ta không cho đến. Triệu Bân muốn mở miệng ra giải thích, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy nên bỏ qua chuyện đó. Cho dù hắn có nói thế nào thì trong mắt của những người này hắn vẫn mãi là một con rùa rụt đầu mà thôi. Ta còn tưởng ngươi sẽ trốn ở đỉnh Tử Trúc mãi. Trịnh Minh cười nhạt một tiếng nói, sống lưng của hắn ta thẳng tắp, hắn ta từ trên đài cao nhìn xuống Triệu Bân bằng ánh mắt khinh thường cực điểm, tuy rằng đối phương có bí kíp đập người nhưng hắn ta cũng không phải là không có chuẩn bị, hắn ta đã nghiên cứu suốt mấy ngày, chỉ cần hắn ta không bị cơ ngân tóm được thì sẽ không gặp phải bất trắc gì. Hơn nữa hắn ta cũng có nội tình không tầm thường, rất tự tin rằng bản thân có thể dễ dàng giải quyết Triệu Bân. Có đánh cược gì không? Triệu Bân bước từng bước lên đài, hắn không rảnh đánh nhau vô ích, chủ yếu vẫn phải có đặt cược mới được. Có tiền thì hắn sẽ đánh nhẹ tay cho. Nếu không có tiền thì cũng đừng trách hắn ra tay độc ác. Không có tiền thì tâm tình của hắn liền không tốt, ra tay cũng sẽ nặng hơn bình thường, xin thứ lỗi trước. 20 vạn lượng, nếu có bản lĩnh thì cứ lấy. Trịnh Minh đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ta rút ra một sấp ngân phiếu ném lên diễn võ đài. Lại là 20 vạn lượng, đám người đứng xem bên dưới đều sờ cằm tặc lưỡi, có phải tiêu chuẩn để khiêu chiến trên diễn võ đài chính là 20 vạn lượng hay không, không có tiền thì đừng mong bước lên diễn võ đài được. Được thôi, Triệu Bân mỉm cười hết sức hài lòng. Đứng yên cho ta. Triệu Bân vừa dứt lời thì đã nghe Trịnh Minh quát lên, lòng bàn tay của hắn ta mở ra hướng thẳng về phía Triệu Bân. Trong lòng bàn tay đó còn có khắc một chữ định, đây chắc chắn là chú định thân, hắn ta ra tay cực nhanh, một kích trúng mục tiêu. Nhìn sang Triệu Bân, hai tay của hắn vừa giơ lên đã đông cứng lại, ngay cả miệng của hắn cũng hé mở, nhìn hắn lúc này giống y như một tượng đá không thể cử động được nữa, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn đã bị chế trụ. Chú định thân của cảnh giới huyền dương chắc chắn sẽ có tác dụng với cảnh giới chân linh. Chuyện này kết thúc rồi sao, đám người đứng xem kinh ngạc nói. Trịnh Minh quả nhiên không ngốc, hắn ta còn biết dùng chú định thân, có người tặc lưỡi nói, đã bị chế trụ rồi thì cơ ngân chắc chắn sẽ không có cơ hội trở mình, một tiểu võ tu cảnh giới chân linh như hắn chỉ cần một trưởng là đủ xử lý rồi. Đến tận bây giờ mới có một tên biết suy nghĩ,